Chương 46, phá đám một lần nữa, ta sẽ phế ngươi." Vèo, một mũi tên xé rách không gian bay thẳng đến con gấu đen to lớn. Là Tô Như Thành xuất thủ. Hắn căn bản không thèm để ý tới người khác, tất cả sự chú ý của hắn đều đặt trên thân thể con gấu đen to lớn kia, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Mục tiêu khổng lồ như vậy, lại còn đứng bất động nữa chứ. Lấy tài bắn cung của hắn thì mũi tên này không thể nào trượt mục tiêu được. Không được! Lý Cẩu Đản chợt hô lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng sợ hãi. Ngay lúc mũi tên xé rách không gian bay tới thì con thủ Huynh Sơn đứng bên trái đã phát động công kích, nhào tới con gấu đen. Mũi tên của Tô Như Thành đang bay vọt đến sau lưng của con chó săn. Lúc này, Lý Cẩu Đản đã không còn biện pháp nào để ngăn cản bi kịch xảy ra. Mặt mày của Tô Như Thành căng thẳng đến cực độ, lấy mũi tên thứ hai từ túi đựng tên sau lưng, đặt lên cung tên hàn quang sắc bén chợt lóe lên. Một tiếng, suy, vang lên, mũi tên màu đen đã bị phân làm hai mảnh, bị chém thành hai khúc. Audio điện tử võ tấn bền. Chẳng biết từ lúc nào thì chuôi nguyễn kiếm cực mỏng cực nhỏ đã ở trong tay của Tân Lâm. Không đợi đoàn người hồi phục tinh thần lại thì hàn quan bén ngót lại lóe lên. Mũi tên vừa mới được cài lên phục hợp cung cũng bị chém làm hai khúc, tiếp đó là một tiếng, bụp, lại vang lên, phục hợp cung vững chắc cũng bị cắt làm hai, hai đoạn dây cung bắn lên khiến Tô Như Thành luống cuống tay chân. Sau đó, hắn vừa cảm thấy hàn quang bén ngót lóe sáng trên ngực mình, đai đeo của túi đựng cung tên cũng theo đó mà đứt đoạt, toàn bộ cung tên bay theo mũi kiếm của Tân Lâm, vẽ nên một đường cong thật đẹp trong không trung rồi rơi xuống đất, cách nơi hắn đang đứng mấy thước. Tô Như Thành chưa kịp phục hồi lại tinh thần thì mũi kiếm lạnh như băng đã chỉa trên cổ họng của hắn, một luồng khí lạnh như băng trong nháy mắt đã chạy khắp xương khớp tứ chi của hắn. Tô Như Thành chỉ cảm giác máu thịt cả người mình đều đông cứng lại. Tô Như Thành giơ hai tay lên khỏi đầu, không dám động đậy. Sắc mặt của hắn cũng tựa như trương đồng hoa, trong phút chốc đã trắng bệch không còn chút máu. Lý Trường Quý và Lý Cẩu Đản cũng hoảng sợ đến chết lặng, yên tĩnh nhìn sang bên này, ngay cả miệng cũng không khép lại được. Tiểu, tiểu thư, Tô Như Thành nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói. Thân thể đông cứng tại chỗ, tựa như là kẹo cao su vậy, mồ hôi lạnh tuôn như thác nước. Nếu dám quấy rối một lần nữa ta sẽ lập tức phế ngươi. Tân Lâm hừ lạnh một tiếng, trên mặt bao phủ một tầng xương lạnh. Không dám, không dám. Tô Như Thành liên tục nói, ngay cả giọng nói cũng run run. Tân Lâm lập tức xoay người đi về phía gấu đen. Gọi chó săn của ngươi về. Tân Lâm cũng không quay đầu lại mà lên tiếng căn dặn Lý Cẩu Đản một câu. Lý Cẩu Đản không chút do dự đặt ngón tay trỏ vào miệng, thổi lên một tiếng. Hai con chó săn đang dây dưa với gấu đen lập tức dừng công kích, từng bước từng bước lui về phía sau. Con gấu đen to lớn thở hồn hền, cũng không có tiếp tục truy kích hai con chó săn. Bên này nhiều người như vậy nên gấu đen cũng không dám đến quá gần. Sau khi lùi ra ngoài mấy thước thì hai con chó săn mới xoay người lại, nhanh chóng chạy về hướng chủ nhân. Tân Lâm chậm rãi đi về hướng con gấu đen, cách nó mấy bước mới dừng lại. Nguyễn Kiếm khẽ rung động như là một con rắn, phát ra âm thanh, vù vù cực kỳ nhỏ. Con gấu đen to lớn tựa như cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, hai cặp mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tân Lâm, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ. Mãi cho đến lúc này thì Tô Như Thành mới chậm rãi tỉnh lại từ trong hoảng sợ cực độ, thân thể lung lay, mông tiếp đất, ngay cả đôi môi cũng trở nên tái nhợt, hai hàm răng khẽ rung lập cập. Phong độ thân sĩ, cử chỉ nhanh nhẹn đã không còn sót lại chút gì. Cho đến tận bây giờ thì Tô Như Thành vẫn giữ thói quen của một công tử ca hư hỏng, là người thừa kế hợp pháp của gia tộc Tô Thị. Tô Thiếu muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa từng chịu chút thiệt thòi nào cả. Lần này, Tô Thiếu thực sự bị dọa, chưa có tiểu gia quần đã tốt lắm rồi. Tô Như Thành có thể cảm giác được, vừa rồi chỉ cần miệng hắn tuôn ra câu nào thì nhất định đại mỹ nữ lạnh như băng đó sẽ không do dự mà cắt lỗ tai của hắn, e rằng cả lỗ mũi. Câu nói, phế ngươi, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Đám người, chia năm xẻ bảy phía sau rốt cuộc cũng hô to gọi nhỏ đi đến, vừa nhìn thấy con gấu đen cực lớn kia thì hai mắt trợn to. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có người nào có tâm trạng để ý đến dáng vẻ chật vật của tô như thành. Cây phục hợp cung đắt tiền bị cắt thành hai đoạn ném ở một bên, hơn 10 cây cung tên đắt tiền cũng bị cắt thành hai đoạn rơi ngổn ngang trên mặt đất. Ngay vào lúc này, Tân Lâm hành động. Nguyễn Kiếm trong tay phải chém bên trái rồi đến bên phải, đâm thẳng đến phía trước, xẹt qua ngực của con gấu đen. Trên đám lông mau màu trắng của trên ngực của gấu đen chảy ra một dòng máu đỏ tươi, máu thịt lẫn lộn. Giống, gấu đen to lớn bị đau, lập tức hét lên điên cuồng, vùng vẫy hai tay, hung hăng đánh tới người khiêu khích nó hai tay của nó chính là vũ khí cực kỳ bén nhọn, cho dù là heo rừng nặng 3400 400 cân bị đánh chúng thì chắc chắn cũng bị xé tan tành. Tân lâm như người né tránh, thân hình rất nhanh nhẹn, nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Vóc người nhỏ nhắn duyên dáng của cô hợp với thân xác vô cùng to lớn của gấu đen tạo nên một hình ảnh đối lập vô cùng kỳ dị. Hai cô gái xinh đẹp theo tô như thành đến không kìm được đưa hai tay lên bụng miệng lại, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Cánh tay của gấu đen đánh vào không chung, nhưng hàn quang lại vừa lóe lên, theo sau đó là một tiếng gào thét cực kỳ thống khổ. Rất dễ nhận thấy gấu đen lại bị thương một lần nữa. Lý cầu đàn nhìn thấy hết thải sự tình, hai tay nắm chặt, sắc mặt tái nhợt, toàn thân khẩn trương đến nỗi run lẩy bẩy. Dùng đao để săn. Mẹ ơi, rốt cuộc hắn cũng thấy tận mắt. Giã tính sôi trào. Chẳng qua là tình hình hiện tại thực sự quá kỳ lạ, dù lý cầu đản có nằm mơ cũng không ngờ nhân vật dùng đao để săn thú hoang lại là một cô gái trẻ tuổi thoạt nhìn rất mỏng manh yếu đuối hơn nữa dáng dấp lại vô cùng xinh đẹp như vậy nói ra cũng không có ai tin dù có đánh chết cũng không có ai tin giống gấu đen lại gào thét lần thứ ba tiếng hét mang theo sự thống khổ và phẫn nộ đến tột cùng đâm đi đâm trước ngực nó nếu không thì chém sau gáy nó cũng được như vậy không có tác dụng đâu Lý cầu Đản gắt gao dán mắt vào từng cử động của Tân Lâm, nhìn không chớp mắt, hoàn toàn đắm chìm trong cuộc đấu. Nghiến răng nghiến lợi, trong miệng liên tục nói thầm, hai tay liên tục múa may ở trước ngực, thoạt nhìn giống như là hắn đang đánh nhau với con gấu đen. Tiêu Phàm nhẹ giọng nói, trước tiên phải làm nó nổi giận. Đúng rồi, tôi có máy chụp hình. Cách đó không xa chợt vang lên tiếng hỏi thăm mang theo sự lo lắng của cô gái, chính là cô gái cao gầy, đưa tay sờ soạn khắp người, Cô lại quên là máy chụp ảnh lại đang treo ở trước ngực của cô. Cảnh tượng kích thích như vậy làm sao có thể không chụp lại được chứ? Cô gái cao gầy vất vả lắm mới tìm thấy camera đang đeo ở trước ngực, luống cuống tay chân bắt lấy, giơ lên nhắm ngay cảnh Tân Lâm đang cùng vật lộn với gấu đen. Không được chụp ảnh." Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô. Chẳng biết từ lúc nào mà Tiêu Phàm đã đi đến bên cạnh cô. "Hả?" Cô gái cao gầy không kịp đề phòng nên bất ngờ la lên một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất rồi. Tiêu Phàm dùng ánh mắt rất dịu dàng nhìn cô, khẽ lắc đầu. "Tôi, tôi không có ý xấu, chỉ là, chỉ là muốn lưu lại chút kỷ niệm thôi." Cô gái cao gầy nuốt một ngụm nước miếng, lắp bắp nói. "Không được." Tiêu Phàm vẫn lắc đầu, vẻ mặt rất kiên định. "Sẽ rước lấy đại họa đấy." "Được, được rồi, tôi không chụp." không chụp nữa. Cô gái cao gầy cảm thấy vô cùng sợ hãi, vội vàng cất máy chụp hình, đẩy ống kính lại, miến cưỡng nặng ra một nụ cười với Tiêu Phàm, vươn một tay lên gỡ gỡ tóc, cố gắng làm cho nụ cười của mình chân thành một chút, thân thiện một chút. Ngay lúc này, gấu đen to lớn lại la hét điên cuồng, mang theo sự tuyệt vọng đến vô cùng. Cô gái cao gầy tranh thủ nghiêng đầu quan sát, sau đó thét một tiếng rất chói tai, hai mắt trợn to, có vẻ vô cùng hoảng sợ hàn quang nhanh như tia chớp đâm vào ngực gấu đen máu tươi phun ra như suối nó kinh ngạc đứng nhìn một hồi sau đó mới té xuống đất mặt ngửa lên trời tựa như là một ngọn núi nhỏ đổ sập chấn động xung quanh tân lâm đã sớm lui lại phía sau cổ tay run lên vô số giọt máu đỏ tươi chảy từ nhuyễn kiếm xuống mũi kiếm lại trở nên óng ánh như lúc đầu cầu đàn tiêu phàm thấp giọng kêu lên à trước tiên lý cầu đàn phục hồi tinh thần lại rồi rút ra một thanh đao nhọn từ bên hông ra, chạy nhanh đến. Hắn nhớ rất rõ ràng, tiêu phàm muốn lấy mật của gấu đen. Ngực của gấu đen trúng một kiếm xuyên thấu đến sau lưng, đã không còn hơi thở. Lý cầu đàn tay chân lanh lẹ rạch cái bụng dẻo dai của gấu đen ra, lấy một quả mật màu lục đầm đìa máu tươi ra. Kích cỡ quả mật cỡ một quả trứng gà, phía trong tràn đầy dịch mật. May là lúc hắn mổ bụng gấu đen, đã cố tình đưa lưng về phía mọi người, che tầm mắt của đám người phía sau lại, nếu không thì e rằng hai cô gái xinh đẹp phía sau sẽ bị cảnh tượng đầm đìa máu me này hù dọa đến ngất đi mất. Này! Lý Cẩu đàn cầm mật gấu đưa đến trước mặt Tân Lâm, vẻ mặt vừa kính nể vừa tôn sùng. Lần này, hắn thực sự xem Tân Lâm như là thần tiên tỷ tỷ, không chứa nửa điểm giả dối. Nhưng mà biểu hiện của vị thần tiên tỷ tỷ này có phần quá dũng mạnh. Nhưng ở trong lòng Lý cầu đàn thì Tân Lâm vẫn là thần tiên tỷ tỷ. Tân Lâm lấy ra một cái hộp bạch ngọc hình chữ nhật, mở ra. Lý Cẩu Đàn cẩn thận bỏ mật gấu vào. Con gấu đen này làm sao giờ? Nặng như thế thì làm sao chúng ta mang đi được? Nếu không thì ta cho người cắt bốn bàn chân của nó. Ngay sau đó Lý Cẩu Đàn nhìn thi thể gấu đen huyết nhục mơ hồ dưới đất, chắc chắc lưỡi. Thông thường, lúc bọn họ vào núi săn bắn thì chắc chắn không chỉ có hai người, mà sẽ có bốn đến năm thợ săn đi cùng. Săn con thú dữ lớn như vậy thì 4 đến 5 người cùng đi mới có thể vác về nổi. Nhưng tình huống bây giờ không xong rồi. Đám người Tô như thành rõ ràng không đáng tin cậy, bọn họ có thể rời khỏi rừng sâu núi thẳm này trước trời tối đã coi như là rất giỏi rồi, căn bản không thể trông cậy vào bọn họ mang giúp rồi. Ta chỉ lấy mật gấu, những thứ khác cậu tự xử lý đi. Tân Lâm lạnh nhạt nói, cất hộp ngọc. Vậy được rồi. Lý Cẩu Đản cũng là một người vô cùng quyết đoán. Nhanh nhẹn cắt bốn bàn chân của gấu đen, bỏ vào một cái túi rất lớn sau lưng. Cho dù nói như thế nào thì bọn người tô như thành cũng cho hắn hai nghìn, bốn bàn chân gấu này coi như là chiến lợi phẩm của bọn họ đi. Thực ra thì Lý Cẩu Đàn cũng không biết, nếu đem bàn chân gấu hoang dã to như vậy bán ở thủ đô thì giá của một cái vượt xa hai nghìn. Nhưng cho dù Lý Cẩu Đàn biết thì hắn vẫn đem bàn chân gấu giao cho bọn người tô như thành. Làm người phải nói đến phép tắc, không thể thấy lợi quên nghĩa thời gian xuống núi cả đám người trở nên rất trầm mặt ngoại trừ lý cầu đản thì tất cả mọi người đều cố cách tiêu phàm và tân lâm khá xa bọn họ không dám đến gần hai người đó chị anh cuối cùng thì hai người đang làm gì vậy lý cầu đản lặng lẽ đi bên cạnh hồi lâu sau rốt cuộc nhịn không nổi nữa can đảm hỏi một tiếng tân lâm hừ nhẹ một tiếng không trả lời cầu đản à sau này nếu như cậu đến thành phố phải nhớ kỹ một điều không nên dò la bí mật của người khác, nhìn vạn lần không nên. Tiêu phàm khẽ nói, a à, em nhớ rồi. Lý cẩu đàn gật đầu. Hiện tại, bất kỳ câu nói nào của tiêu phàm và tân lâm, hắn đều nhớ kỹ, tuyệt đối không quên. Tiêu phàm mỉm cười, lần nữa vỗ vỗ lên vai của hắn. chương 47, Điếu Thần Câu Cá Thần, Khánh Nam là một huyện có rất nhiều đồi núi. Những chuyến xe thương vụ đều đi một mạch từ phía nam đến đây, xe hầu như toàn di chuyển trên đường núi. Lượn quanh đường núi một vòng lại một vòng, ra một thước chính là vách đá dựng đứng, vực sâu vạn trược, người nào sợ độ cao mà ngẫu nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh một chút thì sẽ lập tức cảm thấy tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân đều khó chịu. Tài xế xe thương vụ đều là những người đã quen chạy trên đường núi, nhưng vừa chạy mấy tiếng đồng hồ đều cảm thấy có chút run sợ. Ngược lại, hai vị khách trẻ tuổi này lại vô cùng bình tĩnh, một mực ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Sọc giường đi, hai người gần như là không nói câu nào cả, thiếu chút nữa khiến tài xế một ngạt thành bệnh. Nhưng mà khi tài xế nhìn thấy sắc mặt của vị khách nam kia tái nhợt, có vẻ như bị ốm thì hắn cũng không dám mở miệng, sợ quấy rầy gia đình người ta nghỉ ngơi. Nếu đã bị bệnh thì sao không ở nhà nghỉ ngơi, lại đi vài trăm dặm đường núi, chạy đến một nơi hoang vô hẻo lánh như Khánh Nam để làm gì sau khi tiêu phàm cùng Tân Lâm rời khỏi Lý Gia Thôn thì ngày thứ hai đã chạy đến sân bay tỉnh Liêu Bắc, bay thẳng đến Sơn Thành. Sau khi xuống sân bay Sơn Thành thì nghỉ ngơi một đêm, ngày kế lại mướn một xe thương vụ chạy đến huyện Khánh Nam. Khánh Nam nằm ở phía đông của Sơn Thành, là một huyện của người dân tộc tự trị, tiếp giáp với tỉnh Ích Đông. Đi thêm trăm mấy cây số nữa sẽ đến thành phố Khánh Nguyên. Biết khoảng cách của chuyến đi này khá xa, mà phần lớn đều là đường núi cho nên bọn họ đã quyết định mướn xe thương vụ. Xe thương vụ khá rộng rãi, ngồi thoải mái hơn nhiều so với xe con. Đồng thời Tiêu Phàm cũng không có để cho Tân Lâm lái xe mà mướn luôn tài xế. Hai người nghỉ ngơi ở trên xe có thể bồi dưỡng tinh thần. Khởi hành từ lúc sáng sớm, đến hơn 2 giờ chiều thì rốt cuộc xe cũng chạy đến huyện Khánh Nam. Tuy rằng Khánh Nam là một thị trấn nhưng lại khá hẻo lánh, giao thông bất tiện. Bởi vì trong vòng mấy trăm dặm xung quanh chỉ có thị trấn Đại Thành, quy mô của trấn cũng tương đối rộng, khá náo nhiệt. Hiện tại lại đúng vào mùa thu hoạch, khí trời bước sang cuối thu, thuận lợi cho không ít dân làng ở vùng phụ cận đến thị trấn họp chợ. Tài xế dựa theo yêu cầu, chở hai vị khách luôn trầm mặc cùng với một con mèo mun lớn này đến chợ nông sản thành quan thuộc huyện Khánh Nam, nơi đây cũng chính là thị trường nông nghiệp vô cùng to lớn được quản lý bởi cục công thương. Cái thị trường nông nghiệp to lớn này được xây dựng vào 2 năm trước do Cục Công Thương ở thị trấn Khánh Nam dẫn dắt. Cục Công Thương của huyện cùng với Cục Công Thương của chợ Thành Quan đều làm việc cho thị trường to lớn này. Từ lầu 4 trở lên đã trở thành ký túc xá tập thể của cán bộ công nhân của Cục Công Thương. Mục đích tiêu phàm và tân lâm tới nơi này chính là muốn tìm một cán bộ tên là Chu Khánh Nam. Căn cứ vào tư liệu điều tra được thì Chu Khánh Nam chính là phó sở trưởng của Cục Công Thương huyện Khánh Nam, chuyên quản lý chợ Thành Quan, nhưng đây không phải là nguyên nhân mà tiêu phàm chạy đến nơi xa xôi hẻo lánh này để tìm hắn. Thật ra nguyên nhân tiêu phàm muốn tìm hắn là bởi vì hắn còn có một danh hiệu khác chính là người đứng thứ ba trong cuộc thi câu cá được tổ chức lần hai ở Sơn Thành. Tiêu phàm cần một cao thủ câu cá, giúp cậu câu một con ngọc sao, một con dao long trắng noãn như ngọc. Bởi vì luyện chế càn khôn hoàn đan cần có não của một con ngọc sao làm thuốc dẫn. Căn cứ theo những ghi chép trong điển tịch vô cực thuật tàng, thì Ngọc Giao chỉ ở nơi thâm sâu trong những ngọn núi xung quanh huyện Khánh Nam mới có, chính là đặc sản của vùng này. Với quyền thế của tiêu lão ra thì việc bắt con Ngọc Long này cũng không có khó khăn. Bất kể là mật gấu đen tươi sống hay là Ngọc Long, chỉ cần tìm tiêu thiên là được. Bọn tiêu thiên ở trong cái vòng quần là áo lượt kia nên có năng lực rất lớn, vượt xa dự đoán của người bình thường. Chỉ cần gọi một cú điện thoại thì lập tức tập hợp được vô số người. Ví như chuyện xây dựng lại mộ viên của phần một tổ tiên ở Hồng Sơn thôn lần trước, chỉ cần một cú điện thoại của Tiêu Thiên thì Dương Thạch lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến huyện La Châu, chỉ một câu nói đã có thể sai khiến cả phó huyện trưởng. Mặc dù mật gấu tươi sống cùng với Ngọc Giao là thứ rất hiếm, nhưng đặt vào trong tay Tiêu Thiên thì cậu ta chỉ cần một cú điện thoại thì chắc chắn sẽ có người nguyện ý dùng trăm phương nghìn kế đem đến thủ đô đưa cho cậu ta, hơn nữa còn không lấy nửa phần thù lao. Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng khác biệt, Biết rõ trong bóng tối có một siêu cấp cao thủ đang nhìn chằm chằm vào Tiêu gia, vì cẩn thận nên Tiêu Phàm tuyệt đối không muốn Tiêu Thiên dính líu đến chuyện này. Bớt được một việc ngược lại bớt được một phiền phức, chỉ sợ là khó giấu được bí mật. Chuyện liên quan đến số mạng của toàn gia tộc Tiêu gia, nhất là trước khi việc luyện chế Càn Khôn Hoàn đan hoàn thành thì Tiêu Phàm quyết không thể mạo hiểm. Đây cũng chính là lý do mà vì sao Tiêu Phàm vừa mới thôi diễn huyết tương thuật xong, chưa kịp tính dưỡng cho hồi phục đã phải gấp rút chạy từ Tây Nam xuống Đông Bắc Trung Quốc. Bởi vì chỉ khi nào tiêu phàm đích thân xuất mã mới có thể đảm bảo che lấp được thiên cơ, không để cho đối phương phát hiện. Thực ra thì tiêu phàm cũng đã từng làm qua công việc câu cá này, nhưng chưa đến mức độ cao thủ. Chỉ khi rãnh rỗi thì cậu mới đi câu cá, chủ yếu chính là tôi luyện ý chí, loại bỏ tính khí nóng này. Trình độ như thế mà muốn câu được Ngọc Long thì chắc chắn là nằm mơ giữa ban ngày vị Chu Khánh Nam này chính là người đoạt được huy chương đồng trong cuộc thi câu cá ở Sơn Thành, lại là người ở huyện Khánh Nam, vì vậy hắn chính là lựa chọn thích hợp nhất. Tiêu Phàm và Tân Lâm đi tới văn phòng của Sở Công Thương. Mặc dù Chu Khánh Nam là phó sở trưởng của Sở Công Thương, nhưng ở một huyện nhỏ như Khánh Nam, một phó sở trưởng của Sở Công Thương cũng không có điều kiện có phòng làm việc riêng. Sau khi vào cửa thì hai người liền thấy một bàn làm việc, một cán bộ trẻ tuổi đang ngồi xem báo vẻ mặt rất buồn chán không đợi tiêu phàm mở miệng hỏi thì vị cán bộ này đã nhận ra có người bước vào cửa, hắn nhàn nhã buông tờ báo xuống, ngẩng đầu lên, dường như là tính cảnh giác của cậu ta rất cao. Anh chị đến tìm ai? Sau khi nhìn thấy hai người mặc trang phục bình thường thì giọng nói của vị cán bộ trẻ tuổi không còn khách sáo lễ độ, nhưng cũng không cao ngạo. Bởi vì nhiệt độ cao thấp rất khác biệt, nơi cực bắc thì lạnh lẽo âm u, còn khánh nam này thì tương đối ấm áp, nên tiêu phàm không mặc áo khoát mà chỉ mặc một cái áo sát nách màu xám, là hàng thông thường mà Hắc Lân cũng không có nằm trong lòng của cậu. Thị trấn Khánh Nam không thể so với Lý Gia Thôn, nơi này người khói đông đúc. Nếu đã là chuyện bí mật thì đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Tiêu Phàm cũng không muốn thu hút sự chú ý của bất kỳ người nào. Còn Tân Lâm thì hiển nhiên vẫn là loại trang phục đơn giản, chỉ là khí chất trời sinh của cô khó có thể che giấu được. Tiêu Phàm mỉm cười, khách khí hỏi. Xin hỏi sở trưởng Chu Khánh Nam có ở đây không? chúng tôi từ phương Bắc tới, muốn tìm hắn có chút việc. Chuyện gì? Lần này, người trả lời cũng không phải là vị cán bộ trẻ tuổi mà là một cán bộ trung niên ngồi ở bàn làm việc phía sau. Nhìn dáng vẻ thì người này khoảng chừng 40 tuổi, vóc người hơi mập, mặt mũi nham hiểm, đặc biệt là hai tròng mắt không ngừng liếc qua liếc lại, khiến cho người đối diện có cảm giác rất khó chịu. Xin hỏi anh là, ta chính là Chu Khánh Nam, hai người ở đâu ra? Mà đến tìm ta có chuyện gì? có lẽ là thoạt nhìn thì dáng vẻ tiêu phàm và tân lâm thực sự không giống với bọn người lưu manh vô lại nên chu khánh nam mới trực tiếp thừa nhận thân phận của mình hơn nữa hắn cũng không có làm chuyện xấu nên không cần phải lo sợ chỉ thấy trên bàn làm việc của vị điếu thần này chỉ bày vài tờ báo cũ bên phải bày một hộp mực trong tay cầm một cây bút lông dùng để luyện chữ luyện chữ coi trọng phần eo nâng cao cánh tay cùng với cổ tay có yêu cầu tương đối cao đối với lực cánh tay cùng với bắp thịt vừa vận việc câu cá cũng coi trọng bắp thịt nhất hai cái sở thích này thực sự có chỗ giống nhau mặc dù tướng mạo vị phó sở trưởng này không thể khiến cho người đối diện yêu thích nhưng kỹ thuật câu cá rất tốt chu sở trưởng ngưỡng mộ đại danh đã lâu nghe nói anh là người đứng thứ ba trong cuộc thi câu cá toàn thành phố chúng tôi đặc biệt đến thăm viếng a à, hai người đến từ thành phố sao cũng yêu thích câu cá à chu khánh nam cũng không vì lời nói khách khí của tiêu phàm mà đổi thái độ vẫn lấy tư thế của người bề trên nói chuyện với người dưới, trên bộ mặt nham hiểm không có một nụ cười. Chúng tôi đến từ thành phố, là nhà buôn bán dược liệu. Lần này đặc biệt đến Khánh Nam là muốn mời Chu Sở Trưởng đích thân xuất mã. Câu nói còn chưa nói xong thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân nặng nề. Vừa nghe đến tiếng bước chân này thì sắc mặt Chu Khánh Nam và vị cán bộ trẻ tuổi lập tức thay đổi. Chu Khánh Nam nhanh chóng kéo bàn làm việc phía sau lên. Ngay sau đó, Ánh sáng trước mặt biến mất, một thân thể to lớn đứng ngăn trước cửa. Trình cục trưởng. Hai người Chu Khánh Nam vội vàng gật đầu, cúi người chào. Thật ra thì vị cục trưởng Trình vừa xuất hiện trước cửa này cũng không quá cao, mấu chốt chính là quá mập mạp, tựa như một núi thịt nhỏ. Đoán chừng trọng lượng của hắn ít nhất hơn 200 cân, khó trách hắn vừa đi vào thì nền nhà cũng khẽ chấn động. Cục trưởng Trình ưỡn cái bụng to đùng, đứng yên nơi đó, ánh mắt uy nghiêm quét bốn phía rơi trên người của tiêu phàm và tân lâm trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc hỏi lão chu à có khách tới sao dẫu sao thì ánh mắt của cục trưởng trình cũng rất là tinh tường tuy rằng trang phục trên người tiêu phàm và tân lâm rất bình thường nhưng trên người bọn họ mơ hồ tỏa ra khí chất của thế gia vọng tộc cho nên cục trưởng trình cũng không dám khinh thường chu khánh nam vội vàng nói hả không phải tôi cũng không biết bọn họ có thể là người nơi khác đến nơi này để làm việc Nghe xong lời này thì cục trưởng Trình lập tức trở nên thoải mái, sau đó không để ý tới hai người Tiêu Phàm nữa. Ướn cái bụng to đi vào phòng làm việc, cười ha hả nói: "Lão Chu à, tôi tìm được một cái móc câu rất tốt, cậu xem dùng tôi một chút đi, coi thử có phù hợp để dùng không." Hắn vừa nói vừa móc trong túi ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, mở ra một cách rất cẩn thận rồi lấy từ bên trong ra một cái lưới câu sáng ngời. Thực ra thì lưới câu như vậy không tính là nhỏ hơn nữa hình dáng tương đối đặc biệt đường cong rất đẹp chỉ là lấy kích cỡ đó mà đặt ở trong trong ngón tay to như củ cà rốt của cục trưởng thì tức khác trở nên rất nhỏ bé nếu như không nhìn kỹ một chút thì thực sự rất khó nhìn ra được cái móc câu chu khánh nam vừa nhìn lập tức kinh ngạc tấm tắc khen ngợi cục trưởng trình thực sự có con mắt tinh tường đây chính là loan đà bối câu được sản xuất ở vô tích cái lưới câu này được rèn từ thép trong lửa đỏ rất cứng là một lưới câu tốt mấy năm trước đã rất hiếm thấy hiện tại lại càng hiếm thấy tuy rằng cái lưới câu này hơi thô kệch một chút lại không quá sắc bén nhưng lấy bắp thịt cùng với sức bật ở cổ tay của cục trưởng thì vừa vặn thích hợp cục trưởng trình cười ha ha đứng dậy nói lão chu à cậu lại dụ dỗ người tôi có cái gì là bắp thịt với sức bật cổ tay chứ đừng nhìn thân hình tôi to lớn mà lầm thật ra chỉ là mập mạp thôi không phải bắp thịt gì hết lúc ấy Tôi đã nói loại lưới câu này chỉ thích hợp cho cao thủ dùng thôi, lính mới giống như tôi sợ là không dùng được, bây giờ nhìn lại thì đúng là như thế. Nói thì nói như vậy nhưng mọi người có thể nhìn ra được vị cục trưởng này vẫn rất là thích nghe những lời nịnh bợ của Chu Khánh Nam. Thoạt nhìn thì vị cục trưởng trình này béo ụt ịt nhưng không phải loại người ngu ngốc. Mặc dù lão Chu dùng những lời lẽ hoa mỹ để tâng bốc hắn, nhưng hắn vừa nhìn đã nắm bắt được ý nghĩ trong lòng của Chu Khánh Nam, thực ra là lão Chu đang nhắc nhở hắn lão nhân ra ngài là người mới, vẫn chưa đủ kỹ thuật để dùng loại lưới câu này. Ngài không nên dùng. Điểm quan trọng chính là cục trưởng trình nghe được ẩn ý bên trong cũng không tức giận, đây chính là bản lĩnh của hắn. Trong chốn quan trường, phải có loại ánh mắt tinh tường nhìn thấu ý nghĩ người khác, đồng thời phải có sự khoan dung mới được. Kẻ bụng dạ hẹp hòi làm sao có thể làm lãnh đạo được chứ? chương 48, Xá Lợi Linh Ngư Hắc hắc, Cục trưởng à! Tôi không có ý đó, câu cá chú trọng mộ tính, cục trưởng lại là người thông minh cơ trí như vậy. Nếu như cục trưởng thực sự muốn học câu cá thì chúng tôi có cơm đâu mà ăn chứ? Hi hi, cục trưởng, vừa khéo cho tôi có một lưới câu, cục trưởng xem thử thích hợp với ngài hay không. Chu Khánh Nam cười ha hả, nói những lời tâng bốc, vô tình đem chữ Trình phía trước cục trưởng, lượt bỏ bớt đi, ngược lại hắn rất am hiểu đạo kết thân. Tân Lâm tức khắc nhíu mày, vốn tưởng rằng người đứng thứ ba trong cuộc thi câu cá là một cao nhân mẫu mực bởi vì người có thể câu cá giỏi phải là một người có tâm bình khí định còn cái tên chu khánh nam trước mặt lại nịnh nọt cuộc trưởng sự khúm núm của hắn không có chút phong thái của một cao nhân nào cả chẳng lẽ là bọn họ đã tìm nhầm người sao tiêu phàm vẫn đứng yên lặng ở đó cũng không có ý định lập tức rời khỏi cho dù thế nào thì cái tên chu khánh nam đó dường như rất am hiểu câu cá từ những lời phân tích về lưới câu vừa rồi của hắn có thể nhìn ra được ít nhất hắn không phải là một tay ngang. Về phần rốt của công phu của hắn cao bao nhiêu thì tạm thời khó có thể nói được. Rõ ràng cục trưởng Trình vô cùng hứng thú với việc câu cá, lấp tức nói: "Được, cầm đến đây cho tôi xem một chút." Mời cục trưởng sang bên này. Chu Khánh Nam mời cục trưởng Trình đi đến trước bàn làm việc của hắn, tùy tiện đem đống báo chí trên mặt bàn nhồi thành một cục, ném vào trong sọt rác vị cán bộ trẻ tuổi thì nhanh chóng dâng lên một tách trà nóng cho cục trưởng trình, hoàn toàn xem tiêu phàm và tân lâm như người vô hình, không rãnh mà để ý tới. Chu Khánh Nam mở ngăn tủ ra, lấy từ bên trong một cái hộp tinh xảo. Mở nắp hộp trước mặt cục trưởng trình, nhưng mà lưới câu này còn lớn hơn nhiều so với lưới câu vừa rồi của cục trưởng trình. Tuy nhiên nhìn qua nó lại tinh tế hơn nhiều, hình dạng không cân đối, thoạt nhìn không phù hợp. Cục trưởng trình chố mắt sửng sờ, nói lưới câu này có phải là quá lớn hay không cá nhỏ sợ rằng sẽ không mắc câu trong con mắt sắc bén của chu khánh nam thoáng vụt qua một tia xem thường rõ ràng là vị cục trưởng trình này là một người ngoài nghề nhưng mà nụ cười trên mặt hắn vẫn không thay đổi chìa ngón tay cái ra nói rằng cục trưởng không hổ là một người trong nghề lưới câu này không phải dùng để câu cá nhỏ tôi làm sao có thể chuẩn bị cho cục trưởng lưới câu để câu những con cá nhỏ chứ cục trưởng trình liền mở miệng cười vỗ vỗ cái bụng người ta nói rất đúng, nghìn thừa vạn thừa nhưng nịnh bợ không thừa. Hơn nữa, nếu như kỹ thuật câu cá đã đến trình độ nhất định thì không cần quan tâm đến lưới câu lớn hay nhỏ. Lưới câu nhỏ có thể câu được cá lớn, lưới câu lớn cũng có thể câu được cá nhỏ. Cục trưởng là cao thủ thư pháp trong huyện của chúng ta, nghe nói cục trưởng có thể dùng bút to để viết chữ nhỏ phải không? Cục trưởng trình cười một tiếng, có chút đắc ý nói. Đó chỉ là kiến thức cơ bản thôi mà, chú trọng bắp thịt, Ha ha, câu cá chắc cũng vậy, dùng lưới câu lớn câu cá bé, đúng là một đạo lý. Chu Khánh Nam lần nữa chìa ngón tay cái ra, tựa như hắn đã bái phục cục trưởng trình đến tột đỉnh, chỉ thiếu quỷ lại nữa thôi. Cục trưởng à, lưới câu này nhìn qua có chút nhỏ, có vẻ như không bền chắc lắm, nhưng kỳ thực nó được làm vào thời kỳ dân quốc, được dùng để câu cá trích ở biển Đông. Năm đó, lưới câu này là một trong tam đại thần câu. Hiện tại e rằng tìm khắp cả nước cũng không tìm được vài lưỡi đâu, nó chính là bảo bối trong lòng những người yêu thích câu cá. Tôi đã giữ bảo bối này từ lâu lắm rồi. Chu Khánh Nam nói, hắn cũng thêm vài phần toan tính của mình trong đó. Thực ra thì lưới câu này không phải là hắn cất giữ từ lâu mà lúc hắn tham gia thi đấu câu cá lần trước, trong lúc vô tình tìm được ở một cửa hàng bán dụng cụ đánh bắt cá cũ của một ông lão. Lúc đó, hắn đã hạ quyết tâm phải tặng cho cục trưởng trình. Quả nhiên là cục trưởng trình vừa nghe thì vô cùng kinh ngạc, chia bàn tay mập mạp ra cầm lấy lưỡi, thần câu kia, nói. Lão Chu không hổ là điếu thần của huyện Khánh Nam chúng ta nha, chỉ một lưỡi câu cũng nghiên cứu tường tận như vậy. Ha ha, được, tôi rất thích thứ này. Ngày mai, chúng ta đi lên hồ nước trong núi câu cá đi, phải học tập với cậu một chút mới được. Mặt mày Chu Khánh Nam tức khắc sáng lên, luôn miệng nói. Cục trưởng quá khen rồi, tôi nào dám tự xưng là điếu thần, Chúng tôi đều là lính quen dưới trướng của cục trưởng thôi. Hồ nước trong núi là một nơi rất tốt, phong cảnh hợp lòng người, câu cá ở nơi đó rất hợp với thân phận thư pháp gia của cục trưởng. Đâu có, thư pháp gia gì chứ, chỉ là viết nguyệt ngoạc trên giấy thôi. Cái danh này hơi quá rồi, nhìn vạn lần cũng đừng nói với bên ngoài như thế, nếu không thì tôi sẽ bị chê cười chết mất. Cục trưởng trình cười ha hả, vỗ vỗ bả vai của Chu Khánh Nam, lại nói tiếp mấy câu, ưỡn cái bụng to đi ra ngoài lúc đi hắn thấy tiêu phàm cùng tân lâm vẫn còn đứng ở đó có lẽ vì tâm tình hắn đang rất tốt nên hắn lập tức nói lão chu à người ở nơi khác đến đây cũng không dễ dàng có chuyện gì thì cậu giúp đỡ người ta chút đi vâng vâng xin cục trưởng cứ yên tâm tôi nhất định làm tốt công việc của mình chu khánh nam lên tiếng sau đó cùng với người cán bộ trẻ tuổi tiến cục trưởng ra ngoài cửa thực ra thì ở trong đơn vị cán bộ các cấp xem như là tung hoành ngang dọc không phân biệt trên dưới bởi vì bọn họ không có nhiều cơ hội gặp nhau. Nếu như không phải là cái tên Chu Khánh Nam này có việc muốn xin cục trưởng trình thì trời sinh hắn đã như thế, rất thích định nọt. Nhưng mà hắn làm quá lên ngược lại trở thành kém cỏi. Chờ đến khi cục trưởng trình đi xa rồi, Chu Khánh Nam chắp hai tay sau lưng trở lại phòng làm việc, liền trở lại dáng vẻ vinh mặt ưỡn ngực tựa như một vị lãnh đạo cấp cao, liếc nhìn Tiêu Phàm và Tân Lâm rồi lên tiếng, rốt cuộc là hai người đến đây có việc gì? chu khánh nam đoán là sắp tới hắn nhất định được cục trưởng đề bạc trọng dụng nên tâm tình hắn rất tốt tiêu phàm mỉm cười nói chu sở trường vốn là chúng tôi muốn xin ngài giúp một chuyện chính là câu một con ngọc dao ngọc dao cậu đùa gì thế ở đây làm gì có ngọc dao ngay cả nghe ta cũng chưa từng nghe qua ai ngờ tiêu phàm còn chưa nói xong thì sắc mặt của chu khánh nam liền đại biến tức khắc trở nên bực bội không khách khí mà ngắt lời tiêu phàm sau đó liên tục khua tay, nói. Hai người đi đi, đừng ở chỗ này quấy rối ta làm việc. Được, xem ra chu sở trưởng không phải là người mà chúng tôi muốn tìm, cáo từ. Tiêu phàm cũng không thèm để ý đến chu Khánh Nam, lạnh nhạt nói. Này, cậu có ý gì chứ? Cái gì mà không phải người cậu muốn tìm? Chu Khánh Nam đương nhiên nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Tiêu Phàm, nên lập tức nói. Nhưng Tiêu Phàm và Tân Lâm đã sớm đi ra ngoài cửa, không thèm để ý tới phản ứng của Chu Khánh Nam. Hừ, người nào chứ? Chẳng ra sao. Mặt mũi Chu Khánh Nam sớm phủ một tầng mây đen, nói lẩm bẩm trong miệng. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn câu ngọc sao, đùa à? Vị cán bộ trẻ nhịn không được tò mò hỏi. Chu sở trường, rốt cuộc ngọc sao là thứ gì vậy? Nghe có vẻ thứ đó ghê lắm. Không có, cậu đừng có nghe bọn họ nói càn. Huyện Khánh Nam chúng ta chỉ có kỳ nhông, ở đâu ra ngọc sao gì chứ? Chu Khánh Nam dường như không muốn đề cập đến vấn đề này, xoay người trở lại bàn làm việc, châm một điếu thuốc, vừa hút vừa trầm tư. Vị cán bộ trẻ đành phải trở lại bàn làm việc của mình, bĩu môi, trên mặt tràn đầy vẻ xem thường, rõ ràng thái độ vừa rồi của Chu Khánh Nam khiến cho hắn cũng sởn gai ốc khắp người. Có lẽ người này biết chút kỹ xảo câu cá nhưng nhân nhân phẩm quá kém. Khắp người tỏa ra khí chất kiêu căng, đoán chừng tài nghệ hắn của có hạn. Tân Lâm lạnh lùng nói, Thái độ của Chu Khánh Nam đối với bọn họ vô cùng xấu, Tân Lâm cũng không thèm để ý. Nếu như hai bên hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc thì tranh luận với hắn làm gì chứ, so đo với hắn chỉ tổ làm mất thân phận thôi. Muốn Tân Lâm lưu tâm thì ít nhất phải có chút tư cách mới được. Kỹ thuật câu cá chắc cũng tựa như nhân phẩm. Tiêu phàm mỉm cười, đây cũng là nguyên nhân mà cậu không tiếp tục ở lại. Căn cứ theo ghi chép trong vô cực thuật tàng thì Ngọc Sao là một vật có linh tính, tương đối có trí tuệ. Người quá kiêu căng làm sao có thể câu được nó chứ? Chờ đi, chờ. Ừ. Không lâu sau đó, Tiêu Phàm và Tân Lâm lần nữa gặp được Chu Khánh Nam. Chu sở trưởng mặc đồng phục, theo sau là hai thuộc hạ, tính cả vị cán bộ trẻ tuổi làm việc trong văn phòng lúc này. Bọn họ đang đi từ phòng làm việc ra, xem bộ dáng chắc là chuẩn bị đi tuần tra chợ. Quy mô của thị trường nông sản này không nhỏ, có rất nhiều quầy hàng nho nhỏ, có rất nhiều dân tộc sinh sống hai người tiêu phàm đang uống trà ở một quán trà cách đó không xa sau khi tiêu phàm tu luyện hạo nhiên chính khí đến đỉnh điểm thì tiêu phàm không thế nào ăn thịt được nữa nếu muốn ăn thì cũng phải ăn loại thịt nào có tác dụng bồi bổ nguyên khí chẳng hạn như thịt rùa bình thường cậu ta chỉ ăn cháo nấu từ các loại hạt như hạt thông long nhãn hạt sen ngược lại khẩu vị của tân lâm tốt hơn tiêu phàm một chút thỉnh thoảng cũng ăn chút thức ăn mặn chu khánh nam chắp hai tay sau lưng bước đi rất ung dung thong thả nhìn dáng vẻ hắn có chút đắc ý, tự mãn, tựa như chợ nông sản này chính là địa bàn của hắn vậy, còn tất cả thương hộ ở đây cũng đều là thần dân của hắn. Tuy nhiên vẻ mặt ngạo nghế của chu sở trưởng cũng không duy trì được bao lâu đã đổi sắc, bước nhanh đến cửa chợ nông sản. Có một người đàn ông mặc áo vàng, đầu đội nón đang ngồi đó, da rẻ ngăm đen, bên cạnh còn dựng một cây cần câu, trên cần câu có vài vết lốm đốm, trước mặt có đặt một cái thùng nước bằng nhựa. Hắn đang cúi đầu nhìn vào thùng nước. Ồ, đây là, đây là xá lợi linh ngư. Một người đàn ông trung niên khoảng chừng 50 tuổi nhìn mấy con cá nhỏ đang bơi lội trong thùng nước thì giật mình nói. Người đàn ông đội nón ngẩng đầu lên, gật gật đầu, nói ông anh này là người biết phân biệt hàng tốt đấy. Thoạt nhìn dáng dấp thì người đàn ông này chỉ khoảng chừng 30 mấy tuổi, nhưng trên mặt lại đầy nếp nhăn. Có vẻ là một người yêu thích câu cá, thường xuyên ra ngoài phơi nắng phơi sương nên da rẻ khá thô giáp, tương đối giả dặn so với tuổi thật. Nói như vậy thì đây thực sự là xá lợi linh ngư sao? 1, 2, 3, 7, tổng cộng có 7 con. Chật, chật nhiều xá lợi linh ngư như vậy, thật không đơn giản nha. Người bình thường tuyệt đối không thể câu được nhiều cá như vậy, mà những con cá này đều là hàng tốt. Người anh em ra giá đi, bán thế nào? Tôi mua toàn bộ. Người đàn ông trung niên vô cùng mừng rỡ, thuận tay móc từ bóp từ trong túi ra, bóp căn phòng, lột ra một sấp tiền 100 đồng, rõ ràng là một người có tiền. Được, một con 60, 6 lần 7 420. Thôi lấy chẵn cho anh thôi 400. Được được, người anh em thật là một người sảng khoái nha. 400 thì 400. Người đàn ông trung niên càng vui mừng hơn, tựa như rất hài lòng với cái giá này. Cái gọi là xá lợi linh ngư trong thùng này chỉ dài chừng hai tấc, đoán chừng trọng lượng một con chưa đến nửa cân. Nghe khẩu khí của người đàn ông trung niên thì có vẻ một con 60 nhân dân tệ cũng còn rẻ. Thế nhưng không biết là con cá này có gì đáng quý chứ, sao lại cao giá như vậy? Người đàn ông trung niên chuẩn bị móc bóp lấy tiền ra thì chợt nghe một tiếng quát chói tai. Làm cái gì, ai cho các người bày sạp chỗ này? Là Chu Khánh Nam cùng với hai thuộc hạ, mặt mũi có vẻ không vui, đang hung hăng đi đến. chương 49, cao thủ câu cá chân chính. Ô, là điếu thần. Ha ha, điếu thần đến thật đúng lúc, cậu giúp tôi xem một chút đi, mấy con này có phải là xá lợi kinh ngư chính cống không người đàn ông trung niên dường như có quen biết với chu khánh nam cười ha hả nói ai dè chu khánh nam không thèm trả lời lạnh lùng liếc hắn một cái không thèm để ý tới hắn mà trực tiếp đi đến trước mặt người bán cá cười khẩy nói yến đông lâu lại là cậu dĩ nhiên yến đông lâu chính là người đàn ông bán cá hắn nhìn thấy chu khánh nam đi về phía mình thì có chút khẩn trương luống cuống đứng lên cười xòa nói Chu sở trưởng, Chu Khánh Nam vươn một tay lên chống nạnh, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt của Yến Đông Lâu, lấy dáng vẻ của một kẻ từ trên cao nhìn xuống nói Yến Đông Lâu. Tôi đã cảnh báo cậu bao nhiêu lần rồi, nơi này là lối đi dành cho người đi bộ, không phải là nơi để bày sạp bán hàng. Sao nói mãi mà cậu không nghe vậy? Yến Đông Lâu nói, Chu sở trường, anh xem, chỉ là mấy con cá nhỏ thôi mà, cũng không tính là bày sạp bán. Hừ, cậu còn cãi sao? Nếu người nào cũng giống như cậu, bày bán mấy bán con cá chỗ này thì không phải là loạn lên hết sao? Vậy chúng tôi làm việc ở chợ nông sản này còn nghĩa lý gì chứ? Chính phủ tiêu mấy ngàn vạn là để cho loại người không biết gì như cậu chiếm lợi sao? Tịch Thu. Yến Đông Lâu vừa nghe hai chữ Tịch Thu thì vô cùng sốt ruột, vội vàng nói: "Đừng, đừng mà Chu sở trưởng, tôi đi, tôi đi, tôi đi ngay." "Đi, cậu nói đến là đến đi là đi sao?" chỗ này là nhà của cậu hả cậu đang kinh doanh phi pháp phải tịch thu chu khánh nam càng thêm hống hách đưa tay cầm cái thùng nước chu sở trường chu sở trường đừng vậy mà anh cũng biết là mẹ tôi anh tôi đều bị bệnh phải nhờ tôi câu cá kiếm tiền tôi biết sai rồi tôi đi ngay mà yến đông lâu vội vàng đoạt lại thùng nước luôn miệng nói làm gì làm gì vậy còn muốn đánh người sao hai nhân viên công tác ở sở công thương cùng đi với chu khánh nam lập tức chia ra đứng hai bên trái phải ngăn cản yến đông lâu người nhân viên trẻ tuổi bắt được cánh tay của yến đông lâu trừng mắt lên bộ dáng như nói mày còn dám di chuyển thì tao sẽ đánh mày ngay chu khánh nam đã xách thùng nước đi xa tân lâm khẽ vỗ tay bàn đứng lên cặp lông mày khẽ nhếch lên gương mặt càng trở nên rét lạnh tiêu phàm mỉm cười nói lâm nhi yên tâm đi đừng nóng vội ngay vào lúc này, một người đàn ông vạm vỡ chợt xuất hiện, một bàn tay to lớn mạnh mẽ chụp lấy bả vai của Chu Khánh Nam, quát to một tiếng. Làm gì thế, buông lão tử ra. Trời ơi! Hai chân Chu Khánh Nam nhất thời mềm nhún, liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, mặt mũi tràn đầy sự thống khổ. Khốn kiếp, dám ỉ thế hát yêu ta ép người hả, cút sang một bên. Người đàn ông vạm vỡ tức giận quát lớn, thuận tay đẩy một cái. Chu Khánh Nam mất đi chỗ dựa, lảo đảo ngã xuống đất. Đặng Thông Thiên, hai mắt Tân Lâm thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Người đàn ông vạm vỡ đột nhiên xuất hiện này chẳng phải là người hái thuốc Đặng Thông Thiên, người đã từng trao đổi ô dương mộc với bọn họ sao? Đầu tóc vẫn đen nhánh như trước, hai mắt trợn tròn, mạnh mẽ đứng nơi đó, chẳng qua là da rẻ của hắn không còn đỏ bừng như lúc trước nữa, tuy so với người bình thường vẫn có chút khác biệt nhưng đã tốt hơn nhiều so với lần gặp ở khách sạn Khánh Nguyên. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Này, mày là ai? Trời ơi, ôi! Hai cán bộ trẻ tuổi đứng trái phải Yến Đông Lâu vừa mở miệng quát một tiếng đã liên tục la hét thảm thiết, bọn họ cũng bị Đặng Thông Thiên bắt lấy cổ tay, khẽ lật một cái thì hai người đã bị quăng về phía Chu Khánh Nam, thiếu chút nữa đã té ngã rồi. Đồ danh con, có chút bản lĩnh như vậy mà cũng dám đi bắt nạt người khác sao? Đặng Thông Thiên cười khẩy, khinh thường nói. Chu Khánh Nam luống cuống tay chân bò dậy, lùi về phía sau hai bước, Dương mắt nhìn đặng thông thiên, cố gắng nặng ra một nụ cười khó coi, nói. Đặng đại ca, ngươi làm gì vậy? Chúng tôi chỉ đang thi hành pháp luật thôi. Nói láo, thi hành pháp luật gì chứ? Pháp luật của quỷ hả? Chu Khánh Nam, nếu mày muốn nịnh nọt người khác, có bản lĩnh thì tự đi câu xá lợi linh ngư đi. Bản thân mày không có bản lĩnh đó thì đừng ở chỗ này dở cho ma quỷ. Nói cho mày biết, bệnh của huyện trưởng lương đó rất nặng không phải là ngươi câu mấy con cá liền có thể trị hết bệnh. Nếu như lão tử không kê đơn cho ông ta thì mày có đưa cho ông ta mấy trăm con xá lợi linh ngư cũng phí công thôi. Cút, đừng để cho lão tử gặp ngươi lần nữa, bằng không thì lão tử gặp ngươi một lần sẽ đánh một lần. Chu Khánh Nam hống hách vinh váo trước mặt người khác nhưng đụng phải Đặng Thông Thiên thì không dám hó hé. Hai mắt bò của Đặng Thông Thiên vừa trừng lên một cái thì đã dọa hắn sợ đến mức lui về sau mấy bước, e dè nhìn gương mặt hung ác lúc đỏ lúc trắng của Đặng Thông Thiên, không dám lên tiếng. Cái tên mọi giờ đó nói được làm được, sức của hắn mạnh như trâu, lại là khách quý của huyện trưởng, Chu Khánh Nam thật sự không dám đắc tội hắn. Lúc này, Đặng Thông Thiên mới hăng hái xách cái thùng nước đi tới trước mặt Yến Đông Lâu, nói: "Này, cầm lấy đi, sau này đừng sợ tên khốn này, nếu hắn dám khi dễ cậu thì cậu cứ nói cho anh biết, anh nhất định sẽ trừng trị hắn thích đáng." mặt mũi yến đông lâu tràn đầy vẻ xấu hổ, nhận lấy thùng nước, ngập ngừng nói, đặng đại ca. May mà có anh. Nói linh tinh, anh đã nói với cậu rồi mà, nếu gặp khó khăn gì thì cứ tìm anh, sao cậu không nghe lời anh chứ? Yến đông lâu liền gãi gãi đầu, cười hắc hắc. Đặng đại ca. Ai? Đặng thông thiên bỗng nhiên dùng mình một cái, chợt xoay người lại, tức khắc trợn to mắt, trên mặt tràn đầy vẻ bất ngờ. Tiêu phàm đang mỉm cười đứng sau lưng hắn trời ơi đúng là tiêu tiên sinh tiêu tiên sinh tôi đang giàu dĩ không biết tìm ngài ở đâu đây xin nhận một lạy của đặng thông thiên ta chưa nói hết lời thì đặng thông thiên đã chắp hai tay khom người bộ dáng vô cùng kính cẩn giọng nói cũng có chút run run đặng đại ca khách sáo rồi tôi không dám nhận tiêu phàm nhẹ nhàng đưa tay ra một cổ lực đạo nhu hòa tức khắc bao lấy đặng thông thiên đặng thông thiên bất giác đứng thẳng lưng nhìn vào hai mắt của tiêu phàm vừa kính nể vừa khâm phục nhếch mép cười chẳng biết phải nói cái gì loại thần công thần kỳ như vậy thì đặng thông thiên chỉ từng nghe cha hắn nói thôi không ngờ hôm nay chính mình lại có thể tự mình trải nghiệm thân thể của đại ca tốt hơn một chút so với tôi dự đoán thật là đáng mừng tiêu phàm tỉ mỉ quan sát tướng mạo của đặng thông thiên mỉm cười gật đầu rất vui mừng đặng thông thiên cười ha hả nói tiêu tiên sinh cậu đúng là thần mà tôi căn cứ theo phương thuốc của cậu uống ba lần lại luyện tập nửa tháng theo phương pháp dẫn khí của cậu thì những bệnh tật đã hoàn toàn hết từ tháng trước. Ha ha, đúng là quá lợi hại mà. Đặng thông thiên vừa nói vừa đưa ngón tay cái đỏ như củ cà rốt của mình ra. Tiêu phàm cười nói, cũng không có thần kỳ như vậy đâu, chủ yếu là đặng đại ca có khả năng khán bệnh, lại là người nhân hậu, dương khí trước sau không có thương tổn đến mạch tự của anh, nên hiệu quả thực sự tốt hơn dự liệu. Tân lâm nhếch miệng cười khẽ, nói, cái này gọi là người tốt có hảo báo. Đối với Tân Lâm mà nói, có thể nói ra những lời như vậy với người ngoài coi như là thật sự phá lệ rồi. Tuy bên ngoài Đặng Thông Thiên rất hung hãn, nhưng tính tình lại là một người rất nhân nghĩa đấy, Tân Lâm rất thích cách và thái độ làm người của Đặng Thông Thiên. Đúng rồi, Tiêu Tiên Sinh à, sao hai vị lại tới Khánh Nam vậy? Có chuyện gì cần tôi giúp một tay không, cứ nói. Lão đặng ta dù có liều mạng cũng phải giúp cậu. Đặng đại ca Nhắc tới mới nói e rằng chuyện này phải nhờ anh giúp một tay. Tôi muốn tìm một cao thủ câu cá để giúp câu một con cá. Vốn tôi tìm vị chu sở trưởng này, nhưng mà nhìn kỹ thì chu sở trưởng không phải là người tôi muốn tìm. Cao thủ câu cá, ha ha, tiêu tiên sinh, đúng là cậu tìm nhầm người rồi. Hắn chỉ là một tên khoát lác thôi, hắn mà biết câu cá cái dám gì chứ. Với trình độ thấp kém của hắn mà cũng dám tự xưng là cao thủ chu khánh nam liếc mắt nhìn chu khánh nam đang đứng đằng xa kia phun một bãi nước bọt trên mặt đất trên mặt tràn đầy sự khinh thường chu khánh nam liền cảm thấy rất xấu hổ nhưng không dám mở miệng phản bác tiêu tiên sinh tôi không nói gạt cậu cái khác tôi không chắc chắc giúp được nhưng chuyện lần này thì thật trùng hợp người này là yến đông lâu yến huynh đệ mới thật sự là cao thủ nói đến kỹ thuật câu cá thì ở khánh nam này cậu ta đứng thứ hai chắc chắn không ai dám nói mình đứng thứ nhất đông lâu qua đây ra mắt tiêu tiên sinh cùng tân cô nương đi, đây chính là đại ân nhân mà anh nói với em mấy ngày trước. Tính cách của Yến Đông Lâu dường như là hay mắc cỡ, hắn vừa nghe Đặng Thông Thiên nói như vậy liền vội vàng nói. Đặng đại ca, em, em cũng không dám xưng danh hiệu đệ nhất đâu. Nói nhảm cái gì vậy? Mau tới đây chào hỏi với tiêu tiên sinh và tân cô nương đi. Đặng Thông Thiên có chút mất hứng. Muốn giới thiệu một nhân vật vô cùng lợi hại cho hắn biết mà người này lại cứ ngơ ngác. Yến Đông Lâu vội vã tiến lên hai bước, ngại ngùng cười cười, cúi chào Tân Lâm và Tiêu Phàm, ngập ngừng nói. Tiêu tiên sinh, Tân cô nương. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Yến điếu thần. Yến Đông Lâu nhất thời luống cuống tay chân, gương mặt ngăm đen thoáng ửng hồng, liên tục gãi đầu, nói. Không dám không dám, Tiêu tiên sinh, tôi không phải là điếu thần đâu, tôi không làm nổi. Tân Lâm đứng một bên lặng lẽ quan sát, cô cảm thấy hơi ngạc nhiên. Tiêu Phàm gọi hắn người này là Yến Điếu Thần, chẳng qua chỉ bày tỏ sự tôn trọng của mình thôi. Không ngờ cái tên Yến Đông Lâu này dường như vô cùng hoảng sợ, vội vàng phủ nhận, tựa như cái danh hiệu, Điếu Thần, này có một ý nghĩa đặc biệt nào khác. Đặng Thông Thiên cười nói, Tiêu Tiên Sinh, bọn người câu cá cũng có đẳng cấp, nghe nói, Điếu Thần, phải là một người vô cùng lợi hại, không phải ai cũng dám xưng cái danh hiệu này đâu. Ha ha, chuyện cụ thể thì tôi cũng không dành, thôi để cho đông lâu nói rõ ràng cho hai vị nghe đi thôi đi uống vài chén rượu chúng ta vừa uống vừa nói chuyện ha ha bây giờ tôi thực sự rất là cao hứng tiêu phàm cười nói uống rượu thì miễn đi tôi vừa mới ăn cơm xong yến tiên sinh à đây là cá gì vậy hình như là đắt lắm hả đây là xá lợi linh ngư nghe nói là sau khi phật tổ niết bàn thì xá lợi từ biến thành có thể trị bách bệnh Yến Đông Lâu vội vàng giải thích. Phật tổ di cốt huyến hóa. Tiêu Phạm thoáng kinh hãi, cẩn thận quan sát mấy con cá nhỏ đang bơi lội trong thùng nước, quả nhiên không giống bình thường, trên lưng có màu xanh nhạt, sen lẫn màu xanh ra trời, vô cùng hiếm thấy. Đặng thông thiên tuét miệng cười, nói. Tiêu tiên sinh đừng nghe hắn thổi phồng, đúng là loại cá này có thể trị hết bệnh, nhưng không thần kỳ đến vậy đâu. Chỉ là khó câu thôi, ở Khánh Nam, người có thể câu được cá này rất ít, đông lâu được tính là một cao thủ. Còn cái tên Chu Khánh Nam kia, cậu cho hắn câu 100 năm thì hắn cũng chưa chắc câu được một con nữa là. Đặng Thông Thiên vừa nói vừa liếc nhìn Chu Khánh Nam, vẻ mặt càng biểu hiện sự khinh thường. Hèn chi vừa rồi Chu Khánh Nam không nói nhiều lời đã tịch thu xá lợi linh ngư của Yến Đông Nam, thì ra là có nội tình. Xem ra hôm nay, tiêu phàm đúng lúc gặp cao thủ câu cá chân chính rồi. chương 50, giàu sang hai kiếp đặng thông thiên quan sát tiêu phàm mấy lần đột nhiên hạ giọng hỏi tiêu tiên sinh à xin thứ lỗi tôi múa dìu qua mắt thợ có phải là thời gian gần đây cậu bị thương không nguyên khí dường như không ổn bản thân đặng thông thiên cũng là người trong nghề lần đầu tiên nhìn thấy tiêu phàm thì trong đầu hắn đã nghi ngờ chẳng qua là tiêu phàm có bản lĩnh lớn như vậy nên hắn không dám vì tiện nói đến ghi đạo trước mặt của tiêu phàm thôi nhưng mà nói chuyện một hồi vẫn không nhịn được mở miệng hỏi trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn đã từng lĩnh giáo qua công phu của Tiêu Phàm, quả thật vô cùng tinh diệu. Thật sự không biết người nào có bản lĩnh thương tổn đến một cao thủ tuyệt đỉnh thâm tàng bất lộ như vậy. Tiêu Phàm mỉm cười nói: "Đặng Đại ca nói không sai, quả thực là mấy ngày trước tôi bị thương tổn chút nguyên khí, nhưng vấn đề không lớn lắm, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ tốt thôi." "A, à, a, à, thật tốt, nếu như cậu không chê thì chúng ta đừng ở lại thị trấn này nữa." Chúng ta quay về Tây Trại đi. Ha ha, nhà tôi cũng ở Tây Trại, thị trấn này cũng không phải là nơi thích hợp uống rượu, trở về nhà của tôi uống đi. Tôi có ngâm ít rượu thuốc, có thể đại bổ nguyên khí, có lẽ có chút tác dụng với Tiêu Tiên Sinh đấy. Đặng Thông Thiên tràn đầy thành ý nói. Đầu tiên toa thuốc mà Tiêu Phàm kê kia quả thực linh nghiệm như thần, thoáng cái đã giúp hắn thoát khỏi tai họa nhiều năm, trong lòng hắn vẫn đang rất cảm ơn thứ hai là phương pháp đạo khí thuật mà tiêu phàm dạy cho hắn không những giúp cho luồng nguyên khí nồng hậu trong cơ thể hắn thông suốt khiến cho việc tu luyện của hắn tiến bộ không ít nhưng mà hiện tại dường như hắn đang gặp phải giai đoạn bình cảnh nào đó mà hắn không thể giải thích được việc này khiến cho hắn lo lắng không yên bao lâu nay hắn muốn nhân cơ hội này thỉnh giáo tiêu phàm một chút được tôi cũng đang muốn hít thở chút không khí trong lành yến tiên sinh đặng thông thiên biết tâm tư của tiêu phàm vội vàng nói A, à, nhà của Đông Lâu cũng ở Tây Trại, chúng tôi là Đồng Hương. Chuyện câu cá thì chúng ta về nhà nói tiếp, Tiêu Tiên Sinh cứ yên tâm, nói đến câu cá thì ở huyện Khánh Nam này thật sự không có ai qua được Đông Lâu, mà ca ca của hắn còn lợi hại hơn so với cậu ta. Này, không nói đến việc này nữa. Tiêu Tiên Sinh chờ một chút, tôi đi lái xe tới đây. Được. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Chỉ lát sau, Đặng Thông Thiên đã lái một chiếc xe Jeep 212 kiểu cũ tới đây còn là loại xe có mùi bọc bằng vải bạt, nhìn qua xe này đã có rất nhiều năm rồi, cũ hơn so với chiếc xe mà tiêu phàm lái đến Lý Gia Thôn nữa. Kha kha, tiêu tiên sinh à, địa hình nơi này toàn là đồi núi nên loại xe kiểu xưa này rất hữu dụng đấy. Thật là ngượng mà, ủy khuất cho hai vị rồi. Cái đầu to lớn của đặng thông thiên thò từ cửa xe ra, cười ha hả nói. Đặng đại ca khách khí rồi. Tiêu phàm không trần chừ lập tức cùng tân lâm ngồi vào ghế sau. Yến Đông Lâu đem 7 con xá lợi linh ngư bán cho người đàn ông trung niên kia, cẩn thận lấy xong 400 đồng rồi mới leo lên xe ngồi xuống ghế phụ lái, nhỏ giọng nói. Đặng đại ca, phiền anh chạy đến cửa hàng bách hóa đằng trước, em muốn mua chút kẹo đem về, anh cũng biết là anh và mẹ của em rất thích ăn đường. Nghe ra tình cảm của Yến Đông Lâu với anh và mẹ của hắn vô cùng thân thiết. Đặng thông thiên vung tay lên nói. Đi cửa hàng bách hóa làm gì, anh đã sớm mua cho chú rồi, để ở dương ở phía sau, một túi lớn, đủ cho cửu thẩm và tây lâu ăn một trận đã đời. Yến Đông Lâu sướng sờ một chút rồi nói. Em làm sao không biết xấu hổ lấy của anh được chứ? Lần nào cũng để anh tốn kém. Đặng đại ca à, hết thảy bao nhiêu tiền? Em, em trả lại cho anh. Đặng thông thiên tức khắc chừng hai mắt, bực bội nói. Trả tiền gì chứ, chú nhiều tiền hơn anh à. Dường như Yến Đông Lâu đối với Đặng Thông Thiên vừa sợ vừa kính nể, vừa thấy Đặng Thông Thiên không vui liền rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa. Tiêu Phàm bật cười. Phân tích theo tình hình thực tế thì, Đặng Thông Thiên có thể là một người thực sự có tiền. Lần trước hắn mang một viên hỏa nham noãn ngọc đến khách sạn Khánh Nguyên giao dịch, mặc dù dương khí trên viên ngọc cơ bản đã bị ô dương một hút cạn, chỉ còn lại khoảng hai phần thôi, mà thương nhân nhân dược liệu lĩnh Nam Vương Trí Cương còn ra giá 5 vạn. Tiêu phàm đổi cho hắn ngũ phẩm diệp giã sơn tham càng có giá trị hơn, khoảng 25 vạn. Đặng Thông Thiên lại không phải lần đầu tiên đến giao dịch tại huyện Khánh Nguyên, nếu như mỗi lần mang dược liệu đi giao dịch đều bán với giá tương tự thì tài sản của Đặng Thông Thiên ít nhất cũng khoảng trăm vạn. Tại một huyện của dân tộc tự trị này, Đặng Thông Thiên có thể được xem là một phú hào. Đặng Thông Thiên đạp nhẹ chân ga, xe jeep khẽ run lên, vững vàng chạy về phía trước. Thoạt nhìn xe này rất cố kỹ nhưng không ngờ lại chạy êm như vậy, tiếng động cơ cũng không có ẩm ý, rõ ràng đã được cải tạo lại. Tiêu Phàm cười nói, Đặng đại ca à, chiếc xe này tốn của anh không ít tiền phải không? Đặng thông thiên cười ha hả, nói. Cũng không tốn nhiều tiền lắm, là một người bạn của tôi tân trang lại. a à, bạn của tôi là một ông chủ bán xe ở thành phố, nhưng hắn lại bị bệnh thấp khớp, tôi chỉ cho hắn một chút thuốc, hắn liền tân trang xe này cho tôi. Tiêu phàm phá lên cười. Cái này cũng có thể nói là miễn phí hả? Nhưng mà Đặng Thông Thiên là một người đàn ông rộng rãi, nếu như đã xem cái ông chủ xe đó làm bạn thì đoán chừng hắn sẽ không tính toán những chuyện lặt vặt như vây. Đặng Thông Thiên rất có phong thái của người chuyên hành nghiệp trưởng nghĩa thời cổ đại. Ngoài dữ liệu của tiêu phàm, đường núi Tây Trại cũng không có khúc khuỷu lắm, được làm bằng xi măng, tuy đường có chút hẹp nhưng giao thông rất tốt. Yến Đông Lâu liền giải thích. Tiêu tiên sinh, con đường này là do đặng đại ca bỏ tiền ra tu sửa đấy. Mấy năm nay, việc tu sửa cầu đường, xây dựng trường học, mời giáo viên, đều là do đặng đại ca tự bỏ tiền túi ra tiêu phàm nhất thời cảm thấy rất kính nể đặng thông thiên hèn chi đặng thông thiên thường tham dự hội giao dịch ở khách sạn khánh nguyên thì ra tiền kiếm được đều đem đi tạo dựng hạnh phúc ở nơi quê cha đất tổ đặng thông thiên khoát tay chặn yến đông lâu lại nói khụ khụ nói những chuyện này làm gì chứ lão đặng ta không lo ăn không lo mặc từ lúc còn là một thằng nhãi con đã đi làm việc ở những nơi phồn hoa giữ nhiều tiền trong người có lợi ích gì chứ tiền buôn bán kiếm lời phải dùng làm việc tốt tích chút công đức không nói đến kiếp sau ít nhất cầu cho kiếp này được bình an tiêu phạm trịnh trọng nói đặng đại ca à mặc kệ anh có tin hay không tôi xem tướng mệnh kiếp sau của anh thì chắc chắn hai kiếp đều giàu sang thầy tướng số chỉ có thể xem được tướng mệnh kiếp này không xem được tướng mệnh kiếp sau nói đến luân hồi thì quá mức mờ mịt tướng mệnh của người thường cũng không có thành tựu thâm sâu như vậy nhưng tiêu phàm tu luyện luân hồi thiên trong vô cực cử cửu tương thiên lại không giống với bình thường, xem được tướng mệnh luân hồi, khám phá được luân hồi mới có thể đặt chân đến thiên nhân cảnh, xem được tướng mệnh của vạn vật trên thế gian. Đặng thông thiên ngạc nhiên nói, tiêu tiên sinh à, cậu có thể xem tướng sao? Tiêu phàm mỉm cười, nói, chỉ hiểu sơ sơ thôi. Tân lâm liền bĩu môi, cái này có thể nói là khiêm tốn thái quá đi. Nếu như nói trưởng giáo chân nhân đời thứ 64 của vô cực môn chỉ hiểu biết tướng minh sơ sơ thì e rằng thiên hạ này không có thầy tướng pháp rồi. Ha ha, không nói gạt tiêu tiên sinh, lão đặng tôi cũng tin tưởng vào tướng mệnh. Vạn vật đều có tướng mệnh của mình cả, vạn vật đều là pháp. Tuy rằng tôi cũng không có mong muốn phú quý gì, chỉ cầu một đời bình an, nhưng mà nếu như hai đời đều giàu sang thì quá tốt rồi. Ha ha. Đặng Thông Thiên cười sang sảng, vang vọng khắp rừng sâu núi thẳm chân đạp mạnh ga, xe díp tựa như muốn bay lên, chạy thẳng về phía trước. Tây trại cách huyện Khánh Nam không xa, khoảng chừng 15 đến 16 cây. Giữa sườn núi có một nơi có tường rào bao bọc, có mọi mái ngói mới xây, có một căn nhà gỗ cổ xưa, gà gáy chó sủa, yên tĩnh giống như chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Đặng thông thiên giới thiệu, Tây trại có khoảng 4 đến 50 gia đình, dòng họ rất hỗn tạp, có khoảng 7 đến 8 dòng họ sinh sống ở nơi này. Trước giải phóng, khánh nam vốn là vùng đất mà các dân tộc miêu giao hán đồng sống hỗn tạp có người địa phương cũng có rất nhiều người tránh né chiến tranh mà chạy đến nơi này sau khi chiến tranh loạn lạc kết thúc thì hầu hết mọi người đều trở về quê sinh sống cũng có một số ít người yêu mến vùng đất non xanh nước biếc dân chúng tuần phát này cộng thêm một số người lấy vợ sinh con ở khánh nam nên quyết định ở lại khánh nam gây dựng cơ nghiệp qua mấy trăm năm sinh sống sôi nảy nở đến bây giờ thì Khánh Nam trở thành một thành phố của dân di cư. Tổ tiên của Đảng Thông Thiên chính là di dân từ vùng đất ba Thục dầu có đến nơi này. Nghe nói vào cuối nhà Minh, đạo tặc nổi dậy như ong, thổ phỉ tàn sát bừa bãi, phản tặc gợi yêu ta ít vua cướp ngôi hết sức thảm thiết, không ít người vì bảo toàn tính mạng mà chạy đến vùng đất hẻo lánh này. Địa thế Tây trại khá cao, tầm nhìn rộng lớn, không khí trong lành. Tiêu phàm rất thích nơi này. Một vùng đất cách xa thời hiện đại văn minh, khoa học kỹ thuật phát triển, linh khí vô cùng nồng hậu, thật sự là một nơi thích hợp tu luyện. Nếu như tiêu phàm có thời gian ở lại nơi này có thể tìm được linh tuyển chi nhãn ở sâu trong núi lớn, biết đâu việc tu luyện có hiệu quả hơn so với ở chỉ thủy quan. Đáng tiếc là hiện tại, tiêu phàm quả thực không có thời gian rãnh. Nhà đặng thông thiên cách cửa thôn không xa, là một căn nhà gỗ cổ xưa, rất lỗi thời. Xem ra mấy năm nay, đặng thông thiên thực sự không có giữ lại chút tiền tài gì cho mình cả, tất cả đều đem phân phát ở bên ngoài. Vợ của Đặng Thông Thiên là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn người mấy tuổi, tướng mạo đoan trang, vóc người thon gầy, ăn bận trang điểm rất mộc mạc, vừa nhìn liền biết là một người phụ nữ có đức hạnh, là một hiền thê lương mẫu, xem chồng và con trai là toàn bộ thế giới của mình. Vừa thấy Đặng Thông Thiên dẫn khách trở về thì lập tức bưng trà rót nước, tiếp đãi rất ân cần. Tuy nhiên nhiên trong ánh mắt của bà có chút tò mò, lần này ông chồng dẫn về hai vị khách rất có cốt cách, còn điềm đạm nho nhã hơn nhiều so với thầy cô ở xung quanh, khác hẳn so với những vị khách đến nhà bà trước đây. Ha ha, đến đây đến đây, mời tiêu tiên sinh, tân cô nương ngồi, bà nó, mau đem rượu thuốc của tôi ra đây, tôi muốn mời hai vị khách quý một chén. Đúng rồi, chuẩn bị hai con cá để cho con mèo của tiêu tiên sinh ăn nha. Mèo này cũng vô cùng đặc biệt, tựa như một nhà thông thái, dọc đường đi đều nằm trong lòng tiêu phàm, không náo loạn ẩm ý, cũng không quan sát xung quanh quả nhiên người nuôi khác thường thì vật nuôi cũng khác thường. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói. Đặng đại ca, một chút nữa hãy uống rượu, tôi muốn đến nhà của Yến Tiên Sinh để bái phỏng, thăm hỏi sức khỏe mẹ cùng với anh trai của anh ấy. Lần này đến Khánh Nam, mục đích của Tiêu Phàm hết sức rõ ràng, đó chính là mau chóng bắt được Ngọc Giao, lấy được não của Ngọc Giao. Thời gian càng ngày càng gấp rút, thật sự là không thể trần trừ thêm nữa. Cũng tốt, tất cả đều nghe theo sự sắp đặt của Tiêu tiên sinh. Buổi tối rồi uống rượu ăn cơm cũng được, đi đến nhà của Đông lâu, đúng rồi, phải lấy bọc kẹo sau xe ra nữa. Đặng Thông Thiên quyết định nghe theo lệnh của Tiêu Phàm, lần này bất kể là chuyện gì đều phải giúp đỡ cho bằng được. Tuy rằng võ nghệ của Đặng Thông Thiên rất cao cường nhưng cũng không phải là người thành thạo việc câu cá. Chuyện này còn phải trông cậy vào Yến Đông lâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 51, Văn Điên, Võ Điên. Nhà của Yến Đông Lâu có hàng rào bao bọc ở phía sau núi, nhà lập bằng ngói có bốn gian, một cái sân nhỏ, nhìn xa xa gần như mới xây. Yến Đông Lâu nói với Tiêu Phàm. Tiêu Tiên Sinh, nhà này là do Đặng Đại Ca xây cho chúng tôi. Đặng Thông Thiên khoát tay chặn lại, nói. Đông Lâu à, không được nói những việc đó nữa, năm đó, anh và anh của em là giao tình gì chứ? Hắn còn cứu anh một mạng. Tân Lâm hỏi ca của Yến Tiên Sinh làm gì? Hái thuốc, cũng rất yêu thích câu cá, Đông Lâu còn cùng ca, ca của cậu ấy còn cùng nhau bái sư học câu cá. Hiện tại, Đông Lâu chính là điếu vương của Khánh Nam chúng ta. Yến Đông Lâu vội vàng xua tay, nói. Đặng đại ca, em không dám nhận là điếu vương đâu, hướng lão của OK trải có kinh nghiệm phong phú hơn so với em. Nghe ý tứ sâu xa trong câu này thì Yến Đông Lâu có vẻ rất tôn sùng vị hướng lão này. Này, Hướng lão đầu đã bao lâu chưa có xuất hiện chứ? Mấy năm trước, hắn đúng là lợi hại, hiện giờ sao? Một cụ già 7-80 tuổi không thể tính là. Yến Đông Lâu liền phì cười. Đặng đại ca là như vậy, nói cái gì chính là cái đó, anh ấy không thích người khác chống đối với anh. Đám người đi về hướng sân nhỏ, nhưng lại thấy một người đang ngồi dưới cây bồ đào, ngơ ngác nhìn ngọn núi phía xa xa, mặt mũi dại ra, trong miệng liên tục lẩm bẩm cái gì đó, cũng không nghe rõ được là cái gì. Đó là một người đàn ông, nhìn bề ngoài chắc khoảng 40 tuổi, có lẽ không được chăm sóc chu đáo, tóc hơi dài, dài đến vai, dáng người vô cùng gầy, mặc quần áo nông da may bằng vải thô bình thường, nhưng cũng rất sạch sẽ. Đám người vừa vào cửa, người đàn ông này cũng không có nửa điểm phản ứng, vẫn tiếp tục duy trì tư thế ngồi như cũ, cũng không biết là hắn đã ngồi đó bao lâu rồi. Ca! Yến Đông Lâu lập tức đi tới, kêu lên một tiếng. Người đàn ông không có chút phản ứng nào. Ca, ăn đường đặng đại ca mua này yến đông lâu nghẹn ngào nhanh chóng mở túi ni lông lấy ra một cái kẹo lột ra cẩn thận đưa đến bên mép người đàn ông gầy còm có thể nhận thấy tính cách của yến đông lâu tương đối nhu nhược dễ dàng xúc động người đàn ông gầy còm há miệng ngậm kẹo vào miệng chậm rãi nhai nuốt vẫn như trước không nói lời nào cũng không thèm nhìn yến đông lâu một cái đặng thông thiên liền thở dài nói đó chính là ca ca của đông lâu yến tây lâu Lúc còn trẻ, Tây Lâu là một anh chàng rất đẹp trai tài giỏi, là một cao thủ hái thuốc, vượt núi băng đèo như đi trên đất bằng, những nơi người khác không thể đi được hắn đều có thể đi đến. Ngay cả tôi cũng thua kém hắn. Thế nhưng 10 năm trước, sau một lần hái thuốc trở về không bao lâu thì hắn đã trở thành như vậy, mỗi ngày đều ngồi thường người ra, cũng không nói với ai lời nào, trong miệng cứ lẩm bẩm một mình như vậy, cũng không ai nghe rõ hắn nói cái gì, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Khụ khụ. Đặng thông thiên vừa nói vừa liên túc lắc đầu. Tỉ mỉ quan sát Yến Tây Lâu, đúng là giống như đặng thông thiên nói, đường nét trên khuôn mặt hắn rất rõ ràng, ngũ quan cân đối. Nhìn ngang nhìn dọc đều thấy là một anh chàng đẹp trai, dù cho bây giờ vô cùng gầy, mặt mày dại ra. Nhìn mà chua xót trong lòng. Tân Lâm hỏi, không có dẫn hắn đi chữa bệnh sao? Đặng thông thiên lắc lắc đầu, nói, kéo thế nào hắn cũng không nhúc nhích. Tân Tiểu Thư à, cô không biết đâu, sức của Tây Lâu rất mạnh, đừng nói là người bình thường không thể kéo được hắn, mà ngay cả tôi cũng không kéo hắn nhúc nhích được. Tân Lâm nghe xong thì vô cùng kinh hãi. Bản lĩnh của Đặng Thông Thiên thế nào, Tân Lâm cũng từng diện kiến qua. Tuy rằng tiêu phàm chỉ dùng một chiêu đã chế trụ được hắn, nhưng tuyệt đối không thể lấy tiêu phàm làm, vật tham chiếu, được. Hiện tại, thế gian có bao nhiêu người có thể cùng với trưởng môn chân nhân đương nhiệm của vô cực môn so chiêu được chứ? Mặc dù hồng sa trưởng mà Đặng Thông Thiên tu luyện vẫn không thể xem là võ công ngoại môn đứng đầu, nhưng nó cũng vô cùng cương mãnh, vô cùng bá đạo. Thoạt nhìn, cân nặng của Yến Tây Lâu cũng chưa tới 100 cân, nhưng mà ngay cả Đặng Thông Thiên cũng không thể kéo hắn nhúc nhích được. Hắn có tu luyện qua võ thuật sao? Đặng Thông Thiên thoáng trao mày, nói: "Đã từng luyện qua, trong làng chúng tôi có rất nhiều người luyện võ, đều là do lão tổ tông truyền lại, chủ yếu là để cường thân kiện thể." người thực sự bằng lòng chịu cực khổ tu luyện càng ngày càng ít, dù sao thì thời đại đã thay đổi rồi. Yến Đông Lâu ngắt lời Đặng Thông Thiên. Tân cô nương, Đặng Đại ca chính là cao thủ lợi hại nhất Tây Trại, người người cũng không đánh lại anh ấy. Mặt dày như Đặng Thông Thiên cũng chợt đỏ lên, liếc Yến Đông Lâu một cái, vội vàng nói. Đông Lâu đừng có nói nhảm, anh mà tính là cao thủ gì chứ? Đừng để cho khách quý chê cười. Nói thực, trong lòng Đặng Thông Thiên đối với Tiêu Phàm là cảm kích biết ơn, nhưng hắn cũng rất thắc mắc, Tiêu Phàm nhiều nhất cũng chỉ mới 27, 28 tuổi, thế nhưng lại luyện thành một thân thủ cao siêu như vậy. Có thể xem là thiên hạ vô địch thủ, có lẽ người có thể làm đối thủ ngang sức với cậu cũng không nhiều lắm. Ít nhất trong mắt Đặng Thông Thiên, Tiêu Phàm là như vậy. Tiêu Phàm mỉm cười nói: "Đặng đại ca không nên quá khiêm tốn như vậy, Hồng Sa trưởng uy mãnh bá đạo, bên ngoài khó có địch thủ." cho dù không phải là nhất đảng cao thủ cũng là nhị đảng cao thủ. Đặng Thông Thiên là một người thẳng thắn, nghe tiêu phàm nói vậy thì cười ha hả, nói. Có thể được tiêu tiên sinh khen một câu như vậy, đối với lão đặng tôi chính là vinh quang không gì sánh được. Nào, đến đây, tiêu tiên sinh, tân cô nương. Chúng ta vào nhà ngồi, cửu Thẩm, cửu Thẩm, có khách đến thăm, khách quý. Một lão phụ nghe tiếng đặng thông thiên thì vội bước ra cửa, bà cũng vô cùng gầy còm, Mặt mày hiền hậu, sắc mặt có chút xanh mét, bước chân có chút khập khiếng, rõ ràng có bệnh trong người. Bà vừa nhìn thấy Đặng Thông Thiên thì lập tức nở nụ cười. "Là Thông Thiên tới sao? Còn có khách quý nữa, xin mời vào nhà ngồi." Tiêu Phàm cung kính nói. "Cửu thẩm khỏe chứ ạ? À? Đặng đại ca à, tôi thấy cái sân này cũng rất lớn, hay là chúng ta cứ ngồi trong sân là được rồi. Chúng tôi đi gấp quá, cũng không có mang theo lễ vật gì, thực sự là ngượng ngùng mà." đặng thông thiên vội vàng nói tiêu tiên sinh đừng nói vậy ngài là ân nhân của đặng mỗ tôi hôm nay ngài có thể đến cái làng nhỏ này đã xem như là cho chúng tôi mặt mũi rồi thông thường khách quý như vậy chúng tôi có dùng kiệu tám người khiêng cũng không mời được nữa là đông lâu hà mau đem mấy cái ghế ra đây chúng ta ngồi trong sân nói chuyện dạ yến đông lâu trả lời một tiếng rồi vội vàng chạy vào nhà tay chân nhanh nhẹn đem mấy cái ghế ra dọn sạch cái bản gỗ đoán chừng đây chính là cái bàn nhỏ dùng để ăn cơm. Cửu thẩm đích thân mang ra một đĩa đầy hạt dưa, đậu phộng cùng với một ít hoa quả khô ra, đoán chừng hái từ trong núi. Ngoài ra còn có một đĩa cá khô, màu sắc rất óng ánh, hương thơm lập tức sộc vào mũi. Đôi mắt mèo xanh biếc của Hắc Lân tức khắc trợn tròn. Đặng thông thiên cười nói, tiêu tiên sinh à, con mèo của ngài rất biết phân biệt hàng tốt xấu nha đây chính là cá bạc ngân được đông lâu câu ở trong đầm sâu ô kê sơn cửu thẩm đích thân làm đó mùi vị vô cùng tươi ngon còn có tác dụng bổ khí an thần tân lâm bĩu môi nói hư ngậm một cái là ta vả vào mồm chiều giết hư à tân lâm vừa nói vừa cầm một con cá đưa tới miệng hắc lân hắc lân lường cô một cái rất kiêu ngạo rồi há miệng cắn sau đó lập tức xoay người sang chỗ khác đứng lên quấy quấy đuôi đây cũng là thói quen của hắc lân không thích ăn trước mặt người khác rất rụt rè khi ăn cửu thẩm cầm lấy gói quả vặt mua từ cửa hàng lại đi vào trong nhà cũng không có ngồi đó tiếp khách đặng thông thiên vội vàng giải thích tiêu tiên sinh à, đây chính là phép tắc của làng chúng tôi đàn bà không được ngồi bàn tân lâm hừ nhẹ một tiếng rõ ràng cô rất xem thường quy tắc này thất diệu cung lấy chế độ nữ tôn để tử hạch tâm hầu hết là nữ rất ít nam hơn nữa toàn bộ bọn họ đều là đệ tử ngoại môn làm chân sai vặt có rất ít đệ tử nam có thể học được tuyệt kỹ truyền thừa chân chính của thất diệu cung đặng thông thiên liền cảm thấy lúng túng vội vàng nói tân cô nương à đây là phép tắc của làng chúng tôi mấy trăm năm qua thôi chỉ là quy tắc trong nhà cũng không ai muốn sửa đổi không phải áp dụng với cô cô là khách quý của chúng tôi tân lâm gật đầu biểu hiện đã rõ nói bình thường do Yến Đông Lâu chăm sóc cửu thẩm cùng với ca ca của hắn sao? Đặng Thông Thiên nói, cửu thẩm có bệnh hen xuyến, thân thể tương đối yếu ớt, nhưng mà bà có thể làm được việc nhà. Bình thường, Đông Lâu đi câu cá, bán lấy tiền, sống qua ngày. Chuyện trong nhà cũng do cửu thẩm lo liệu, Tây Lâu cũng do cửu thẩm chiếu cố. Cũng may là Tây Lâu không có náo loạn ẩm ý, hắn cũng biết tự ăn cơm. Bằng không thì cuộc sống của bọn họ càng thêm vất vả hơn rồi yến đông lâu liền nói đúng vậy ai cũng nói may là anh tôi văn điên chứ không có võ điên nếu không thì mẹ tôi sẽ vất vả hơn rồi tiêu phàm mỉm cười nói đúng nếu như anh ấy võ điên thì chỉ sợ không chỉ riêng một nhà anh phiền phức mà sợ là toàn bộ người dân trong làng này cũng gặp phiền phức không nhỏ đặng thông thiên vô cùng kinh hãi vội hỏi tiêu tiên sinh ý của ngài là tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu nói tôi không có ý tứ gì khác Đông lâu à, mời cửu thẩm ra đây ngồi một chút, tôi sẽ bắt mạch cho thiêm ấy. Hai mắt đặng thông thiên lập tức sáng ngời, lập tức lên tiếng. Đúng 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 rồi, ngài xem, sao tôi lại quên chuyện này chứ? Tiêu tiên sinh là thần y mà, mau, đông lâu à, đi mời cửu thẩm ra đây, mời tiêu tiên sinh bắt mạch cho thẩm ấy. Nói không chừng bệnh của mẹ cậu sẽ được chữa lành đó, tiêu phàm nói. Bệnh kéo dài 10 năm muốn trị tận gốc không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Tôi cũng không phải thần y, nhưng mà trị cho bệnh tình thuyên giảm, làm cho thân thể của Thẩm ấy khỏe mạnh hơn vài phần thì có thể. Yến Đông Lâu vừa mừng vừa sợ. Tiêu Tiên Sinh còn biết xem bệnh sao? Đặng Thông Thiên lập tức trừng mắt với Yến Đông Lâu một cái, nổi giận nói. Nói nhảm, không phải anh đã nói với cậu rồi sao, chính Tiêu Tiên Sinh trị hết bệnh cho anh. Nhanh lên, mời cửu Thẩm ra đây đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì chứ dạ dạ yến đông lâu chạy vội vào nhà dẫn mẹ ra sân cửu thẩm dường như có chút nửa tin nửa ngờ trong miệng nói thầm bệnh của mẹ đã có rất nhiều năm rồi không sao đâu con người cũng sắp xuống mổ rồi nhưng mà trước khi ngồi xuống cạnh bàn nhỏ vẫn mỉm cười hỏi thăm tiêu phàm đặng thông thiên được công nhận là đại tộc trưởng của tây trại khách quý mà hắn đích thân dẫn tới cửa bà không thể chậm trễ được Cử thẩm à, tôi sẽ bắt mạch cho thẩm. Tiêu phàm mỉm cười nói. Nếu như đến nhà người ta, mời Yến Đông Lâu câu giúp Ngọc Giao thì cũng phải biếu một món quà ra mắt chứ. Kẹo ngọt, điểm tâm thì có chút tầm thường, nhưng quà đương nhiên phải biếu rồi, hơn nữa trông gia cảnh Yến ra rất nghèo khó, rất cần sự giúp đỡ. Mặc dù nề mặt của Đặng Thông Thiên, Yến Đông Lâu chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng nếu như cậu giúp thẩm thẩm trị chút bệnh thì lúc Yến đông lâu câu ngọc sao sẽ tận lực một chút, đó cũng là điều tốt. Đối với tiêu phàm mà nói thì lần này nhất định phải câu được ngọc dao, hơn nữa thời gian lúc này lại rất cấp bách rồi. Chuyện này chỉ cho phép thành công, không được thất bại. chương 52, tuyết hoa hoa. Hai ngón tay thon dài của tiêu phàm bắt đầu bắt mạch cho cửu thẩm, chỉ chốc lát sau, nụ cười trên môi tiêu phàm đã biến mất không thấy đâu nữa, cặp lông mày cũng trao lại. Đặng thông thiên vô cùng hoảng sợ, mặt mày cũng ngưng trọng. Nhớ lại lúc ở khách sạn Khánh Nguyên, khi Tiêu Phàm bắt mạch cho hắn cũng từng nhíu mày, chẳng lẽ căn bệnh lâu năm của Cửu Thẩm có chỗ nào không bình thường sao? Cửu Thẩm à, căn bệnh khó thở này của Thẩm có từ 10 năm trước phải không? Sau khi Tiêu Phàm bắt mạch cả hai tay của Cửu Thẩm xong thì khép hờ hai mắt, trầm tư một lúc lâu mới chậm rãi hỏi. Cửu Thẩm vẫn không quan tâm nhiều đến bệnh tình của mình nữa, giống như bà nói, người sắp xuống lỗ rồi nên cảm thấy thông suốt với tất cả mọi thứ. Tuy nhiên sau khi bà nghe tiêu phàm nói thì có chút ngạc nhiên, vội vàng trả lời, hình như là Ừ, sau khi Tây Lâu phát bệnh không bao lâu, hình như là 3 hay 4 tháng gì đó thì tôi bắt đầu có những triệu chứng này. Tây Lâu cũng phát bệnh từ 10 năm trước. Nói tới người con trai lớn thì cửu thẩm không nhịn được mà nhìn sang cây bồ đào, gương mặt vốn vui tươi của bà thoáng cái đã bắt đầu trở nên u sầu. Con trai trở nên như thế, hỏi sao người làm mẹ như bà không thương tâm được chứ? Thấy Tiêu Phàm vừa mở miệng đã nói ra thời gian mắc bệnh của mẹ thì Yến Đông Lâu vốn nửa tin nửa ngờ năng lực của Tiêu Phàm, giờ đã tin tưởng hơn nhiều, vội vàng tiến về phía trước, nhìn Tiêu Phàm, vội vàng hỏi. "Tiêu tiên sinh, mẹ tôi rốt cuộc bị bệnh gì vậy? Mấy năm nay đã đi khám Đông y, cũng khám cả Tây y, uống không ít thuốc, cũng không có khởi sắc. Một hồi nói là bị hàn độc, một hồi lại nói là chứng nhiệt, không thì nói là bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh gì đó." tôi đã bị bọn họ làm cho hồ đồ luôn rồi. Trên mặt Yến Đông Lâu có chút oán hận. Tiêu Phàm không trả lời, quay sang hỏi Đặng Thông Thiên. Đặng Đại ca à, anh từng bắt mạch cho cửu thẩm sao? Đặng Thông Thiên gật gật đầu, nói. Đã từng thử qua, không nói gạt tiêu tiên sinh, tôi cũng cảm thấy cửu thẩm mắc chứng phong hàn, chỉ là triệu chứng có chút kỳ dị. Tôi cũng không thể đoán chính xác được, nên chỉ có thể kê thuốc an dưỡng thôi. Đúng là chứng phong hàn, từ mạch tượng và triệu chứng của cửu thẩm thì đúng là chứng phong hàn. Nhưng mà chứng phong hàn này là do lây nhiễm vi khuẩn dẫn đến lây bệnh, lời của bác sĩ Tây Y cũng không sai. Điểm mấu chốt là vi khuẩn này có chút kỳ lạ, đặng đại ca, nơi này có chướng khí sao? Chướng khí, mặt đặng thông thiên liền biến sắc. Tiêu tiên sinh, ngài nói bệnh này của cửu thẩm là do trướng khí gây nên sao? Tiêu phàm cười cười nhưng không trả lời. Đặng thông thiên trầm ngâm nói, Tiêu tiên sinh à, nơi này có nhiều núi, cũng có chút hẻo lánh nên không khí rất trong lành thoáng mát, rất hiếm gặp trướng khí, chỉ có nơi sâu trong núi mới có. Lúc tôi đi hái thuốc cũng gặp phải, nhưng Cửu Thẩm chưa từng đi khỏi nhà quá xa, lại càng chưa từng đi sâu vào trong núi thì làm sao có thể hít phải chướng khí chứ?" Ánh mắt Tiêu Phàm quét qua Yến Tây Lâu đang ngồi bên kia, nói: "Hiện tại, tôi cũng không dám chắc chắn 100% là do trướng khí, nhưng mà cũng khoảng 7 đến 80% Đặng Đại Ca à, thật ra thì chướng khí đó cũng không có làm tổn thương người, cũng có quan hệ đến thể chất của con người. Phần lớn chướng khí có tính hàn, anh luyện hồng sa trưởng là ngoại gia công phu thuần chất dương cương, cộng thêm ngày trước anh luôn mang theo ô dương mộc bên người, nên cơ bản là âm độc đều không thể tổn hại gì đến anh. Còn Cửu Thẩm lại không giống vậy, thể chất của Thẩm hoàn toàn không thể so với anh được. Đặng Thông Thiên liên tục gật đầu. Tiêu Phàm giải thích cậu đã từng nhìn thấy tận mắt trên người đặng thông thiên tỏa ra dương khí vô cùng mạnh mẽ, bất kể hắn có đi qua nơi dày đặc âm hàn cỡ nào cũng không cần lo lắng, quả thật có quy luật như vậy. Yến Đông Lâu cũng vội vàng nói: "Tiêu tiên sinh à, nếu như ngài đã biết rõ nguyên nhân bệnh, vậy thì ngài nhất định có cách trị khỏi bệnh cho mẹ tôi phải không?" Yến Đông Lâu là một đứa con có hiếu, lúc này tính tốt của hắn đã bộc lộ ra hết. Tiêu Phàm trầm ngâm nói: "Đông Lâu, hiện giờ Tôi cũng không nắm chắc 10 phần, nhưng cũng may là tuy bệnh tình của Cửu Thẩm có chút kỳ quái, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Tôi sẽ kê cho Thẩm một toa thuốc, anh hãy cho Thẩm uống theo toa thuốc này. Tuy rằng không thể chỉ tận gốc, nhưng cơ bản có thể khống chế được bệnh tình, không phát bệnh đột một nữa, cũng có tác dụng hồi phục sức khỏe. A, à, nếu thật sự như vậy thì quá tốt rồi. Cảm ơn Tiêu tiên sinh, cảm ơn ngài. Yến Đông Lâu lập tức mừng rỡ như điên, nói liền một tràng, vội vàng chạy vào nhà cầm giấy bút ra kính cẩn đưa cho tiêu phàm bằng hai tay. Mặc dù hôm nay, hắn gặp tiêu phàm lần đầu tiên nhưng thái độ của đặng thông thiên với tiêu phàm đã khiến hắn vô cùng tín nhiệm tiêu phàm. Ngay cả cao nhân như đặng đại ca cũng ngưỡng mộ như vậy thì Yến Đông Lâu hắn có lý do gì mà không tin chứ? Hơn nữa tuy rằng tiêu phàm ăn vận rất giản dị, nhưng cái phong thái ôn hòa điềm đạm kia đã vô tình đi sâu vào lòng người lúc nào không hay. Tiêu phàm cầm lấy bút viết ra một toa thuốc, trực tiếp giao cho đặng thông thiên. Trong toa thuốc này có vài vị thuốc quý, giá cả không hề rẻ. Lấy việc yến đông lâu câu cá nuôi cả gia đình như vậy thì sợ là khó có thể đảm nhận được. Vẫn là nhờ Đặng Thông Thiên hỗ trợ thì tốt hơn. Đặng Thông Thiên nhận lấy, nhìn qua một lần, liền cảm thấy vô cùng khâm phục Tiêu Phàm, nói: "Tiêu tiên sinh quả không hỗ danh là thần y, phối hợp những vị thuốc điều hòa như vậy quả thực là trước đây tôi chưa từng nghĩ qua." Tiêu tiên sinh cứ yên tâm, tôi sẽ hốt thuốc cho cửu thẩm. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Yến Đông Lâu nói: "Tiêu tiên sinh à, ngài có thể bắt mạch giúp ca ca tôi được không?" Trên mặt hắn tràn đầy sự hy vọng. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, nói: "Đông Lâu, ca ca anh là gặp trở ngại trên mặt tinh thần. Bất luận là Đông y hay là Tây y, bệnh tâm thần được xếp vào loại đặc biệt không thuộc Đông y hay là Tây y, là loại bệnh trên tinh thần không có quan hệ đến sinh lý." Đặng Thông Thiên lập tức liếc Yến Đông Lâu một cái ý bảo hắn đừng có làm cho tiêu phàm khó xử dù sao thì trên thế giới này không có người nào là vạn năng cả yến đông lâu cũng là người thông minh tức khắc hiểu ý của đặng thông thiên khổ sở cúi đầu hắn thật sự vô cùng hy vọng ca ca mình có thể hồi phục tình huống hiện tại ngay cả hắn và mẹ hắn còn cảm thấy khó chịu nữa huống chi là người khác không có cô gái nào bằng lòng gả đến nhà hắn cả không nói đến nhà hắn nghèo làm gì có cô gái nào chịu gả vào một nhà mà vừa vào cửa đã phải chăm sóc một người mẹ già bệnh tật cùng với người anh trai bị điên chứ. Đặng thông thiên sợ tiêu phàm lúng túng, vội vàng chủ động đề cập đến chuyện câu cá, nói. Tiêu tiên sinh, ngài nói lần này đến Khánh Nam là muốn câu một con cá, không biết ngài muốn câu cá gì vậy. Nói đến đây, đặng thông thiên cũng có chút ngạc nhiên. Tiêu phàm ngàn dặm xa xôi lặn lội chạy từ phương Bắc đến miền núi hẻo lánh này, chắc chắn không phải chỉ câu một con cá thường. Ngọc Sao, Ngọc Sao, Đặng Thông Thiên và Yến Đông Lâu nhìn nhau, cả hai đều có chút không hiểu, rõ ràng bọn họ chưa từng nghe qua cái tên này. Tiêu Phàm nói: Ngọc Sao là một loài cá có ghi chép trong cổ thư. Nghe đâu loài cá này sinh sống ở trong sông ngầm, toàn thân trắng như tuyết, hình dáng giống như thuồng luồng, thân dài ba thước, tính nết hung mãnh. Cái này, cái này nghe giống như là tuyết hoa hoa. Yến Đông lâu dường như biết gì đó, vội vàng kêu to. Tân Lâm nhịn không được mở miệng hỏi. Tuyết Hoa Hoa là cái gì? Tuyết Hoa Hoa chính là một loại kỳ nhông, cũng ẩn núp trong hang động, toàn thân trong suốt, giống như nước vậy. Thỉnh thoảng nó sẽ đến thác nước tìm đồ ăn. Loại tuyết hoa hoa này vô cùng hiếm thấy, tôi cũng chỉ gặp một lần vào năm kia thôi. Năm trước và năm nay không còn thấy nữa. Tân Lâm hỏi, vậy anh từng câu nó chưa? Yến Đông Lâu gái gái đầu, nói. Tôi cũng từng câu qua kỳ nhông, rất khó câu, nhưng chưa từng câu qua tuyết hoa hoa. Vì sao? Bởi vì tuyết hoa hoa so với kỳ nhông thì khó câu hơn nhiều, bình thường nó đều núp trong hang động. Vốn kỳ nhông rất là khó câu. Hơn nữa, không ai trong chúng tôi dám ăn tuyết hoa hoa cả, mọi người nói nó là thứ hà bá kỳ quái, nên không ai dám ăn cả. Ở vùng đất xa xôi lúc nào cũng có đủ loại truyền thuyết và cấm kỵ. Tiêu phàm trầm ngâm nói, theo suy đoán của tôi thì ngọc sao chính là tuyết hoa hoa mà anh nói, nó có thể là một loại chủng loại biến dị của loài kỳ nhông. Mặc dù tiêu phàm là truyền nhân của vô cực môn, nhưng cậu cũng không phải là không tin khoa học kỹ thuật. Cậu luôn cho rằng với thuật dự đoán thần kỳ nào đó, tướng thuật chiêm tinh cũng được, phong thủy kham dư cũng tốt, chắc chắn đều có liên hệ đến nguyên lý khoa học cơ bản. Chẳng qua là thứ liên hệ này tạm thời chưa được tìm ra mà thôi đề cập đến công hiệu của não ngọc dao trên thực tế thì nó cũng có nhiều chỗ tương tự với tác dụng làm thuốc của loài kỳ nhông bình thường bởi vì ngọc dao sống trong mạch nước ngầm ít bị ô nhiễm hơn thức ăn của nó chủ yếu là ếch nhái sống ở sông ngầm căn cứ theo cách lý giải của đạo gia thì nó hấp thu rất nhiều âm khí luyện chế càn khôn đại hoàn đan coi trọng âm dương điều hòa ô dương mộc là loại cây trí dương não ngọc dao được cho là vật trí âm đôi nghi thanh tú của tân lâm trượt cao lại hỏi trước đây anh chưa từng câu qua tuyết hoa hoa vậy giờ anh có nắm chắc không yến đông lâu lại trần chờ hắn là một người thành thật trước đây hắn chưa từng câu qua tuyết hoa hoa nên hắn không dám nói là mình nắm chắc huống hồ tuyết hoa hoa quả thực cực kỳ khó câu bởi vì yến đông lâu muốn kiểm tra tài nghệ của mình nên từng câu tuyết hoa hoa vốn nó đã mắc câu rồi nhưng cuối cùng lại bị tuyết hoa hoa cắn đứt dây câu thất bại trong gang tắc nói thực với tiêu tiên sinh tân cô nương tôi cũng không có nắm chắc. Như vậy đi, ngày mai tôi sẽ đi đến ô okay trại, gặp hướng lão một chút, xem ông ấy có bằng lòng xuống núi không. Nếu có ông ấy đích thân ra tay thì phần thắng sẽ nhiều hơn. Yến Đông Lâu thành thật nói. Nghe nói là tài nghệ của vị hướng lão này ở trên hắn. Được, ngày mai chúng ta cùng đi bái phỏng hướng lão. Tiêu phàm gật đầu đồng ý. Nếu như tuyết hoa hoa khó câu như vậy thì có nhiều hơn một vị cao thủ trợ giúp sẽ đảm bảo hơn nhiều. Sau đó mọi người trò chuyện một chút nữa thì sắc trời đã dần dần tối. Đặng Thông Thiên mời mọi người đến nhà hắn ăn tối, hắn lấy bình rượu thuốc mà mình cất ra mời Tiêu Phàm nhấm nháp. Loại rượu thuốc này đúng là có rất nhiều vị thuốc, quả thực có công hiệu bổ sung nguyên khí, Tiêu Phàm cũng uống không ít. Sau khi ăn xong, Đặng Thông Thiên nhờ Tiêu Phàm chỉ bảo hắn một vài chỗ nan giải về đạo khí thuật, Tiêu Phàm cũng không có bảo thủ, đem từng điểm nan giải chỉ rõ cho hắn. Đặng Thông Thiên thông suốt tất cả, lại lần nữa cảm tạ tiêu phàm thái độ của hắn lại càng thêm kính cẩn tối đó tiêu phàm cùng với tân lâm ở nhà đặng thông thiên nghỉ ngơi sắp xếp ở chung một phòng đặng thông thiên nghĩ cô nam quả nữ đồng hành cùng nhau ngàn dặm xa xôi như vậy chắc chắc là quan hệ của tiêu tiên sinh và tân cô nương không bình thường điều đó bày ra rành rành như vậy mà ở chỉ thủy quan tiêu phàm cùng với tân lâm cũng ở chung một phòng tự nhiên sẽ không có ý kiến gì chờ vợ chồng đặng thông thiên rời khỏi Tân Lâm đột nhiên hỏi, "Vì sao anh không bắt mạch cho Yến Tây lâu?" Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, nói, "Mạch của Yến Tây lâu không phải dễ bắt." Tân Lâm chợt nhíu mày, mang theo sự tò mò, nhưng Tiêu Phàm cũng không có nói tiếp, dường như cậu đang có tâm sự. Chương 53: Ma thần trong đêm. Đặng Thông Thiên tuyệt đối không ngờ rằng tuy Tiêu Phàm cùng với Tân Lâm ở chung một phòng, nhưng mỗi người lại tự luyện công ở một góc. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng trên giường gỗ, ngồi thiền luyện công, Hô hấp nhanh chóng ổn định, hơi thở rất dài căn bản không nhận thấy điểm tiếp nối giữa hai hơi thở. Tân Lâm thì nằm trên một sợi dây màu đỏ mắc trên hai cây cột, hai tay ôm ngực, hơi thở dần dần đều đặn. Sợi dây màu đỏ đó rất nhỏ, tối đa chỉ to bằng ngón tay út, nhưng cô lại nằm ngủ rất vững vàng. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng tim đập nho nhỏ của Tân Lâm, còn Tiêu Phàm thì ngay cả tiếng tim đập cũng không nghe được. Đặng Thông Thiên hoàn toàn không nghĩ đến Giữa đêm khuya lại có một bóng đen gầy còm chậm rãi tiến đến gần căn nhà gỗ của hắn. Bóng đen đó vô cùng gầy yếu, dưới ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng, mái tóc dài của bóng đen bay phất phơ trong gió đêm rét lạnh, lộ ra vẻ âm u kinh khủng không thể nói nên lời. Lấy bản lĩnh của Đặng Thông Thiên vậy mà không phát hiện ra nửa điểm bất thường nào cả. Bóng đen dần dần đi đến bên ngoài lan can của căn nhà gỗ, yên lặng đứng nơi đó, không có thêm bất kỳ hành động nào khác. Yến đại ca, đêm khuya đến thăm có gì dạy bảo sao? Bỗng dưng, bên trong lan can xuất hiện một thân ảnh, nhẹ nhàng cất giọng hỏi, giọng điệu rất dịu dàng, không mang theo một chút tức giận nào. Chính là tiêu phàm. Người đứng ở bên ngoài lan can dĩ nhiên là Yến Tây Lâu. Cách đó không xa, tân lâm lạnh lùng xinh đẹp cũng đang đứng yên lặng trong màn đêm. Mặc dù ánh trăng vô cùng mờ, nhưng tiêu phàm vẫn có thể nhận ra được thần sắc của Yến Tây Lâu vẫn khờ dại như trước, không khác gì so với ban ngày mà đối với câu hỏi của tiêu phàm hắn cũng làm như không nghe thấy phảng phất như đang mộng du vậy đôi lông mày thanh tú của tiêu phàm cũng hơi dương lên một tia kinh ngạc thoáng xuất hiện trên mặt cậu dường như cậu cảm thấy tình hình của yến tây lâu như thế có chút kỳ quái yến đại ca không ngại cho tôi bắt mạch cho anh chứ tiêu phàm từ từ đến gần vẫn như trước không nhanh không chậm mà nói yến tây lâu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào tiêu phàm đưa tay phải ra chậm rãi vươn về phía trước mặt mày vô cùng ngưng trọng trước nay chưa từng thấy cậu như vậy tay trái để trước ngực mơ hồ bày ra tư thế phòng ngự tân lâm vẫn một mực chăm chú quan sát tình hình bên này gương mặt vốn tươi cười bỗng biến thành kinh ngạc cô rất ít khi nhìn thấy tiêu phàm bày ra tư thế như vậy mặc dù số lần tân lâm nhìn thấy tiêu phàm xuất thủ không nhiều nhưng trước kia bất luận tình hình thế nào thì tiêu phàm đều thong thả ung dung tựa như gió thoảng mây trôi yến tây lâu vẫn không có bất cứ động tính gì như trước ngay lúc tiêu phàm suýt chạm vào mạch của yến tây lâu thì đột nhiên xảy ra chuyện khác thường yến tây lâu thình lình chuyển động năm ngón tay nhỏ dài chợt uốn lượn như lưỡi câu chẳng quan tâm đến bàn tay của tiêu phàm mà hướng đến trước mặt cậu hắn mạnh mẽ nâng cánh tay lên nhanh như chấp chộp tới mặt của tiêu phàm đột nhiên một tiếng xé gió rất nhỏ nhưng lại vô cùng chói tay vang lên khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cánh tay Yến Tây Lâu chỉ vừa động thủ trong khoảng thời gian ngắn lại phát sinh ra một tiếng xé gió thê thương như vậy. Rõ ràng có thể nhận thấy được kinh lực của một chảo này mạnh mẽ cỡ nào, tốc độ nhanh nhẹn ra sao rồi. Hai mắt Tân Lâm chợt híp lại. Thời điểm ban ngày, cô cũng mơ hồ cảm giác thấy Yến Tây Lâu không phải là một người điên bình thường, dường như trong thân thể cực kỳ gầy còm ấy ẩn giấu một bí mật nào đó không muốn cho người khác biết. Nhưng không ngờ Yến Tây Lâu lại mang tuyệt kỹ, xuất thủ vô cùng hung ác như thế. Tân Lâm tự hỏi, nếu như mình đột nhiên gặp phải công kích hung mãnh như thế thì lấy công phu của cô không hoàn toàn có thể ứng phó được. Nhưng biện pháp đảm bảo an toàn nhất chính là lùi về phía sau tránh né đòn công kích sắc nhọn của đối phương, chờ có cơ hội sẽ phản kích lại. Tuy nhiên Tân Lâm cũng biết, Tân Lâm là Tân Lâm, còn Tiêu Phàm là Tiêu Phàm. Đối với đòn tấn công sắc bén của Yến Tây Lâu, Tiêu Phàm tựa hồ sớm có chuẩn bị, tay phải đang đưa lên phía trước thăm dò đã thay đổi góc độ trong nháy mắt, Ngón tay cũng sắc bén như binh khí nhắm thẳng vào huyệt khúc trì trên khuỷu tay của Yến Tây Lâu, tốc độ vô cùng nhanh. Lúc Yến Tây Lâu phát động công kích, cánh tay còn cách mặt Tiêu Phàm một đoạn khắn thì bàn tay của Tiêu Phàm đã cách rất gần cánh tay của hắn, có thể nói là gần trong gang tấc. Nếu như Yến Tây Lâu khăng khăng chộp tới mặt của cậu thì huyệt khúc trì của Yến Tây Lâu sẽ bị Tiêu Phàm điểm trúng trước. Yến Tây Lâu chưa hoàn tất chiêu thức đã nhàn nhã thu móng hổ lại, chuyển sang mạch môn của Tiêu Phàm đồng thời một luồng tiếng xé gió hùng hồn khác lại vang lên tay phải của yến tây lâu cũng dương lên bàn tay chém thẳng vào lồng ngực của tiêu phàm thế nhưng tốc độ của tay phải lại không nhanh trái ngược với tốc độ nhanh chóng từ bàn tay trái của hắn động tác nhanh đến mức khiến cho người ta hoa cả mắt một trưởng bằng tay phải này có vẻ quá chậm nhưng lại phát ra sức mạnh kinh người ngay cả tân lâm đang đứng cách xa mấy bước cũng có thể cảm nhận được rất rõ ràng mơ hồ có tiếng vang dội như sấm sét ngũ lôi trưởng Tân Lâm thở dài một tiếng. Thất Diệu Cung là một trong những môn phái thần bí trên giang hồ, Tân Lâm lấy tư cách là thánh nữ của Thất Diệu Cung, lúc còn rất nhỏ, nhân lúc cô dỗi rãnh không có luyện công thì các trưởng bối sư môn đã nói cho cô nghe về những chuyện cũ của những môn phái lớn cùng với võ thuật truyền thừa lợi hại cao minh. Ngũ Lôi Trưởng cũng ở trong số đó. Nghe đầu Ngũ Lôi Trưởng là võ công độc môn của một môn phái ở một vùng phía tây nam Miêu Cương, là truyền thừa tồn tại rất lâu rồi, âm dương vẹn toàn, nội ngoại kiêm tu, phát ra một chiêu thì biến đổi nhanh chóng như mưa gió bão táp, sấm sét vang dội, lấy trưởng lực hùng hồn danh chân khắp giang hồ. Mỗi một đệ tử dòng chính nắm giữ ngũ lôi trưởng không xuất hiện trên giang hồ thì thôi, hễ xuất hiện là vang danh khắp bốn phương, thế nào cũng nổi danh thiên hạ. Nhưng mà trưởng bối của thất diệu cung cũng từng nói, từ thời kỳ dân quốc, ngũ lôi trưởng đã biến mất trên giang hồ. Mấy chục năm qua, không còn thấy truyền nhân dòng chính của ngũ lôi trưởng xuất hiện trên giang hồ nữa. Nhưng thật ra thì truyền nhân trường phái chi thứ của Ngũ Lôi trưởng thỉnh thoảng vẫn có hiện thân trên giang hồ. Ví như Hồng Sa trưởng cũng coi như là dòng thứ của Ngũ Lôi trưởng, chủ yếu chính là cương mãnh, tu luyện trường pháp ngoại môn cũng thừa hưởng được tinh hoa của Ngũ Lôi trưởng, nhưng so với võ công nội môn vẫn còn kém xa. Theo không kịp nội công, không đạt tới cực dương âm sinh, cảnh giới cương nhu hài hòa, cuối cùng so với Ngũ Lôi trưởng chính tông vẫn có chỗ không bằng, kém cỏi hơn nhiều nhưng cô chưa từng nghĩ đến mình có thể lần nữa nhìn thấy ngũ lôi trưởng ở một nơi thôn giã hẻo lánh này. Đương nhiên Tân Lâm chỉ đứng ở ngoài quan sát thôi, không có trực tiếp đánh nhau với Yến Tây Lâu. Sự hiểu biết của cô về ngũ lôi trưởng cũng chỉ trong phạm vi nghe các trưởng bối sư môn đề cập đến một chút thôi, cô vẫn không thể khẳng định chiêu thức mà Yến Tây Lâu sử dụng có phải là công phu ngũ lôi trưởng thuần chính không. Nhưng từ giây phúc trưởng của Yến Tây Lâu phát ra kinh lực thì cô có thể nhận thấy, trưởng lực mạnh như thế, ngay cả tiêu phàm cũng phải tập trung hóa giải. Nếu như đó chưa phải là truyền thừa ngũ lôi trưởng chính tông, vậy thì thân thủ của đệ tử ngũ lôi trưởng chính tông sẽ đáng sợ đến bực nào chứ? Trong lúc ánh sáng lập lòe, hai ngón giữa trên bàn tay phải của tiêu phàm đã điểm lên cánh tay trái của Yến Tây Lâu, tiếc là đã lệch hướng khỏi huyệt khúc chỉ ba phân, chỉ tiêu trừ được chút lực trên cánh tay trái của Yến Tây Lâu. Ngón tay tiêu phàm lại nhàn nhã chuyển hướng khác, nhắm thẳng vào huyệt đại lăng trên cánh tay phải của Yến Tây Lâu. Dưới ánh trăng mờ ảo này, người bình thường hầu như chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng mơ hồ, đừng nói là nhìn thấy được hành động của đối phương, chỉ sợ ngay cả cánh tay cũng không thấy rõ. Nhưng mỗi lần tiêu phàm nhắm vào huyệt đạo trên cánh tay của Yến Tây Lâu đều không có chút sai sót nào. Nhận thức được vị trí chính xác của huyệt đạo, động tác cực nhanh, khiến cho người khác không thể tin được. Trường lực hùng hồn của ngũ lôi trường thổi mái tóc ngắn của tiêu phàm tung bay trong gió, nhưng lại không mảy may tác động đến tâm tình của tiêu phàm biểu hiện trên mặt của yến tây lâu vẫn đờ đẫn như cũ tay chân cũng đổi ứng rất nhanh mắt hắn thấy chiêu thức của tiêu phàm còn thay đổi nhanh hơn hắn tay phải vừa đẩy đi hơn phân nữa đã lập tức thu hồi lại tay trái vẫn cong cong như lưỡi câu nhanh chóng công kích bên sườn phải của tiêu phàm trong đêm tối mái tóc dài trên thân thể gầy còm của yến tây lâu bay lượn trong gió hai tay vùng vẫy tay trái tay phải tựa như lưỡi câu tấn công tiêu phàm tựa như gió bão vậy Phảng phất như một ma thần từ thời viễn cổ đến thế giới âm u này, hung hãn tựa như một con yêu quái. Trên đỉnh đầu dần dần xuất hiện một đám sương mù, dễ nhận thấy hắn đã huy động hết toàn lực rồi. Tiếng sấm nổ nặng nề hoàn toàn bao phủ lấy Tiêu Phàm. Nhưng mà bất kể Yến Tây Lâu có công kích điên cuồng thế nào thì Tiêu Phàm vẫn đứng vững như bàn thạch, tay trái canh giữ ở trước ngực, tay phải vung vẩy, chẳng khác nào một con dao long ẩn nấp trong trường phong vô tận của Yến Tây Lâu. Nhàn hạ di chuyển qua lại nhanh như tia chớp, hai ngón tay không rời khỏi huyệt đạo trên hai cánh tay của Yến Tây Lâu. Yến Tây Lâu vô cùng kiêng dè hai ngón tay của Tiêu Phàm, lần nào cũng chưa hoàn thành chiêu thức đã phải vội vàng biến đổi thành chiêu thức khác, quyết không thể để cho ngón tay của Tiêu Phàm chạm trúng huyệt vị của mình. Gương mặt của Tân Lâm đã hồi phục lại vẻ lãnh đạm như cũ. Trận đấu sức này, trên thực tế cũng không kéo dài lâu lắm. Có cái gọi là gió thổi không chung hướng mưa rào không chung bổi, yến tây lâu thi triển toàn lực, nội lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao vô cùng nhanh, huống chi hắn cuối cùng cũng là một người bệnh cần chữa trị. Sau một trận công kích điên cuồng, động tác của hắn cuối cùng cũng thoáng chậm lại, trên ngực đã lộ ra một chỗ sơ hở nho nhỏ. Chỗ sơ hở nho nhỏ này vừa lóe lên đã biến mất. Nếu đổi lại là một đối thủ ngang sức phải toàn lực đối ứng với thế tấn công của hắn, thì may ra mới không tóm được, càng không nói đến bắt được điểm sơ hở mà phản công lại nhưng đối thủ của hắn lại là tiêu phàm. Cơ hội chợt xuất hiện, tiêu phàm khẽ la lên một tiếng, hai ngón tay phải kẹp lấy hai tay của Yến Tây Lâu, tay trái vẫn luôn đặt ở trước ngực bỗng nhiên di động, giờ hai ngón tay ra chậm rãi điểm lên huyệt chấm vĩ ở trước ngực của Yến Tây Lâu. Toàn thân Yến Tây Lâu chấn động mạnh một cái, hai cánh tay đột nhiên dừng ở trên không, bắt lấy khoảng không, sau đó vô lực rũ xuống. Yến Đại ca, đắc tội rồi, tôi cũng không có ác ý. Tiêu phàm ấy náy nói, vươn tay phải lên đặt trên mạch của yến tây lâu chấm vĩ huyệt là một huyệt lớn tại nhâm mạch nhâm mạch tản ra toàn bộ nhiệt hội tụ trên cơ thể khi trời nóng ngón tay của tiêu phàm vừa điểm một cái hạo nhiên chính khí trong nháy mắt đã thâm nhập vào bên trong cơ thể của yến tây lâu đối với thân thể của hắn không có tác hại chỉ tạm thời khiến cho thân thể của hắn không thể cử động được thôi yến tây lâu lại yên lặng không di chuyển gương mặt lại đờ đẫn như cũ tiêu phàm tỉ mỉ thăm dò mạch tượng của yến tây lâu khẽ vuốt cằm từ từ lui về phía sau chỉ chốc lát thân thể yến tây lâu lại rung lên một cái tay chân có thể hoạt động trở lại hắn cũng không nhìn tiêu phàm nữa mà chậm rãi đi về phía trước không tiếng động đi ngang qua tân lâm dần dần ẩn náu vào trong bóng đêm mịt mù thế nào tân lâm đi tới nhìn về phương hướng yến tây lâu rời đi thấp giọng hỏi đôi lông mày của tiêu phàm trao lại nói chắc là chúng độc có thể là một loại chứng khí vô cùng lợi hại, e rằng không chỉ một loại. Cửu Thẩm nhất định là bị lây từ hắn nên mới nhiễm bệnh. vậy tại sao Yến Đông Lâu lại không có lây bệnh? Tân Lâm có chút không hiểu. võ nghệ của Yến Tây Lâu cao siêu, nội công uyên thâm, độc trướng bị hắn áp chế ở trong người. tuổi Yến Đông Lâu còn trẻ hơn so với Cửu Thẩm, đang ở thời kỳ tráng kiện, sức đề kháng tương đối mạnh. Cửu Thẩm chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Yến Tây Lâu nên tiếp xúc với hắn nhiều hơn một chút thân thể già dạ yếu, khí huyết cũng suy yếu, nên thẩm ấy bị lây bệnh cũng là bình thường. Tân Lâm gật đầu, nghi ngờ hỏi. Không biết là hắn nhiễm độc ở nơi nào mà lợi hại như vậy? Có biện pháp giúp hắn hay không? Tiêu Phàm trầm ngâm một lúc lâu mới nói. Biện pháp giải độc thì có lẽ là có, nhưng mấu chốt là bây giờ chúng ta không có thời gian. Tân Lâm im lặng. Ngũ lôi trưởng là tuyệt học danh chấn thiên hạ, đúng là danh bất hư truyền tiêu phàm bước chậm chậm đến ngôi nhà gỗ, khẽ thở dài một cái. chương năm 14, người quái dị làm chuyện quái dị ô kê trại nằm ở chân núi ô okay, tên này được đặt theo tên núi. Nhìn từ xa, ô okay sơn thật sự có điểm giống với một con gà trống đang dương cổ lên gáy lúc bình minh, nhưng mà núi non rõ ràng một màu xanh biếc, tại sao lại đặt tên là ô kê? Ô trại là một làng nằm ở phía tây, tương đối xa xăm. Xuất phát từ Tây trại đi chừng mười mấy cây số đường núi là đến, đây mới chính là đường núi chân chính, mặt đường toàn là cát với đá, gồ ghề, khúc khuỷu, thua xa con đường lót xi măng dẫn đến Tây Trại. May mà xe động cơ Jeep của đặng thông thiên mạnh mẽ, gầm xe cũng khá cao, nên bọn họ đi cũng không tốn quá nhiều công sức. Dọc đường đi, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy máy kéo và xe nông dụng chạy bằng dầu diesel, phát ra tiếng xình xịch ồn ào, chốc chốc lại bốc lên khói đen. Có vẻ trái ngược với chốn non xanh nước biết này, có phần phá đi phong cảnh xinh đẹp an bình nơi phố núi một chiếc xe nhỏ lọt vào tầm mắt. Yến Đông Lâu cúi xuống nhìn mấy lễ vật mà mình đích thân chuẩn bị, trong lòng vẫn có chút không yên, nói với Tiêu Phàm. Tiêu Tiên Sinh, tính tình hướng lão có chút quái đản, tôi cũng không biết là mình có thể mời ông ấy hay không. Ngộ nhớ ông ấy nói ra lời gì đó khó nghe thì mong là Tiên Sinh đừng có để trong lòng. Đặng Thông Thiên hừ một tiếng, nói. Cái gì mà tính tình có chút quái đản chứ, lão ta chính là tảng đá trong hầm xí vừa thúi vừa cứng phải ví như vậy mới đúng với lão đầu đó, một lão già 80 tuổi, nhưng tính tình lại thúi như vậy. Nếu như lão ta dám vô lễ với tiêu tiên sinh thì đừng trách anh mắng cái đầu chó của lão. Yến Đông Lâu đành phải cười khổ. Đặng đại ca thật sự có tư cách nói những lời như vậy. Ở những làng xa xung quanh đây mười dặm, có người nào chưa nghe nói về nhân vật lừng lẫy đặng thông thiên chứ? Ngay cả lương huyện trưởng huyện Lý mắc bệnh cũng muốn mời hắn đích thân đến xem bệnh còn tên Chu Khánh Nam ngày thường diễu võ dương oai ở chợ, ngông cuồng tự cao tự đại mà đứng trước mặt đặng đại ca cũng không dám nói lời nào. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, đặng đại ca, chúng ta là đi cầu xin người ta, sao lại mắng chửi người ta được chứ? Này, Tiêu Tiên Sinh à, tại Tiên Sinh không biết đó thôi, người này chính là một tên quái dị, Tiên Sinh càng khách khí với hắn thì hắn càng cảm thấy mình rất tài ba. Yên tâm đi, lần này, bất luận thế nào thì tôi cũng phải mời được lão đầu tử kia." Đặng Thông Thiên tự tin nói. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, nói: "Đặng đại ca, e rằng hôm nay chúng ta không thể gặp được Hướng lão ở trong trại." Đặng Thông Thiên có chút khó hiểu, hỏi: "Vì sao?" "Linh cảm." Đặng Thông Thiên lập tức im lặng, hắn rất kính trọng hiểu biết về võ thuật của Tiêu Phàm, nhưng không có nghĩa hắn sẽ tin vào cái gọi là linh cảm cái này quá mơ hồ. Tuy nhiên hắn cũng sợ mình sẽ làm mất mặt đại ân nhân tiêu phàm, nên hắn không tiện bác bẻ lại, nhưng hắn lấy hành động thực tế để biểu hiện suy nghĩ của mình, trực tiếp lái xe zip vào ô kê trại. Diện tích của ô kê trại nhỏ hơn so với tây trại, chỉ có chừng 20 đến 30 gia đình sinh sống, tập hợp thành một cái thôn nhỏ. Đa số đều là nhà gỗ kiểu cuối cùng với nhà sàn bằng trúc giải rác trong núi lớn xanh um tươi tốt, hoàn toàn khác với mấy chục gia đình sống tụ hợp lại, xung quanh được bao bọc bởi hàng rào như ở tây trại trước đây yến đông lâu đã từng đến ok trái thăm viếng hướng lão đầu muốn lĩnh giáo kỹ xảo câu cá nên hắn đảm nhận nhiệm vụ đi trước dẫn đường mọi người đi đến một căn nhà bằng gỗ kiểu xưa nhưng cửa đã bị khóa chặt trong nhà cũng rất yên tĩnh yến đông lâu ngạc nhiên nói đặng đại ca hướng lão thật sự không ở nhà đặng thông thiên liền đứng gãi gãi đầu linh cảm của tiêu phàm rất chính xác đông lâu em mau đi hỏi người khác xem hắn đã đâu rồi ai Yến Đông Lâu lập tức chạy đến một gia đình khác, cách đó mười mấy thước hỏi thăm. Hắn vừa hỏi thì người đó liền vui vẻ nói cho hắn biết, sáng sớm hướng lão đã sách cần câu đi ra khỏi nhà rồi, cũng không biết là lão đi đến nơi nào câu cá nữa. Tân Lâm hỏi, ông ấy không có người thân khác sao? Yến Đông Lâu lắc lắc đầu, nói, hướng lão là một lão già cô độc, chưa bao giờ nghe lão nhắc đến người thân nào cả. Hèn chi Yến Đông Lâu nói tính tình hắn cổ quái, thì ra là có nguyên nhân thông thường người nào ở trong tình cảnh của lão đầu mà tính tình tốt mới là lạ. Đặng thông thiên nôn nóng, dậm chân một cái, tức giận nói. Cái lão đầu đó sớm không đi câu cá, muộn không đi câu cá, sao cứ khăng khăng đi vào lúc này chứ? Đông lâu, em đi hỏi lần nữa xem lão thường đi đâu câu cá. Tiêu phàm ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này, nhưng ngay cả mặt mũi của hướng lão cũng không thấy được, mặt mũi của đặng thông thiên đã đen như cái đít nổi rồi kết quả là yến đông lâu vừa hỏi thì người hàng xóm kia đã lắc đầu biểu thị hướng lão là một người xuất quỷ nhập thần không ai biết hắn đi nơi nào cả yến đông lâu khó xử nói tiêu tiên sinh tính tình hướng lão là như vậy hắn chưa bao giờ đi đến chỗ có nhiều người để câu cá giống như hồ nước mà có nhiều người đang tắm thì hắn cũng không bao giờ đi nghe nói chu khánh nam đã từng muốn bái hắn làm sư phụ nhưng bị hắn mắng một trận rồi đuổi đi hắn chỉ cùng tôi nói một số chuyện về câu cá thôi từ đó có thể biết được yến đông lâu có một vị trí rất cao trong lòng của vị lão nhân quái đản đó tên chu khánh nam đạt giải ba trong cuộc thi câu cá toàn quốc đến trước mặt lão đầu cũng bị lão mắng té tát tiêu phàm mỉm cười nói nếu như vậy thì chúng ta cứ tùy tiện tìm kiếm chút đi tùy tiện tìm kiếm đặng thông thiên và yến đông lâu nhất thời ngơ ngác nhìn nhau trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ kinh ngạc khó hiểu ok trại này bao lớn chứ tùy tiện tìm có thể tìm được lão sao cho dù vận khí lớn cũng khó mà tìm được tiêu phàm không đợi bọn họ trả lời đã nhấc chân đi về phía trước đứng lặng yên hồi lâu trước căn nhà gỗ của lão đầu lại đi vòng quanh một vòng thấy tiêu phàm như vậy thì đặng thông thiên và yến đông lâu lại quay sang nhìn nhau vẻ nghi hoặc trên mặt bọn họ càng đậm hơn thật không biết tiêu phàm muốn làm gì tiêu phàm đã bắt đầu đi về hướng đông tân lâm theo sát phía sau Hắc Lân lắc lắc cái đuôi rồi đi theo bên chân Tiêu Phàm. Hôm qua, con mèo mun lớn này rất cao hứng, ăn một chầu cá bạc đến no nê, ăn đến miệng dính đầy dầu mỡ, tinh thần phấn chấn. Theo như Đặng Thông Thiên nói, cá bạc là do Yến Đông Lâu câu, bình thường không có dùng tới, chỉ có khách quý đến nhà thì hắn mới đem ra đãi khách, nhưng con mèo mun lớn đó lại ăn nhiều nhất. Mặc dù Đặng Thông Thiên và Yến Đông Lâu không hiểu, nhưng cũng chỉ có thể đi theo sau. Không thể làm chậm trễ hành trình của khách quý được. Bất quá thì cùng Tiêu Phàm và Tân Lâm dạo chơi núi non, giải sầu một chút cũng tốt lắm rồi. Tây trại được xây ở lưng chừng đồi núi, ok trại lại ở chân núi, thung lũng, một dòng suối trong trẻo uốn lượn chảy về phương xa. Toàn bộ đồi núi hầu hết là loại địa hình này, đồi núi kéo dài miên man, khe rãnh tung hoành ngang dọc, giao thông và liên lạc cực kỳ khó khăn. Đây chính là nguyên nhân mà phố núi phía đông nam này luôn là huyện có kinh tế lạc hậu duy chỉ có phong cảnh thiên nhiên non xanh nước biết là hấp dẫn lữ khách không thể nào quên, lưu luyến không muốn quay về. Tiêu phàm men theo con đường nhỏ bên dòng suối, nhìn tốc độ cậu không nhanh không chậm, nhưng Đặng Thông Thiên và Yến Đông Lâu phải bước rất nhanh mới có thể theo kịp. Đặng Thông Thiên đã biết bản lĩnh thật sự của tiêu phàm nên không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng Yến Đông Lâu lại âm thầm chắt lưỡi. Hai vị này là công tử tiểu thư từ thành phố lớn tới, nhưng bản lĩnh không thua kém ai. Nửa giờ sau, mọi người đi đến một thác nước từ xa xa đã thấy một lão đầu gầy còm đang ngồi trên một tảng đá lớn trong tay cầm một cây cần câu đang thả câu ở đó yến đông lâu tức khắc mừng rỡ kêu lên đó chính là hướng lão đặng thông thiên vô cùng ngạc nhiên tùy tiện tìm một chút thật sự đã tìm được rồi thậm chí cả nửa bước lệch đường cũng không có đi thẳng đến nơi này tựa như tiêu phàm đã sớm biết lão đầu ở nơi này câu cá không phải thần kỳ đến như vậy chứ Tiêu tiên sinh, việc này, việc này, tiên sinh có phải là chân thần không? Đặng Thông Thiên nhịn không được lên tiếng, trong mắt mang theo một chút ý tò mò, hắn rất muốn biết làm sao mà Tiêu Phàm biết hướng lão ở nơi này. Tiêu Phàm mỉm cười nói, chỉ là đoán phương hướng, chỉ là chút kỹ xảo nhỏ thôi, cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Đây mà là kỹ xảo nhỏ, cái này phải nói là tài năng to lớn mới đúng. Trong lòng Đặng Thông Thiên âm thầm kinh ngạc nhìn tiêu phàm, trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ kính nể. Hướng lão, hướng lão. Chỉ chốc lát đã tìm được hướng lão đầu, Yến Đông Lâu mừng rỡ như điên, kêu to, chạy nhanh tới, luôn miệng nói. Hướng lão đầu, có thể tìm được lão rồi, hắc hắc, sáng sớm đã đến đây câu cá, xem ra thân thể lão nhân ra còn tốt lắm, vậy mà mọi người cứ nói lão là che già gì chứ. Thằng quỷ, gọi gọi làm gì? Yến Đông Lâu còn chưa có dứt lời thì hướng lão đầu đã bùng nổ, nặng nề đem cần câu đen thui trong tay để trên tảng đá lớn, điên cuồng phun nước miếng về phía Yến Đông Lâu, đôi mắt kỳ quái trừng to như viên ngọc, trong mắt đục ngầu tràn đầy lửa giận. Hướng lão, Yến Đông Lâu giật mình, hoảng sợ lùi về sau một bước. Cậu còn nói nữa, vất vả cả buổi mới thấy cá cắn câu, vậy mà bị cậu phá hư rồi. Hướng lão đầu tức giận dậm chân. Nhìn dáng dấp, lão đầu này khoảng chừng 70 tuổi, vóc người thấp lùn, gầy khô, nhiều nhất cũng chỉ 1 mét 50 toàn thân không có chút thịt, cũng không biết nặng đến 40 kg không. Gương mặt của lão lại càng kỳ quái, con mắt già nua, hai lỗ mũi rất nhỏ, ngũ quan nhét chung một chỗ, dưới cảm có một chùm dâu tựa như dê rừng, tóc lão cũng bạc trắng. Lúc này, dâu tóc đều vỉnh lênh, có vẻ rất phẫn nộ. Diện mạo không cân xứng, thực sự không cách nào nhìn thẳng, khó trách hắn độc thân cả đời, thật sự là không có người phụ nữ nào dám gả cho hắn ngộ nhỡ nửa đêm tỉnh lại thình lình nhìn thấy gương mặt như vậy không chừng sẽ xảy ra án mạng cần câu của hướng lão đầu không tầm thường bây giờ kinh tế phát triển người yêu thích câu cá đều mua sợi thủy tinh và sợ carbon làm dây câu có độ bền cao chịu lực rất tốt lại rất nhẹ là vật liệu mà mọi người thường sử dụng nhưng yến đông lâu vẫn sử dụng cần câu làm bằng trúc hôm qua yến đông lâu đã giới thiệu với tiêu phàm nó được chế thành từ trúc tương phi trước kia chính là cần câu mà ca ca hắn dùng sau khi yến tây lâu phát điên thì cần câu được yến đông lâu sử dụng nghe khẩu khí của yến đông lâu trúc tương phi dùng để chế thành cần câu quả thực rất quý giá lại rất đẹp cả huyện khánh nam này cũng không thấy được mấy cây như vậy mà cần câu của hướng lão đầu lại rất ngắn đen nhánh dài không tới bốn thước độ dày hai đầu bằng nhau tuy một màu đen nhưng rất sáng bóng thực sự không nhìn ra được nó được làm từ chất liệu gì nhưng mà yến đông lâu sùng bái hắn như vậy có lẽ cây cần câu này không phải là vật tầm thường. Đặng thông thiên thấy hướng lão không thèm đếm xỉa tới ba người bọn họ, cứ một mực phát hỏa với Yến Đông Lâu thì nhịn không được, mà bước qua đó, vừa cười lớn vừa nói. Lão đầu, lão hống hách với ai đó, cái sông nhỏ này chỉ rộng khoảng một trượng, nước sâu không tới hai thước, liếc mắt đã nhìn thấy đáy. Chỗ như vậy có thể câu cá sao? Lão nói dốc vừa thôi, mắng chửi cái gì, ai là thằng quỷ hả? Ai dè lão đầu không thèm nể mặt của đặng đại ca chút nào cả, nhàn nhã xoay người, phun một bãi nước bọt lên mặt của đặng thông thiên. chương 55, lão già quái đản. Đặng thông thiên không phải là người ôn hòa mà tính tình hắn rất dễ cáu kỉnh, lại bị lão già xấu xí này chửi mắng một trận, lửa giận đã xông thẳng lên đỉnh đầu, trợn tròn mắt, trên cổ nổi đầy gân xanh, quát lớn. Ông mới là người nói dốc đó, nơi này làm gì có cá. Có giỏi thì ông câu cho lão tử một con xem thử coi. Nếu không phải nể lão già đã cao tuổi, già yếu, vóc người vô cùng gầy, đứng chưa tới nách của mình thì chỉ sợ là Đặng Thông Thiên đã ra tay dạy dỗ lão rồi, cho lão hiểu chút đạo lý làm người. Phụt. Lão già xấu xí không sợ hãi chút nào, xông thẳng đến trước mặt Đặng Thông Thiên, hung hăng phun một bãi nước bọt lên mặt của hắn, hất đầu lên nhìn sang chỗ khác, không thèm để ý tới hắn nữa. Dường như lão nghĩ mình là một cao nhân nếu tranh chấp với loại người hồ đồ như đặng thông thiên chỉ tổ hạ thấp thân phận của lão thôi đặng thông thiên vô cùng tức giận các khớp trên ngón tay đã vang lên tiếng bụp bụp đoán chừng hắn thật sự muốn ra tay rồi một trưởng này của đặng thông thiên có thể đánh lão giả xấu xí không hiểu chuyện này bay qua bên kia sông yến đông lâu quả thực rất sợ đặng thông thiên tức giận lên sẽ ra tay đánh hướng lão hai người thực sự không cùng một cấp bậc chỉ cần đặng thông thiên chìa một ngón tay út ra cũng có thể nghiền nát hướng lão Nghĩ thế, hắn vội vàng chạy đến ngăn giữa hai người, lắp bắp nói. Đặng đại ca à, ở đây, trong nước này có cá, có kỳ nhông. Cái gì? Đặng thông thiên nhất thời sững sờ. Yến Đông Lâu rất chắc chắn, gật đầu với đặng thông thiên một cái, nói. Đặng đại ca, sông nhỏ này thông với rất nhiều sông ngầm, có kỳ nhông. Hướng lão tức khắc, hư, một tiếng, sắc mặt đã trở nên dễ nhìn một chút dù sao thì yến đông lâu cũng là một cao thủ câu cá hướng lão đầu đã bắt đầu nhìn hắn với cặp mắt khác xưa hừ cái nơi quỷ quái này cũng có kỳ nhông sao anh không tin đặng thông thiên vẫn còn cãi bướng nhưng giọng nói của hắn đã nhỏ hơn rất nhiều gân xanh trên cổ đã lặng mất một mực cúi đầu đi qua quan sát cái sông nhỏ muốn tìm bóng dáng của kỳ nhông thật ra đặng thông thiên cũng biết đến danh tiếng của hướng lão đầu trong giới câu cá hơn nữa hắn càng tin tưởng tài nghệ của yến đông lâu cho nên hắn nói như vậy chỉ là tìm cho mình một cái bậc thang để leo xuống, bảo toàn thể diện mà thôi. Tuy tính tình của Đặng Thông Thiên rất nóng nảy, nhưng hắn tuyệt đối không phải là một người không biết lý lẽ. Tiêu phàm làm như là không nghe thấy hai người bọn họ cãi vả, chỉ đứng yên lặng nhìn sắc trời, lại xem xét địa thế bốn phía, tay phải không ngừng thi triển bí quyết, nhẩm tính phương hướng, hơi ngạc nhiên, nói. Mọi vật đều có tương sinh tương khắc, lão tiên sinh chọn phương hướng cũng rất có ý tứ căn cứ theo 12 địa chi cùng với bát quái phục hy để đoán thì nơi đây chính là phương hướng của Long Mạch, hướng Tây Bắc là quẻ khảm, như vậy thì giờ dần tiêu biểu cho quẻ Can, câu cá chính là quẻ cấn, giờ thân câu Trấn vị, giờ dậu câu ly vị. Giờ là giờ thìn, lão tiên sinh nên đổi hướng câu cá, vô cùng vừa vặn. Hướng lão vốn ngạo mạn, nhìn đời bằng một con mắt, đối với người nào cũng chỉ có một biểu hiện duy nhất là xem thường, nhưng khi nghe tiêu phàm nói xong lời đó thì toàn thân lão run lên một cái, mỉm cười, một đôi mắt kỳ quái ngay tức khắc quét lên người Tiêu Phàm, mặt mày lão tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi cũng hiểu về câu cá sao? Ừ, xem ngươi bên trong ẩn chứa tinh hoa, hai mắt thông minh, là một người bình tĩnh. Có lẽ là một người có bản lĩnh. Tiêu Phàm mỉm cười, nói: "Lão tiên sinh, ở phương diện câu cá, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi, chẳng qua chỉ hiểu chút thôi diễn bát quái thôi." Hồ đồ nói lung tung, múa rìu trước mắt thợ, mong là lão tiên sinh không để trong lòng ừ còn trẻ tuổi đã có bản lĩnh vậy rồi lại khiêm tốn nhã nhận nữa đúng là một mầm tốt thế nào cậu muốn học câu cá không ta sẽ dạy cho cậu đặng thông thiên hừ một tiếng đương nhiên là chế nhạo lão già xấu xí không biết trời cao đất rộng tiêu phàm là dạng người nào chứ sao có thể học cái thứ câu cá chó má của lão già quái đản xấu xí như lão ta được chứ yến đông lâu lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc hắn đã tới thăm hỏi hướng lão không chỉ một lần chỉ là học hỏi kinh nghiệm câu cá, nhưng hướng lão lúc nào cũng tỏ ra khó gần, chỉ khi Yến Đông Lâu nói cái gì đó không đúng thì lão mới lười biếng đáp lại một hai câu thôi, Yến Đông Lâu đã quen với cách cư xử đó của hướng lão. Nhiều năm như vậy, tài nghệ câu cá của Yến Đông Lâu đột nhiên tăng vượt bậc, chưa chắc kém hơn lão bao nhiêu, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn kính sợ lão, cảm giác này chưa từng mất đi. Tuy vậy, nhưng hướng lão chưa bao giờ nói qua muốn thu nhận Yến Đông Lâu làm đệ tử ai dè hôm nay lão mới gặp tiêu phàm lần đầu tiên mới nói với nhau mấy câu mà hướng lão đã muốn thu tiêu phàm làm đồ đệ rồi hướng lão không thèm quan tâm đến biểu hiện kinh ngạc của đặng thông thiên cùng với yến đông lâu chỉ là lão đã nhắm chúng tiêu phàm rồi đôi mắt đục ngầu của lão vô cùng mong đợi tựa như đã nhặt được một bảo bối gì đó thậm chí còn lo được lo mất sợ rằng tiêu phàm không đồng ý thái độ hiện giờ quả thực khác xa với thái độ đối với đặng thông thiên và yến đông lâu lúc trước có cái gọi là danh sư xuất cao đồ, từ xưa đến nay, danh sư và cao đồ luôn là một loại lựa chọn có quan hệ song song. Đồ đệ tất nhiên phải gặp được danh sư mới có thể học được toàn thân tuyệt kỹ, danh sư cũng giống vậy, phải thu nhận được đồ đệ giỏi mới có thể đem tuyệt học của mình truyền lại đời sau một cách hoàn chỉnh, phát dương quang đại. Xưa kia, lúc Tiêu Phàm gần 6 tuổi, lần đầu chỉ thủy sư tổ nhìn thấy cậu, ánh mắt của ông cũng là luyến tiếc không muốn rời như vậy, nhất quyết phải thu nhận Tiêu Phàm làm đệ tử bế quan của mình chẳng những ông đã đem tuyệt học cả đời của mình truyền tất cả cho tiêu phàm, mà không do dự đem chức vị trưởng môn truyền cho tiêu phàm, gửi gắm rất nhiều hy vọng với tiêu phàm. Bây giờ, hướng lão cũng vừa nhìn thấy tiêu phàm đã vội vàng hét lên muốn thu cậu làm đồ đệ, thật sự không biết là tiêu phàm nên biểu hiện vui mừng khôn xiếc hay là cười khổ đây. Lão tiên sinh à, rất nhiều người xem câu cá chỉ là một thú vui nhỏ, lúc nào rảnh rỗi không có việc mới đem ra tiêu khiển mà thôi. Thật ra thì câu cá cũng là đạo, cũng bác đại tinh thâm, vô cùng thần kỳ huyền ảo. Hai ngày trước, tôi vừa mới thấy qua một cao thủ câu cá. Tiêu phàm không có trực tiếp trả lời hướng lão, chỉ mỉm cười đem trọng tâm câu chuyện lái sang một hướng khác, không hề lộ ra chút kẻ hở nào. Mấy năm nay, tuy tiêu phàm chỉ một lòng nghiên cứu vô cực đại đạo, nhưng thật ra cậu cũng không phải là một con mọt sách, không hiểu cách đối nhân xử thế. Ngược lại, vô cực môn rất xem trọng chuyện đời. Thử nghĩ xem tướng thuật phong thủy, tử vi bói toán, y thuật châm cứu, có cái nào không cần kinh nghiệm thực tế chứ. Mấy thứ này không thể đọc thuộc lào lào như đọc kinh thư điển cổ, tự mình trốn trong mật thất thôi diễn là có thể đạt đến cảnh giới cực cao được. Cho nên hàng năm, tiêu phàm đều sẽ dành một khoảng thời gian đi ra bên ngoài, du lịch thế gian, tự mình nhìn quan sát thế giới. Tiêu gia là một gia tộc lớn nhất đẳng hào môn, đương nhiên gia quy rất nghiêm khắc. Tiêu phàm từng tình cờ nói chuyện phím với trưởng bối tiêu gia, các trưởng bối đều ca ngợi người khác, nói lan man, nhưng thật ra chỉ có ba phần là tán dốc thôi, bảy phần còn lại chính mình phải tự hiểu. Nói làng sang chuyện khác không lộ chút dấu vết, nhưng mà kiến thức cơ bản thì chỉ có nhiêu đó mà thôi. Ô, cậu gặp qua cao thủ câu cá, là ai? Hướng lão cảm thấy rất hứng thú, lập tức hỏi. Nói đến kỹ xảo thì loại lão đầu sống nơi rừng núi này làm sao có thể là đối thủ của tiêu phàm được chứ? Tiêu phàm nghiêm túc, nói chính là người đứng thứ ba trong cuộc thi câu cá toàn phố núi, quán quân câu cá ở huyện Khánh Nam Chu Khánh Nam, Chu Sở Trường. Lão tiên sinh à, Chu Sở Trường chắc là cao thủ lợi hại nhất huyện Khánh Nam phải không ạ? À? Yến Đông Lâu nghẹn họng nhìn chằm chằm tiêu phàm, không biết vì sao tiêu phàm đột nhiên lại nhắc tới Chu Khánh Nam, hơn nữa còn không chút khiêm tốn tôn hắn lên làm cao thủ lợi hại nhất huyện Khánh Nam nữa chứ. Ngài ấy không phải biết rất rõ tài nghệ của Chu Khánh Nam hay sao? Đặng thông thiên âm thầm buồn cười ra cát lượng đấu với lão già quái đản nơi rừng núi. Quả nhiên, với tính tình của hướng lão không thể nhẫn nhịn chờ nghe xong câu cuối cùng của tiêu phàm đã lập tức phun một bãi nước bọt, nói: "Phi, ta còn tưởng cậu nói ai chứ, hóa ra là cái tên chu khánh nam. Cái thằng quát con dở hơi đó không đáng sách giày cho ta nữa. Không đúng không đúng, ngay cả tư cách sách giày cho tiểu yến tử cũng không xứng. Ngay cả một câu nói mà lão tử còn lười biếng nói với hắn." chỉ bằng hắn mà cũng tự xưng là cao thủ. Hắn mà là quán quân cuộc tranh tài chó má gì chứ? Chỉ là trận đấu nhỏ, nếu như tiểu yến tử mà tham gia thì quán quân còn đến lượt hắn sao? Yến Đông Lâu bất ngờ, gương mặt đen nhẻm nhất thời phồng lên đỏ bừng, vừa giận vừa trợn mắt nhìn hướng lão, chỉ là không thể nổi giận thôi. Yến Đông Lâu hắn đường đường là thân nam nhi, cao bảy thước, tuổi đã ngoài 30, lại bị người khác luôn miệng kêu là tiểu yến tử, làm sao hắn có thể chịu nổi chứ? Hoàn châu các các sao. Vẫn còn bộ 1, bộ 2, bộ 3. Đặng Thông Thiên bật cười ha ha, chỉ cảm thấy lão già này tuy bề ngoài vô cùng xấu xí, tính tình thì thúi hơn tảng đá trong hầm xí, duy chỉ có lúc này mới nghe được lão nói mấy câu tiếng người. Tiêu Phàm giả vờ cảm thấy kỳ lạ, nói: "Lão tiên sinh à, không phải thế đâu, Chu Khánh Nam đã chính thức tham gia tranh tài mà, hơn nữa còn nhận được sự công nhận của tất cả chuyên gia." Chuyên gia gì? bọn họ mà biết câu cá cái rắm đó tưởng rằng người nào biết câu cá thì người đó chính là quán quân sao hướng lão đã bị tiêu phàm chọc tức con người trừng to bộ dáng lão như là một con sơn dương sắp nhào tới cậu vậy chẳng lẽ không đúng sao đương nhiên không phải như vậy vùng này có một loại cá vô cùng hiếm thấy gọi là xá lợi linh ngư là sau khi phật tổ niết bàn thì biến thành xá lợi loài cá này sống trường thọ nhiều nhất cũng chỉ dài hai tấc nặng không bằng một đồng tiền mỗi năm chỉ ăn một lần. Nếu căn cứ theo trọng lượng mà tính thì trong hồ nước có một con cá chấm nặng hơn mười mấy cân, cho dù cậu có câu một trăm con xá lợi linh ngư cũng không bằng trọng lượng của một con cá chấm. Chẳng lẽ câu cá chấm dễ hơn xá lợi linh ngư sao? Nói cho cậu biết, cậu bảo Chu Khánh Nam câu một con xá lợi linh ngư cho ta xem. Cho dù hắn có luyện một trăm năm cũng không câu được. Khắp huyện Khánh Nam này, hơn mấy chục vạn người, trừ ta chỉ có tiểu yến tử đôi mắt kỳ quái của hướng lão trừng to tức giận mà nói yến đông lâu không thể kiềm được kháng cự nói hướng lão ta tên là yến đông lâu không phải là cái gì cái gì tiểu yến tử tên này thật khó nghe đặng thông thiên lần nữa cười ha ha tiếng cười vang vọng khắp không gian ngay cả tân lâm vẫn một mực đứng bên cạnh theo dõi cũng không nhịn được mà mỉm cười lúc rảnh rỗi không luyện công tân lâm cũng có xem tiểu thuyết xem phim trên tv không phải loại người không biết khói lửa. Bất kỳ môn phái nào trên giang hồ muốn trường thịnh không suy yếu thì phải, nhập thế phải đi rèn luyện khắp giang hồ. Tân Lâm cũng như vậy, một chút cũng không tách rời khỏi xã hội. Cô cũng có xem Hoàn Châu các các. Hướng lão không thèm để ý đến Yến Đông lâu, cánh tay khô gầy vung lên, nói: Có quan hệ gì chứ? Yến Đông lâu cũng tốt, Tiểu Yến tử cũng tốt, chỉ là một cái tên thôi. Giống như Hướng lão ta người ta còn gọi ta là người quái dị đó có cái gì đâu ta đã nói với cậu rồi tiểu yến tử cậu còn chưa đủ bình tĩnh muốn giỏi hơn thì phải nuôi dưỡng sự bình tĩnh tốt hơn nữa mới được lão già quái đản này cũng nói ra được mấy câu thành ngữ nữa chứ có thể thấy được lão cũng đọc qua không ít sách cũng không phải là một lão già nhà quê không có tri thức chẳng qua tính nết lão cũng nóng như lửa động một chút là nổi giận chửi mắng điên cuồng phun nước miếng vào mặt người khác lại ở chỗ này giáo huấn kinh nghiệm, bình tĩnh, cho Yến Đông lâu chưa đủ, đúng là không biết ngượng mà. Audio điện tử võ tấn bền chương 56, đạo câu cá có 5 cảnh giới Lúc này, Yến Đông lâu không có kêu la nữa mà trái lại trên mặt biểu hiện vẻ trầm tư. Đến đây, đến đây, chàng trai trẻ, hôm nay cậu đến nơi này, coi như là có duyên, chúng ta cùng nhau nói về cảnh giới câu cá đi. Hướng lão nói xong lại đi về ghế nhỏ ngồi xuống. Vóc người lão vốn đã lùn, lúc đứng nói chuyện phải ngẩng đầu lên, bởi vậy khi lão ngồi xuống quả thực giống hệt một đứa bé, khăng khăng giữ bộ dáng nghiêm chỉnh, làm dáng điệu như một cao nhân vậy. Ngay cả đặng thông thiên vốn không có chút hảo cảm với lão cũng thu hồi vẻ khinh thường. Không nói đến cái khác, chỉ nói đến đạo câu cá, lão gia hỏa này thật sự có vài phần bản lĩnh. Nếu đã là người câu cá thì ngồi nghe một số kinh nghiệm, tâm đắc của lão cũng không có cái gì là xấu. Lão đầu xấu xí ngồi ở đó, ngẩng đầu lên, tựa như một con sơn dương vỉnh mặt, nói. Chàng trai trẻ, cậu có biết câu cá tổng cộng có 5 cảnh giới không? Xin chỉ bảo, tiêu phàm khách khí nói. Tầng thứ nhất gọi là đạo điếu, chính là vào thời điểm không có người trông coi, lẻn vào ao nuôi cá của gia đình người ta câu trộm mấy con cá, hành động này không khác gì với kẻ trộm cả. Đây chính là cảnh giới thấp nhất căn bản chưa có nhập môn câu cá. Tầng thứ hai gọi là bình điếu, có thể câu được cá ở nơi có nhiều cá thì cũng xem như là đã nhập môn, có chút ít bản lĩnh. Nhưng ở những nơi ít cá, có lẽ gặp phải thời tiết xấu, hoặc có thể do tâm tình không tốt mà không có thu hoạch gì. Ta đã gặp qua trường hợp này rồi, phần lớn người câu cá đều thuộc cảnh giới này, nhưng bọn họ chẳng qua chỉ xem câu cá như một loại thú tiêu khiển, giống như cậu vừa mới nói khi công việc áp lực thì rủ vài người bạn cùng đi câu cá, thắng cũng vui mà thua cũng vui vẻ. Đặng thông thiên kìm lòng không đặng gật đầu một cái, hắn thấy câu cá chính là như thế, vốn chỉ để giải trí, cần chi phải nghiên cứu sâu xa làm gì. Về phần câu trộm ao cá của nhà người ta chính là thủ đoạn bẩn thỉu, đặng thông thiên hắn đương nhiên khinh thường hành động như thế rồi. Tầng thứ ba gọi là chính điếu, nhắc mới nói, trình độ này cũng xem như là khá lắm rồi, chú trọng dụng cụ câu cá, nơi câu, thích đi đến những nơi có bầu không khí trong lành, thoáng đáng để buông cần câu, có vài phần tập trung, kinh nghiệm cũng tương đối phong phú. Ở nhiều nơi, cho dù thời tiết xấu, cũng câu được không ít cá. Chu Khánh Nam cũng xem như là ở cảnh giới điếu câu, những cuộc thi câu cá hiện nay cũng thuộc cảnh giới điếu câu, địa điểm được chọn cũng có nhiều cá. Hướng lão nói, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Đặng thông thiên nhịn không được, mở miệng nói. Hướng lão đầu, cuộc thi câu cá của người ta được tổ chức cho người khác đến xem, muốn mọi người đều vui vẻ, đương nhiên phải được tổ chức ở nơi có nhiều cá rồi, chẳng lẽ lại đến nơi hoang dã này tranh tài sao? Có quỷ mới đến xem. Hướng lão trừng mắt với đặng thông thiên, lạnh lùng cười, nói. Ai cho bọn chúng đến xem chứ? Người thực sự yêu thích câu cá sẽ chọn nơi thanh tịnh, tự mình tận hưởng thú vui câu cá. Một đống người bu xem, ồn ào, còn có thể câu cá cái rắm gì? Người không hiểu câu cá, đừng có trỏ mồm vào. Đặng thông thiên lại bị lão chặn nghẹn học. Thế nhưng nghe lão đầu nói tới cái gì là điếu câu, bình câu, chính câu, quả thực lý lẽ rất rõ ràng mạch lạc, nghe cũng rất có lý, nên đặng thông thiên cũng không thể bác bẻ được gì. Tầng thứ tư gọi là đạo điếu, chính là đắc đạo thành tiên, không phải là đạo trộm cắp. Đến loại cảnh giới này sẽ không quan tâm đến dụng cụ tốt hay xấu, cũng không quan tâm đến cá nhiều hay ít. Chọn những nơi không ai câu cá, câu những con cá quý hiếm, người ta câu không được nhưng chúng ta câu được nghe giọng điệu của lão lão này tự nhận mình thuộc cảnh giới thứ tư mặc dù đặng thông thiên vừa mới bị lão của trách nhưng hắn vẫn hỏi chen vào như vậy hiện tại có mấy người đạt tới cái loại cảnh giới đạo điếu đó lão xem như là một người yến đông lâu có được tính hay không hướng lão liếc nhìn yến đông lâu một cái nói mấy năm trước tiểu tiến tử vẫn chưa đạt tới nhưng mấy năm nay cậu ta tiến bộ rất nhanh miễn cưỡng cũng xem như bước chân vào cảnh giới này nhưng mà nếu cậu ấy muốn luyện đến đại thành tiến xa hơn một bước thì cậu ta cần phải đi chặng đường rất dài tiểu yến tử cần câu của cậu làm bằng trúc tương phi phải không chính là cần câu mà trước kia ca ca cậu đã dùng khi đó ta vốn nhìn thấy hắn rất có mộ tính vốn thành tựu ngày sau rất hứa hẹn đáng tiếc yến đông lâu nghe hướng lão nhắc tới yến tây lâu thì trên mặt hắn có chút khổ sở nói đúng vậy tôi chính là theo anh ấy nhập môn câu cá anh ấy rất thích câu cá nhưng lại càng thích vào núi hái thuốc hướng lão cười cười nói loại bản lĩnh này rất khó cầu vô tâm vô tính nhưng có thể thành công câu cá rất coi trọng mộ tính mộ tính của cậu cũng có thể xem là rất tốt nhưng mà so với anh của cậu thì còn kém chút còn so với chàng trai trẻ này phải nói là cậu còn kém xa chàng trai trẻ à nếu như cậu muốn theo ta học câu cá thì ta đảm bảo không tới mấy năm, cậu có thể đi vào cảnh giới đạo điếu, cậu thấy sao? Nói xong, lão lại bắt đầu dụ dỗ tiêu phàm. Tiêu phàm mỉm cười, nói. Lão tiên sinh, lão vừa nói câu cá tổng cộng chia làm năm cảnh giới, đạo điếu là tầng thứ tư, không biết trên đạo điếu là cảnh giới gì. Tiêu phàm lại dùng chiêu, khéo léo kéo trạch hướng câu hỏi. Vẻ mặt của hướng lão nhất thời đông cứng, không còn vẻ cao cao tại thượng nữa, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên một tầng ánh sáng. Nói đến cảnh giới trên đạo điếu có lẽ là ma điếu. Đến cảnh giới này mới là cao thủ chân chính, hai mắt trời ban thông suốt, chỉ liếc mắt một cái có thể nhìn thấy đáy sông, vừa thấy cá, chỉ cần dùng ngón tay chỉ một cái có thể mang cá lên bờ, vô cùng thần kỳ. Đặng thông thiên nói, chỉ tay có thể mang cá lên bờ sao, có thật sự lợi hại như vậy không chứ, điếu thần và ma điếu có gì khác, người nào lợi hại hơn thần ma không phân biệt cao thấp, điếu thần và ma điếu đều là cảnh giới cao nhất của đạo câu cá. Thật sự rất khó kết luận người nào cao người nào thấp. Mặc dù nói, nhập Phật dễ dàng, nhập ma giới tương đối khó khăn, nhưng ma điên cuồng, thần thông minh, sáng suốt. Điên cuồng đấu với thông minh quả thực khó nói trước kết quả được. Hướng lão gật gù đắc ý nói, vươn tay vuốt bộ dâu tựa như sơn dương của mình, dáng vẻ như cao nhân tinh thông tất cả. Những lời này khiến cho đám người nghe đến đầu óc mơ hồ, thật không ngờ câu cá còn có đạo lý huyền ảo như vậy, bọn họ đã thay đổi cách nhìn nhận đối hướng lão, không ngờ lão đầu tính tình nóng này, hay phát cáo này lại biết nhiều như vậy. Tân Lâm nhẹ giọng hỏi, lão tiên sinh, vậy vùng này có xuất hiện cao thủ điếu thần hay là ma thần không? Nếu đã lặn lội đi cầu cao nhân câu giúp Ngọc Giao thì dĩ nhiên phải đảm bảo tìm được cao thủ ra tay mới chắc chắn thành công. Hướng lão liên tục lắc đầu, nói. Không, không có, ít nhất là ta chưa từng gặp được người như vậy. Muốn trở thành điếu thần hay là ma điếu chẳng những phải có mộ tính cực cao mà còn phải có cơ duyên, bái được danh sư chỉ điểm cho bí quyết. Hai thứ thiếu một cũng không được, điếu thần hay là ma điếu chân chính, một trăm năm cũng chưa chắc xuất hiện một người. Hướng lão than thở nói, gương mặt trở nên ngẩn ngơ, có lẽ lão cũng rất ngưỡng mộ cao thủ tuyệt đỉnh có phong thái như thế. Đáng tiếc là bất kỳ một nghề nghiệp nào, muốn trở thành ma hay thần đều không phải là chuyện dễ dàng. Tiêu Phàm nói. Nói vậy thì lão tiên sinh chính là cao thủ câu cá giỏi nhất trong vòng trăm dặm quanh đây phải không? Không biết lão tiên sinh có từng câu qua Ngọc Giao không? Ngọc Giao. Hai mắt hướng lão tức khắc trợn to, chợt đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, hỏi. Cậu muốn câu Ngọc Giao? Đúng vậy lão tiên sinh, có một bệnh nhân cần có não Ngọc Giao làm thuốc. Cậu là thầy lang. Tiêu Phàm khẽ cười, nói. Có thể coi là như vậy. Yến Đông Lâu vội vàng nói. Hướng lão, tiêu tiên sinh là một bác sĩ đông y rất lợi hại. Khí huyết đặng đại ca nóng hừng hực chính là do tiêu tiên sinh trị hết. Tiêu tiên sinh cũng kê cho mẹ tôi một toa thuốc. Hướng lão liếc đặng thông thiên một cái, lại quay sang tiêu phàm, nói. Chàng trai trẻ quả thực có thiên phú hơn người, ngộ tính cực cao, bất kể là học y hay là câu cá đều sẽ đạt được thành tựu rất cao. Lão cũng tin tưởng cậu là một thầy lang giỏi, nhưng mà lão không thể tùy tiện giúp cậu câu ngọc sao được. Tiêu phàm mỉm cười. Thật ra lão già này đang thả câu, đoán chừng đang muốn thừa dịp đặt ra điều kiện gì đó. Lão già này nói những điều vô cùng thần kỳ về câu cá, có lẽ khắp huyện Khánh Nam này, người có năng lực câu ngọc sao chỉ có lão cùng với Yến Đông Lâu. Căn cứ theo những gì lão vừa mới nói, Yến Đông Lâu chỉ vừa mới bước vào cảnh giới đạo điếu, chắc chắn so với lão có tranh lệch không nhỏ lão đó thật sự là người câu cá giỏi nhất ở huyện Khánh Nam. Chỉ cần lão điều kiện mà lão nói ra không quá đáng thì đương nhiên tiêu phàm sẽ không cự tuyệt. Ngọc sao chính là loài cá được ghi chép trong sách cổ, thực ra nó chính là kỳ nhông thân thể trong suốt sống trong sông ngầm. Ở nơi này, chúng tôi gọi là tuyết hoa hoa, nó không phải là kỳ nhông chân chính, tuy nhiên nếu là sinh vật sống trong nước, trong tên lại có một chữ cá, có thể miễn cưỡng xem là một loài cá. Tuyết hoa hoa không phải là không thể câu, nhưng có thể câu được thay không thì ta không có nắm chắc như vậy đi chàng trai trẻ à ta sẽ đáp ứng cậu đích thân ra tay một lần nếu như câu không được thì ta không có gì để nói nhưng ngộ nhỡ vận khí tốt câu được thì ta cũng không cần thù lao gì chỉ cần cậu bái ta làm thầy ta sẽ đem kinh nghiệm cùng với tâm đắc cả đời truyền cho cậu hướng lão thận trọng nói tân lâm hỏi vì sao nhất định phải bắt anh ấy bái sư chứ hướng lão đầu trịnh trọng trả lời không vì cái gì cả chỉ là có người kế thừa tâm huyết cả đời thôi. Vừa rồi ta cũng đã nói, đạo câu cá rất coi trọng mộ tính, chàng thanh niên này có mộ tính cực kỳ cao, nhất định có thể nắm được tất cả những gì ta dạy, nói không chừng còn có thể giỏi hơn ta. Ta đã già rồi, chẳng sống được mấy năm nữa. Đời này, nếu như muốn tiến bộ hơn, muốn đạt được thành tựu điếu thần, tuyệt đối không còn hy vọng nữa rồi. Hy vọng này chỉ có thể trông cậy vào những người trẻ tuổi thôi. Mà muốn tìm một đồ đệ giỏi không phải dễ dàng đã vài thập niên rồi ngay cả một người trẻ tuổi có chút hy vọng cũng chưa từng gặp hôm nay chính mắt ta thấy một người có khả năng như vậy bảo ta bỏ qua ta thật sự không cam lòng hướng lão vừa nói trên gương mặt già nua lộ ra vẻ cô đơn hiu quạnh đặng thông thiên cười nói hướng lão đầu ta xem lão đừng có hy vọng nữa tiêu tiên sinh là người nào chứ lại học câu cá với lão sao lão biết cậu ấy có bao nhiêu chuyện bận bịu không nếu như lão đồng ý giúp đỡ thì ta nhất định không để cho lão thiệt thòi. Đôi mắt kỳ quái của hướng lão nhẹ chuyển động một cái, đang muốn châm biếm lại Đặng Thông Thiên thì Tiêu Phàm mỉm cười nói: "Lão tiên sinh à, ta đồng ý." "Hả?" Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, trợn to hai mắt nhìn Tiêu Phàm. "Nhưng mà ta có chuyện nói trước với lão tiên sinh, cho dù lão có giúp được tôi câu ngọc sao thì tôi cũng không thể đáp ứng lão ngay được, tôi có chuyện lớn phải làm." chờ khi tôi làm xong rồi tôi nhất định sẽ trở về khánh nam học câu cá với lão tiêu phàm chậm rãi nói vẻ mặt vô cùng nghiêm túc không có chút nào như đang làm bộ được thoải mái một lời đã định hướng lão vỗ đùi lớn tiếng nói dáng vẻ vô cùng hưng phấn chương năm mươi đầm nước sâu lạnh lẽo dưới thác nước hai ngọn núi cao sừng sững thác nước từ giữa hai ngọn núi đổ xuống tựa như một con rồng màu bạc đang bay lượt tiếng nước chảy ầm vang, cảnh tượng hùng vĩ từ xa xa nhìn lại khiến người ta không tự kiềm chế được sự vui vẻ thoải mái trong lòng. Tân Lâm không nhịn được nói khẽ, phong cảnh nơi này thật là đẹp, gần giống với thất diệu khung của chúng tôi. Trong lời nói mang theo một chút vẻ u sầu, có thể thấy được cô đang nhớ nhà. Hai người sớm chiều ở chung với nhau đã ba năm, những chuyện có liên quan đến vô cực môn. Chỉ cần Tân Lâm mở miệng hỏi thì Tiêu Phàm đều thản nhiên trả lời, rất ít khi che giấu chuyện gì. Thậm chí Tân Lâm không hỏi thì thỉnh thoảng lúc nói chuyện phím, Tiêu Phàm cũng sẽ nói trước chuyện cho cô nghe. Ngược lại, Tân Lâm rất ít khi nhắc tới chuyện của Thất Diệu cung. Tuy nhiên Tân Lâm cũng giống như Tiêu Phàm, chỉ cần Tiêu Phàm hỏi thì Tân Lâm đều nói cho hắn biết. Duy chỉ có tổng đàn của Thất Diệu cung cuối cùng ở nơi nào thì Tân Lâm không bao giờ nhắc tới. Mà Tiêu Phàm cũng không hỏi. Theo thực tế mà nói, quan hệ của thất diệu cung cùng với vô cực môn vô cùng phức tạp, mơ hồ mang theo ý thủ địch, nhưng lại luôn dây dưa không rõ ràng. Tân Lâm lấy tư cách thánh nữ đương thời của thất diệu cung lại bị chỉ thủy sư tổ xem thành tiền đặt cược, mà mang trở về cũng đủ kỳ lạ rồi. Tân Lâm cũng từng tiết lộ sơ sơ qua, thất diệu cung cùng với vô cực môn dây dưa đấu đá hơn mấy trăm ngàn năm, gần như chẳng bao giờ thắng nổi một lần. Bởi vậy khi đối mặt với trưởng giáo chân nhân đời thứ 64 của vô cực môn, thánh nữ của thất diệu cung rẻ dặt một chút cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu phàm thấp giọng nói. Nếu như em muốn trở về thì quay trở về xem một chút đi. Tân Lâm lắc lắc đầu. Cô muốn quay trở về xem một chút, nhưng thời điểm bây giờ rõ ràng là không thích hợp. Tiêu phàm cùng với tiêu gia đều gặp phải khảo nghiệm vô cùng nghiêm trọng liên quan đến sống chết. Đây là một đội ngũ nhỏ gồm bốn người hướng lão đầu gầy còm đi phía trước, trong tay lão cầm một cây cần câu ngắn đen xì, bên hông lão đeo một cái hổ lô, cũng không biết bên trong chứa cái gì. Yến Đông Lâu theo sát phía sau, vẫn mang theo cây cần câu làm bằng trúc tương phi, mà ca ca hắn Yến Tây Lâu đã dùng trước đó, lưng mang theo một cái túi thật to, trên túi viết năm chữ màu đỏ, thật lớn vì nhân dân phục vụ. Tiêu Phàm nhìn thấy loại đồ cổ lỗi thời in dòng chữ, vì nhân dân phục vụ, thì cậu có chút cảm giác thân thiết. Lúc còn học tiểu học, loại túi đeo vai này chính là cặp đựng sách của cậu, luôn luôn ở bên cậu suốt 5 năm. Khi đó, nền tảng của bậc tiểu học đều tương tự với câu, vì nhân dân phục vụ. Bốn người họ cùng đi với nhau, Đặng Thông Thiên không có đi theo. Hướng lão đầu kiên quyết không chịu để cho Đặng Thông Thiên đứng quan sát. Căn cứ theo lời hướng lão nói, khắp người Đặng Thông Thiên chứa đầy khí nóng này, sốc nổi, hoàn toàn không hợp với ý cảnh của người câu cá có người như thế đi theo thì lão không có cách nào câu được con cá kia. Trong lòng Đặng Thông Thiên hung hăng hỏi thăm 18 đời tổ tông, họ hàng thân thuộc không tồn tại của hướng lão vô số lần, nhưng hắn cũng chỉ có thể khuất phục dưới thanh đao của lão đầu thôi. Bởi vì lão mới chính là vua câu cá, còn Đặng Thông Thiên thì không phải. Hôm nay đã là ngày thứ hai. Hướng lão đầu nói muốn câu được tuyết hoa hoa không phải là chuyện dễ dàng như vậy, cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng về phần phải chuẩn bị cái gì thì chỉ có mình lão biết thôi. Tiêu Phàm vẫn chưa phải là đệ tử nhập thất của lão, nên đương nhiên hướng lão chắc chắn sẽ không tùy tiện tiết lộ những việc cơ mật thâm sâu này rồi. Đám người chậm rãi đến gần, chỉ thấy dưới thác nước có một cái hồ rất sâu. Diện tích của cái hồ này không nhỏ, ước chừng khoảng một mẫu. Ngoại trừ thác nước đang tuông xuống, bọt nước bắn tung tóe thì chung quanh là một mảnh yên tĩnh, hồ nước màu xanh thẳm, sâu không thấy đáy. Chỗ thác nước này cùng với Tây Trại và OK trại tạo thành vị thế hình tam giác, bất luận xuất phát từ Tây Trại hay từ OK trại đều cần đi khoảng 2 canh giờ, khoảng cách chừng hơn 10 cây số. Vừa đến gần hồ nước, không khí rét lạnh phả vào mặt, khiến cho người ta dùng mình một cái. Yến Đông Lâu lập tức giải thích: "Tiêu Tiên Sinh, Tân cô nương, đầm nước này thông với sông ngầm, phía sau thác nước chính là một cái sông ngầm. Mùa đông thì nước sông ấm áp, mùa hạ thì nước sông rất mát mẻ." nếu đến đây vào mùa đông thì có thể cảm nhận được nước trong đầm vô cùng ấm áp. Tiêu phàm gật đầu, hèn chi nước trong đầm nhìn qua có màu xanh thẳm, minh mông, trái ngược với dòng nước chảy xiếc, lượng nước không hề ít. Thì ra không chỉ có thác nước chảy xuống mà nước từ sông ngầm cũng chảy vào đây. Sách cổ có ghi chép, ngọc dao nấp trong sông ngầm dưới lòng đất, thỉnh thoảng sẽ bơi ra đầm sâu để kiếm ăn, thật ra những gì miêu tả trong sách giống như in với cảnh tượng trước mắt. Nơi này là nơi mà hướng lão đầu dẫn đám người đến, có thể thấy lão hết sức quen thuộc với tập tính sinh hoạt của Ngọc Giao. Yến Đông Lâu từng nói hắn đã từng thử câu Ngọc Giao một lần, nhưng không biết là trước đó, hướng lão đầu có từng câu được Ngọc Giao hay chưa. Cho dù trước đây từng câu được tuyết hoa hoa, không có nghĩa là hôm nay cũng nhất định sẽ câu được, nhưng ít nhất cũng có thể xem là có kinh nghiệm. Chẳng qua bản thân hướng lão đầu không nói, người khác cũng không tiện hỏi cho dù có hỏi thì chưa chắc lão già tính tình cổ quái này sẽ trả lời. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của hướng lão đầu, ít nhiều có vài phần nắm chắc. Hướng lão đầu đi tới cạnh đầm nước, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn sắc trời, ánh mặt trời màu vàng mới vừa xuyên thấu qua tầng mây. Sau khi nhìn sắc trời xong thì hướng lão đầu lại bắt đầu đi loanh quanh đầm nước, bước chân lão rất kỳ quái tựa như dẫm lên cái gì đó, miệng thì lẩm bẩm. Tiêu phàm vừa nhìn loại bước chân này thì liền biết hướng lão đang dẫm lên bát quái phương vị. Xem ra kiến thức của Hướng lão đầu quả thực là không tầm thường, giống như chính lão nói, câu cá cũng là một loại đạo, quả nhiên là bát đại tinh thâm, không đơn giản như người ngoài nghề tưởng tượng. Chốc lát sau, Hướng lão đầu đã chọn xong phương hướng, bắt đầu ngồi xuống một tảng đá khá cao bên hồ, vươn tay cầm lấy cái hồ lô vắt bên hông, mở nắp ra, ngửa đầu uống một ngụm. Ngay sau đó liền nghe một tiếng phốc, hướng về phía mặt nước mà phun một ngụm, cũng không biết chất lỏng trong hồ lô là chất gì, thoáng ngửi thấy mùi rượu liên tục phun ba ngủ, sau đó hướng lão đầu mới đóng chặt nắp hồ lô lại. dù bận tối mắt mà vẫn ung dung gắn mồi câu, đem dây câu bỏ vào nước. yến đông lâu nhìn thấy hết thầy thì có chút ngây người, trên mặt xuất hiện vẻ hổ thẹn, khẽ nói: tiêu tiên sinh à, tôi cũng biết nhìn sắc trời, nhưng dựa theo bát quái phương vị thì tôi không biết, tôi thật sự không biết. tiêu phàm mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: đông lâu à. Tục ngữ có câu yêu ta ít lợn gõ iota ít phần đuôi tất cả đều có phương pháp câu cá cũng như vậy thiên biến vạn hóa không có quy định cụ thể anh cứ dựa theo phương pháp của mình mà câu là được rồi từ trước đến nay người có thành tựu cao nhất ở mỗi ngành nghề đều có phương pháp đặc biệt của mình tuyệt đối không phải chỉ đơn giản học tập người đi trước là có thể đạt đến cảnh giới cao được thành công có thể sao chép nhưng vị trí đứng đầu lại không có biện pháp để sao chép yến đông lâu gật đầu nói tuyết hoa hoa thích ăn cá bạc, muốn câu được tuyết hoa hoa thì phải lấy cá bạc làm mồi nhử. Trước tiên tôi phải câu cá bạc mới được. Vừa nghe đến hai chữ cá bạc thì mèo môn lớn lập tức kêu lên hai tiếng, meo meo, có vẻ rất hưng phấn, tựa như nó có thể nghe hiểu được hai chữ này. Tân Lâm không nhịn được cười, trừng mắt với Hắc Lân một cái, nói. Nhìn ngươi tham ăn kìa. Thật ra cô rất yêu mến con mèo môn lớn này, nhưng mà con mèo môn lớn này lại thích giả bộ ở trước mặt cô, bình thường luôn làm bộ, đẹp trai kiêu ngạo, cô lại không thể làm gì được nó. Mèo muôn lớn không giống với những con mèo bình thường, Yến Đông Lâu cũng nhìn thấy biểu hiện của nó, vội vàng mỉm cười nói. Đợi một lát tao câu cho mày một con. Mèo muôn lớn lại kêu, mèo meo, dường như rất hài lòng với câu trả lời của Yến Đông Lâu. Lúc này, Yến Đông Lâu mới híp hai mắt lại, bắt đầu tỉ mỉ quan sát đầm nước. Sau đó, hắn đi thẳng đến tảng đá lớn, tháo cần câu làm bằng trúc tương phi xuống, mắc mồi câu, đem dây câu bỏ vào trong nước. Tiếp đó từ trong túi đeo lấy ra một cái nệm bằng vải bông, để trên tảng đá rồi ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống tảng đá thì gương mặt hay xấu hổ của hắn dường như cũng thay đổi, trở nên trầm tĩnh hơn, chăm chú nhìn vào đầm nước. Lại nhìn hướng lão đang ngồi bên kia, lúc này lão lại càng giống như một vị tăng sư ngồi thiền, cả người như hòa làm một thể với tảng đá, không thể phân biệt được đâu là lão, đâu là tảng đá diện tích đầm nước khoảng một mẫu, hai bên bờ lởm chởm đá, dòng nước chạy dài xa xăm. Tiêu phàm ngẩng đầu nhìn sắc trời, tay phải khẽ bấm một quẻ, âm thầm tính toán, trong lòng đã biết trước, sau đó cậu cũng đi đến một tảng đá cách đó không xa, khoanh chân ngồi xuống. Cậu không cần ghế gỗ, cũng không cần nệm vải bông, cứ như vậy mà ngồi xuống tảng đá, trong nháy mắt giống như hướng lão vậy, hòa làm một thể với tảng đá. Thực ra thì hướng lão đầu bên kia vẫn luôn chú ý tới động tác của tiêu phàm, sau khi thấy tư thế đó của Tiêu Phàm thì Âm Thầm gật đầu. Người này quả nhiên rất có tuệ căn, tùy tiện ngồi xuống như vậy, liền hòa hợp với cảnh vật, lập tức dung nhập với thiên địa. Chính là người sở hữu định tính, rất thích hợp với đạo câu cá. Cộng thêm Tiêu Phàm tinh thông thôi diễn bát quái phương vị, hướng lão đầu lại càng vui mừng, âm thầm quyết định phải thu nhận Tiêu Phàm làm đệ tử cho bằng được, sau đó đem tuyệt học cả đời của lão truyền cho cậu. Có lẽ chỉ cần vài năm sau, tiêu phàm có thể trở thành một vị điếu thần chân chính rồi đấy chứ trời xanh an bài ai có thể nói trước được kết quả chứ tân lâm vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh tiêu phàm chẳng nói câu nào loại tình huống cổ quái này mà để cho thanh niên khác thấy được thì chắc chắn khó có thể lý giải được cô nam quả nữ sớm chiều ở chung với nhau cứ lẳng lặng ngây ngô như vậy biết đâu ngày kế cũng không nói chuyện với nhau một câu đây mà gọi là yêu đương gì chứ một ngạt chết thôi đối với tiêu phàm và tân lâm mà nói, tình huống này đã trở thành thói quen. Bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ thế nào. Con mèo muôn lớn vốn luôn lười biếng, chẳng có chút tinh thần, bộ dáng như nhìn thấu tất cả sự vật trên thế gian, giờ đây biểu hiện không giống trước, cư nhiên lại không đi theo bên cạnh tiêu phàm mà ngược lại leo lên tảng đá lớn mà Yến Đông Lâu đang ngồi, lặng lặng nằm bên cạnh hắn, một đôi mắt mèo mở to, hành động giống hệt như Yến Đông Lâu, nhìn chằm chằm vào mặt nước hai mắt nó sáng ngời thỉnh thoảng chia ra cái lưỡi màu hồng liếm liếm miệng nhìn bộ dáng của nó rất tham ăn cũng không thể trách nó hai ngày nay nó đã ăn rất nhiều cá bạc phơi khô quả thực khẩu vị ăn uống của hắc lân đã nâng lên một bậc hôm nay nếu như nó có thể ăn được cá bạc tươi sống ở đầm sâu thì mùi vị chắc chắn càng tươi ngon hơn nhiều thỉnh thoảng trọng thức ăn hơn bạn bè như thế này cũng là chuyện bình thường trước khi buông cần câu hành động của hướng lão rất thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng thật ra lão cũng giống như Yến Đông Lâu, trước tiên phải câu cá bạc. Ước chừng một tiếng đồng hồ sau, Yến Đông Lâu vốn đang ngồi yên lặng bỗng thẳng người, cổ tay cầm cần câu trúc tương phi chợt run lên, dưới mặt nước chuyển đến âm thanh tựa như tiếng cười khúc khích. Một con cá bạc trắng toát đang cố gắng vẫy vẫy đuôi, nhảy từ đầm nước lên, vẽ nên một đường vong cung duyên dáng trong không trung, bay thẳng đến tảng đá lớn không đợi Yến Đông Lâu chia tay ra bắt lấy thì con mèo muôn lớn vẫn luôn nằm bên cạnh hắn chợt nhảy lên, nhào thẳng qua, tựa như xét đánh, tốc độ vô cùng nhanh. chương 58, tinh linh trong nước. Vừa nhìn thấy màn này, hướng lão đầu đang ngồi trên tảng đá khác bỗng hừ một tiếng, tỏ vẻ không hài lòng. Lão cho rằng Yến Đông Lâu quả thực không làm việc đàng hoàng. Tuyết hoa hoa ở trong nước là tinh linh nhạy cảm như thế nào chứ, nếu trên bờ xuất hiện mùi máu tanh, lại có một con mèo mun lớn nuốt cá bạc trước đám đông như thế, để cho tuyết hoa hoa cảm nhận được thì làm sao nó còn có thể cắn câu chứ. Hơn nữa hướng lão đầu cũng cảm thấy con mèo mun lớn quả thực không giống những con mèo bình thường khác, không chỉ to lớn mập mạp, mấu chốt là trên người nó tỏa ra khí tức yêu quái kỳ dị, khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Đây tuyệt đối là một con mèo mun thông linh. Mèo mun lớn tựa hồ đã nhận ra sự bất mãn của hướng lão đầu, nhàn nhã phun con cá bạc trong miệng ra, dùng chân trước mập mạp nhấn nhấn mạnh lên, hít mắt, vươn răng nanh sắc nhọn nhìn về phía hướng lão. Ngay sau đó ngậm con cá bạc đang liều mạng giấy ruộng, trong nháy mắt đã rời khỏi tảng đá yến đông lâu đang ngồi, chạy đến một chỗ rất xa đầm nước sâu, từ từ hưởng thụ. Chốc lát sau, hướng lão đầu cũng câu được một con cá bạc béo mập. Lão kéo cá bạc lên khỏi mặt nước, để nó treo lơ lưỡng ở giữa không chung, quan sát một cách rất cẩn thận. Hướng lão gật đầu một cái, tỏ vẻ rất hài lòng. Sau đó lại đem con cá thả trở lại trong nước, mặc cho con cá bạc này có dãy rựa thế nào thì lão cũng không thèm để ý tới. Lão đã quyết định dùng con cá bạc này làm mồi nhử, chờ Tuyết Oa hoa cắn câu. Tân Lâm cảm thấy có chút kỳ lạ, nhỏ giọng hỏi: "Tuyết Oa hoa trưởng thành lớn bao nhiêu?" Tiêu Phàm đáp: "Căn cứ theo những gì ghi chép trong sách cổ thì ngọc sao trưởng thành dài khoảng 3 đến 4 thước, nặng 7 đến 8 chục cân." Chuẩn mực đo lường thời cổ đại có chút khác biệt với hiện nay chuyển đổi theo đơn vị đo hiện tại thì kích thước nó chắc dài xấp xỉ một thước, nặng trên dưới 60 cân. Đương nhiên mỗi con sẽ có sự khác biệt, số liệu sẽ có chút sai số. Vậy lão ta dùng lưới câu nhỏ dùng để câu cá bạc có thể câu được tuyết hoa hoa nặng như vậy sao? Tân Lâm không thấy hướng lão đầu đổi lưới câu, cũng không thấy lão đổi dây câu. Tiêu phàm mỉm cười, nói. Ở mặt này, bọn họ mới là người nhà nghề, chúng ta ngồi chờ là được rồi mỗi nghề nghiệp đều có kỹ thuật chuyên môn riêng. Từ trước đến nay, Tiêu Phàm luôn tin tưởng vào câu này. Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Yến Đông Lâu lại câu được con cá bạc to lớn thứ hai. Tuy nhiên phương pháp của Yến Đông Lâu và hướng lão đầu không giống nhau. Sau khi Yến Đông Lâu câu xong cá bạc thì để cá ở trên bờ, đổi dây câu và lưỡi câu, móc lưỡi câu vào miệng cá bạc rồi bỏ trở lại trong nước. Thung lũng lại khôi phục vẻ yên tĩnh lần thứ hai chỉ có thác nước chảy nện vào mặt nước phát ra tiếng ào ào thôi bốn người tựa như bốn pho tượng ngồi vững vàng trên ba tảng đá không hề nhúc nhích chỉ có hướng lão đầu thỉnh thoảng sẽ cầm lấy cái hổ lô treo ở bên hông lên uống hai hớp cũng không biết là rượu hay là nước nữa dù sao thì người lớn tuổi thân thể không thể so sánh với thanh niên được chốc chốc phải bổ sung một chút thể lực mặt trời dần dần lên đến đỉnh đầu đã đến giữa trưa cũng may là tiết trời đã là mùa thu Nơi này lại ở trong núi lớn nên không có nóng bức, ngược lại trong người rất ấm áp, cho người ta một cảm giác rất thoải mái. Mèo Mun lớn đã sớm ăn xong cá bạc, quay trở lại nằm cạnh chân Tiêu Phàm, thỉnh thoảng liếm liếm miệng, dường như rất mãn nguyện. Cả hai người đều dùng cá bạc sống làm mồi nhử, chúng nó đã sớm vùng vẫy đến không còn sức lực, chỉ chậm rãi bơi lội trong nước, nhưng khó có thể kéo nổi cần câu. Hướng lão đầu và Yến Đông lâu đều như núi nhỏ bất động. Là Tuyết Hoa Hoa Yến Đông Lâu không nhịn được kêu lên thành tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc nhiên. Tuy rằng cái đầu hình bầu dục đó chỉ nhô lên mặt nước trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, chỉ như sao xẹt trong phút chốc thôi. Nhưng Yến Đông Lâu vừa nhìn đã biết đó chắc chắn là tuyết hoa hoa. Tinh linh trong nước này cuối cùng đã lộ diện rồi. Tuy nơi nó xuất hiện cũng trong đầm sâu nhưng lại cách xa chỗ hướng lão đầu và Yến Đông Lâu, dường như nó không hề có dấu hiệu muốn cắn câu hướng lão đầu vẫn ngồi vững tựa bàn thạch như trước, không hề có chút tiếng động nào cả. Ngược lại cá bạc vốn đã không còn sức lực bỗng nhiên lại hoạt động mạch, liều mạng bơi lội trong nước, giống như là đang né tránh ôn thần hay quái thú gì đó vậy. Kỳ nhông thông thường vốn là loài động vật ăn thịt, tính nết hung mãnh. Lấy côn trùng, cá tôm, ba ba, ếch, rắn, chuột làm thức ăn, thậm chí còn có thể bắt những loài chim săn mồi dưới nước nữa. Tuyết hoa hoa này chính là loài biến dị của kỳ nhông bình thường, nhưng có lẽ thói quen ăn uống của nó cũng giống nhau. Cá bạc chính là mỹ vị. Tiêu Phàm cùng với Tân Lâm vốn ngồi bất động cũng đưa mắt nhìn sang. Cây cần câu đen xỉ vốn được hướng lão đầu cầm chắc ở trong tay, bỗng thòng xuống mặt nước. Hướng lão đầu vốn đang bất động, rốt cuộc cũng đứng dậy, kéo cần câu với tốc độ cực nhanh, kéo con cá bạc đang ở trong nước lên bờ. Cây cần câu ngắn đen nhánh thoáng xuất hiện dấu hiệu bị kéo cong. Mắc câu trọng lượng của cá bạc tuyệt đối không thể đem cây cần câu to ngắn này kéo cong được. Cây cần câu rõ ràng chịu sức nặng hơn chục cân. Đến lúc này, tất cả lực chú ý đều bị cần câu cùng với dây câu hấp dẫn, người nào cũng nín thở không dám phát ra tiếng động, nhìn chằm chằm vào mặt nước, muốn xem lúc tuyết hoa hoa nổi trên mặt nước có hình dáng ra sao. May là hướng lão đầu trước sau như một vẫn bình tĩnh như thường. Một ông lão tinh thần khỏe mạnh, dáng dấp tựa cao nhân gió thổi không động như hướng lão cũng bắt đầu khẩn trương, hai tay cầm chắc cần câu, không ngừng kéo kéo, muốn làm tiêu hao sức lực của tuyết hoa hoa. Tuyết hoa hoa nặng đến mấy chục cân, ở trong nước lại có sức mạnh kinh người hơn. Hướng lão đầu biết bản thân mình nặng chưa tới 80 cân, so với trọng lượng của tuyết hoa hoa chênh lệch không xa, tuổi cũng hơn thất tuần, gầy còm, nếu cứ hao tổn sức lực như thế này nữa thì không biết được bên nào sẽ giành được phần thắng. Tân Lâm thấp giọng nói, có cần đến đó giúp ông ấy hay không? Tiêu Phàm lắc đầu, nói. Không cần, câu cá coi trọng trình độ điêu luyện, cùng với lực đạo mạnh yếu. Lúc này dù chúng ta qua đó cũng không giúp được gì. Đúng vào lúc này, hướng lão đầu cảm thấy sức mạnh từ cần câu truyền tới đã có chút giảm, chợt hét lớn. Lên! Hai tay dùng sức đến nỗi run bần bật cả lên, cố gắng nâng cần câu lên, chỉ thấy một con kỳ nhông màu trắng thật lớn đang cắn con cá bạc ngân kia, cả hai bị kéo lên mặt nước cùng một lúc. Con kỳ nhông đó dài chừng 6 đến 7 thước, khắp người nửa trong suốt, cắn chặt cá bạc, cái đuôi dài đang vũng vẫy trong nước. Không tốt, hướng lão đầu thấy tình hình như thế thì hét to một tiếng, mặt mày biến sắc, tràn đầy vẻ kinh hãi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cái miệng rộng của tuyết hoa hoa ra sức cắn chặt, đem thân thể của cá bạc cắn nứt đoạn, máu văng khắp nơi, một tiếng, tỏm, vang lên, tuyết hoa hoa lại rơi trở lại trong nước hướng lão đầu kinh ngạc nhìn nửa con cá bạc đang treo lơ lửng trên lưới câu, mặt mày lúc xanh lúc trắng, cắn răng nghiến lợi mắng. Không ngờ thứ này giảo hoạt như thế. Nước trong đầm sâu thăm thẳm, không nhìn thấy đáy, mắt cảm giác thấy tuyết hoa hoa đã nuốt cá bạc vào bụng rồi, không ngờ nó lại cắn đứt nửa con cá bạc, tranh cao thấp với hướng lão đầu. Dường như nó đã nhìn ra được, dụng tâm hiểm ác của hướng lão nên nó không chịu đem cả con cá bạc nuốt vào bụng. Cuối cùng ngay lúc cá bạc treo lơ lửng trên không trung, mượn sức của hướng lão cùng với trọng lượng cơ thể mà đem thân thể con cá bạc xé thành hai khúc. Chốc lát sau, đầu tuyết hoa hoa lại nổi lên mặt nước, nửa đoạn cá bạc trong miệng nó đã bị ăn sạch sẽ, hướng về phía hướng lão đầu mà kêu hai tiếng, chít chít, dương dương đắc ý vẫy vẫy đuôi, rồi chui vào trong nước, biến mất không thấy bóng dáng. Bị một con súc sinh trong nước coi thường như thế, hướng lão đầu tức đế muốn ói máu. Yến Đông Lâu cũng đứng chết lặng, không ngờ tuyết hoa hoa lại xảo quyệt tới mức đó. Tuyết hoa hoa giống như con mèo muôn lớn mà tiêu phàm nuôi kia, cũng là loài vật có linh tính vậy. Sự kinh ngạc trên mặt Yến Đông Lâu vẫn chưa biến mất thì cần câu bên đó của hắn cũng có động tính, cá bạc móc trên lưới câu bỗng nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, dáng vẻ của nó dường như rất lo sợ. Ngay sau đó, mặt nước xuất hiện sống lưng nửa trong suốt của tuyết hoa hoa, tựa như đang trên đùa cá bạc đang bị móc trên lưới câu kia, liên tục bơi vòng quanh cá bạc, nhưng lại không hề mở miệng. Đừng câu, thứ này đã luyện thành tinh rồi đấy, cẩn thận coi chừng nó cắn đứt dây câu của cậu đấy. Hướng lão đầu đứng sững sờ nửa buổi, mới hung hăng đem nửa con cá bạc trên lưới câu gỡ xuống, mạnh mẽ ném vào trong nước, nổi giận đùng đùng hét lên. Câu cá đã một đời, nhưng lão chưa từng mất mặt như hôm nay. Yến Đông Lâu không quan tâm, chừng to mắt, cắn chặt răng, hay tay nắm chặt cần câu trúc tương phi, nhìn chằm chằm con cá đang bơi lội vòng quanh trong nước, tựa như một con yêu quái đang thăm dò thức ăn chán bất chi bất giác ướt đẫm mồ hôi nhưng yến đông lâu lại dường như không hề có cảm giác hướng lão đầu đã thu hồi dây câu ném cần câu đen nhánh sang một bên mở nắp hồ lô mang bên hông rót từng ngụm ngụm vào cổ họng lại thở dài lão chỉ cảm thấy vô cùng bực bội nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà nhìn sang yến đông lâu biết đâu vận khí của yến đông lâu lại tốt hơn lão thì sao lão biết yến đông lâu đã đổi lưới câu dây câu to hơn, đây chính là điểm chứng tỏ Yến Đông Lâu cẩn thận hơn so với lão. Nếu lần này tuyết hoa hoa lại dở mánh cũ, muốn cắn nứt nửa con cá bạc thì nó sẽ bị mắc lừa. Yến Đông Lâu còn cẩn thận lấy những bộ phận trên thân thể cá bạc giấu kín lưới câu đi. Sau khi chơi đùa một hồi, con tuyết hoa hoa đó dường như đã bắt đầu chán nản, chợt mở miệng rộng ra, hung hăng cắn dây câu phía trước cá bạc. Mau kéo lên, hướng lão đầu quát chói tai. Con tuyết hoa hoa này quả nhiên đúng như lão đoán, nó muốn cắn đứt dây câu. Hàm răng của tuyết hoa hoa trắng tinh lại sắc bén, cắn đứt dây câu cũng không phải là chuyện khó khăn với nó. Thừa dịp tuyết hoa hoa đang cắn dây câu, nhanh chóng kéo lên, có thể mượn tác dụng của quán tính, có thể kéo tuyết hoa hoa lên bờ cũng chưa biết chừng. Tuyết hoa hoa là động vật vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước, coi như kéo được nó lên bờ, cũng chưa chắc không thể chạy thoát. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm và Tân Lâm đều ở đây, một khi tuyết hoa hoa lên bờ mà muốn chạy thoát, thì sợ rằng không dễ dàng như vậy đâu. Hai tay Yến Đông Lâu nắm chặt cần câu, ngay lúc tuyết hoa hoa đang cắn dây câu, hai tay hắn chợt dương lên cao. Cần câu Trúc Tương Phi đã bị kéo cong thành một cây cung, sau đó lại bắn ra thẳng tắp. Lực quán tính mạnh mẽ quả nhiên kéo con tuyết hoa hoa xảo quyệt lên khỏi mặt nước, vẽ thành một đường vòng cung thật đẹp trên không trung, lấy tốc độ cực nhanh bay lên tảng đá. Tốt! Hướng lão đầu không nhịn được quát lớn tiếng thế nhưng rõ ràng là tiếng hoan hô này phát ra còn quá sớm. Tùm, tuyết hoa hoa lại lần nữa rơi xuống nước, Yến Đông Lâu chỉ cảm thấy sức lực cực mạnh đang cùng rằng co với mình đột nhiên biến mất. Nhất thời đứng không vững, quăng mông, ngã ngồi trên tảng đá. Cần câu chống không, dây câu đã bị tuyết hoa hoa cắn đứt, cá bạc treo trên lưới câu cũng biến mất không thấy bóng dáng. Tuyết hoa hoa lại lần nữa nổi lên mặt nước, hướng tới vị trí Yến Đông Lâu kêu lên hai tiếng, chít chít, quấy đuổi trong nước, nước văng tung tóe, sau đó chui vào trong mặt nước, không bao giờ lộ diện nữa. Yến Đông lâu ngơ ngác nhìn đoạn dây câu bị cắn đứt, sững sờ hồi lâu nói không ra tiếng. Nhưng mà Tiêu Phàm lại không có nhìn hắn, cũng không nhìn chằm chằm vào đầm nước nữa, mà nghiêng đầu nhìn về con đường núi mà lúc trước bọn họ đã đi tới. Trên đường núi, một thân ảnh cực kỳ gầy còm đang xông về phía bên này, với tốc độ nhanh như sấm chớp. Tóc hắn rất dài, tung bay trong gió núi tựa như một lá cờ màu đen vậy. Yến Đông Lâu nhìn theo ánh mắt của Tiêu Phàm, phút chốc há to miệng, không thể ngờ người ấy lại đến. Chương 59: Ma điếu tái thế. Yến Tây Lâu. Bóng đen đang từ trên đường núi vội vàng chạy đến đây chính là người ca ca điên loạn của Yến Đông Lâu Yến Tây Lâu. Giờ phút này, Yến Tây Lâu không còn mang dáng dấp chậm chạp ngày thường nữa, mà chạy với tốc độ rất nhanh. Cho Yến Đông Lâu một cảm giác ngay cả xe jeep của Đặng Thông Thiên cũng không bằng. Tại sao Yến Tây Lâu lại chạy đến đây? Hắn làm sao có thể chạy nhanh như vậy? Không đợi Yến Đông lâu lấy lại tinh thần thì Yến Tây Lâu đã chạy đến đến trước mắt, vẻ mặt hắn vẫn đần độn như trước, nhưng trong mắt lại giống như có tinh quang lóe lên, tóc đen bay phất phơ trong gió, làm cho thân hình vốn cực kỳ gầy còm của Yến Tây Lâu nhìn qua có chút phong thái quỷ dị. "Ca à, anh, sao anh lại tới đây? Anh đã khỏe rồi sao?" Suốt cuộc Yến Đông Lâu cũng từ trong cây S.I.O. sở tổ độ hồi phục trở lại, tức khắc mừng rỡ như điên mà kêu lên. Bất chấp nơi xương sống chuyển đến cảm giác đau nhức như kim châm muối sát, mà cố gắng đứng lên. Yến Tây Lâu không thèm đếm xỉa đến, tốc độ chạy cũng không có giảm xuống chút nào, mượn quán tính từ tốc độ chạy cực nhanh mà nhảy lên tảng đá chỗ Yến Đông Lâu như như dẫm trên đất bằng vậy. Lúc này, hắn mới dừng bước, cũng không thèm nhìn Yến Đông Lâu, hai mắt gắt gao nhìn trên mặt nước. Giờ phút này, đầm sâu đã không phục lại vẻ yên lặng, nhìn không nhìn ra có nửa điểm bất thường nào. Đoán chừng con tuyết hoa hoa kiêu ngạo kia đã lặn xuống đáy đầm từ lâu, đi hưởng dụng bữa ăn cá bạc vừa mới giành được. Kỳ nhông thông thường giống như cá xấu vậy, không thể nhai nuốt thức ăn, mà giống như những con thú khác sau khi đem con mồi cắn chết thì nuốt trọn vào bụng, rồi chậm rãi tiêu hóa. Nếu như săn được con mồi có kích thước lớn thì sẽ xé từng miếng thịt xuống rồi nuốt vào tuyết hoa hoa này thuộc loại kỳ nhung biến dị, không biết ngoại trừ ra thịt trong suốt đó ra thì những phương diện khác có xuất hiện điểm khác thường nào nữa không? Nhưng bất kể thế nào thì con tuyết hoa hoa hôm nay là một tồn tại vô cùng khác thường, dường như nó vô cùng có linh tính, đoán chừng muốn câu được nó là một chuyện không có khả năng. Nhưng mà bây giờ, Yến Đông lâu đâu còn tâm trạng đi quan tâm đến kỳ nhông gì chứ? Chợt vươn tay bắt lấy cánh tay của Yến Tây Lâu, vội vàng kêu lên. Ca à! anh đã khỏe lại rồi đúng hay không? Anh nói chuyện đi, có phải hay không? Yến Tây Lâu vẫn không thèm đếm xỉa đến, vung cánh tay lên, hất Yến Đông Lâu ra. Sau đó lập tức khom lưng, cầm cần câu làm bằng trúc tương phi bị Yến Đông Lâu vứt trên tảng đá lên. Đây vốn là cần câu của hắn, vù. Yến Tây Lâu khua cần câu trúc tương phi trong tay, vung đến phía trước một cái, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Chuyện khiến người khác trợn mắt há mồm lại phát sinh lần nữa, cần câu trúc tương phi vậy mà có thể kéo dài ra, không chỉ kéo ra một đoạn, mà kéo thêm mấy đoạn mới ngừng. Rất nhiều cần câu được sản xuất bằng công nghiệp hóa, đều rỗng ruột, được giáp thành từ những đoạn ngắn, có thể co giãn. Nhưng Yến Đông Lâu đã dùng cần câu trúc tương phi này 10 năm, hắn vẫn luôn cho rằng cần câu này đặc ruột, không ngờ nó cũng là loại rỗng ruột, có thể co giãn. Nhưng mà từ tiếng xé gió do động tác vùng vẫy cần câu có thể nghe được, cái hất này của Yến Tây Lâu mang theo sức lực mạnh thế nào. Yến Đông lâu chưa từng tập võ, bất kể thế nào cũng không thể phát ra sức mạnh kinh người như thế được. Từ xa xa nhìn lại, cần câu trúc tương phi đó đã biến thành một cây lao rất dài. Chót đầu cực nhỏ, dường như rất sắc bén. Yến Tây lâu cầm cây lao trong tay, nhảy từ trên tảng đá cao hơn hai thước xuống, tiếp đất vô cùng vững vàng, hơn nữa còn không hề phát ra tiếng động nào. Hướng lão đầu và đều trợn mắt, líu lưỡi đứng nhìn, nhìn đến ngây dại. Đêm hôm đó, Tiêu Phàm và Tân Lâm đã sớm diện kiến thân thủ cực mạnh của Yến Tây Lâu, đương nhiên sẽ không hề sợ hãi. Nhưng trong mắt Tiêu Phàm thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, cậu đã từng bắt mạch cho Yến Tây Lâu, xác định Yến Tây Lâu chúng độc rất lợi hại, quả thực tinh thần hắn đã mơ hồ rồi. Nếu như thần chí Yến Tây Lâu tỉnh táo thì buổi tối đó, Tiêu Phàm sợ là khó có thể đứng bất động, dùng một tay đã chế ngự được hắn như vậy. Ngũ Lôi Trưởng là tuyệt học thiên hạ đệ nhất, thực sự không dễ đối phó như vậy. Không ngờ Yến Tây Lâu lại đuổi tới nơi này, mặc dù thần sắc hắn vẫn ngây dại, nhưng từ động tác của Yến Tây Lâu có thể nhìn ra được hắn đang rất khẩn trương. Cặp mắt trầm tĩnh lóe lên tinh quang, bình tĩnh quan sát động tĩnh trên mặt nước, đầu nghiêng một bên nhìn khắp đầm sâu, bắt đầu chậm rãi đi về phía trước, dường như đang tìm kiếm vật gì đó. Thấy cảnh tượng kỳ quái đó, ngay cả Yến Đông Lâu cũng quên cất tiếng gọi, vô cùng khẩn trương, ánh mắt nhìn theo bước di chuyển của Yến Tây Lâu, không biết cuối cùng ca ca hắn muốn làm cái gì yến tây lâu đi lòng vòng quan sát đầm nước khi đi đến vòng thứ ba thì hắn đột nhiên phóng lên tảng đá mà hướng lão đầu đang đứng khiến hướng lão giật mình ngã ngửa về phía sau thiếu chút nữa đã ngã xuống đất yến tây lâu cũng không thèm nhìn hướng lão một cái chậm rãi giơ cần câu trong tay lên thăm dò vào trong nước đông tác vô cùng cẩn thận tựa như một đoạn phim quay chậm vậy hạ xuống từng tấc từng tấc một nhưng lúc một phần ba cây cần câu dài chìm trong nước thì cánh tay yến tây lâu chợt dừng lại sau đó nhấc lên một chút, trên gương mặt chất phác bóng xuất hiện vẻ khẩn trương, cả gương mặt đều căng lên. Rõ ràng, hắn đang tích chữ lực, tiếp theo chính là một kích kinh thiên. Nắm tay của Yến Tây Lâu dần dần dơ lên đến vị trí ngang vai, gầm nhẹ một tiếng, chợt đem cần câu hướng dưới nước mà đâm mạnh tới. Đúng vào lúc này, tiếng xé gió chói tai lại đột nhiên vang lên, ba đạo ánh sáng như tuyết sắc bén tựa như ba viên đạn, nhắm thẳng đến Yến Tây Lâu mà bắn tới trong nháy mắt ngón tay tiêu phàm chợt bắn ra một đạn chỉ thần công, tốc độ còn nhanh hơn so với viên đạn kia. Ba cây diệp tiểu đao, hai cây bay thẳng đến Yến Tây Lâu, còn một cây nhắm thẳng đến cây câu cần câu kia. Yến Đông Lâu chỉ thấy hàn quang lóe lên, diệp tiểu đao đã bay đến trước người Yến Tây Lâu, hắn thậm chí không kịp nhắc nhở một câu, cẩn thận. Tay trái Yến Tây Lâu xuất ra một trường đẩy đao ra, rông tố đột nhiên nổi lên, trường phong trực tiếp đánh về phía hai cây diệp tiểu đao. Trưởng phong là một vật vô hình. Diệp tiểu đao lấy tốc độ vô cùng nhanh lao nhanh về phía trước, tốc độ nhanh đến không bình thường. Lẽ ra trưởng phong sẽ không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì đến Diệp tiểu đao, nhưng mà kết quả lại ngược lại. Diệp tiểu đao cư nhiên lại bị gió bão từ trưởng phong phát ra cứng rắn đẩy lệch mục tiêu, vòng qua thân thể yến tây lâu hướng phương xa mà bay đi. Suy cây Diệp tiểu đao thứ ba bắn trúng cây cần câu trúc tương phim, cần câu trong tay yến tây lâu đã nhẹ một chút thân trúc vô cùng cứng cỏi lại bị nứt làm hai đoạn. Yến đại ca à, tuyết hoa hoa nhất định phải còn sống, chết cũng vô dụng. Tiêu phàm đứng dậy, cất giọng nói. Tiêu phàm rất rõ thân thủ của Yến Tây Lâu, biết hai cây diệp tiểu đao kia không thể làm tổn thương đến Yến Tây Lâu. Cậu chỉ muốn phân tán lực chú ý của hắn, mục tiêu của cậu chính là cây cần câu trúc tương phi kia. Yến Tây Lâu không phải đang câu cá mà chính là gờ yêu ta cá tiêu phàm cần phải ngăn cản hành động của hắn. Ngay cả tiêu phàm cũng bị một màn phát sinh kế tiếp làm cho kinh sợ. Yến Tây lâu vậy mà tung người lên, nhảy vào hàn đàm. Tùm, tựa như một quả cân, trực tiếp chìm vào trong đầm không thấy bóng dáng. Ca, Yến Đông lâu bị dọa đến mặt mày không còn chút máu, khàn giọng quát to lên. Ngay sau đó hắn cũng liều lĩnh nhảy tùm xuống nước, nước trong đầm lạnh như băng. Yến Đông Lâu vừa mới xuống nước thì toàn thân hắn lập tức dùng mình một cái, sau đó hướng về phía yến tây lâu đã chìm dưới đáy mà gắng sức bơi đi. Hắn biết yến tây lâu biết bơi, hơn nữa kỹ thuật bơi lội còn rất giỏi, nhưng hiện tại yến tây lâu là một bệnh nhân, ở trong mắt người khác chẳng khác nào một người bị điên, làm sao có thể căn cứ theo tư duy của người bình thường mà đối xử được chứ? Nơi yến tây lâu rơi xuống nước, chốc lát đã trở nên yên lặng như lúc ban đầu, không hề có chút động tĩnh nào, thậm chí ngay cả bọt nước cũng không có nổi lên một cái. Ca Yến Đông Lâu hét to, chợt lặn xuống nước. Kỹ năng bơi lội của Yến Đông Lâu cũng rất tốt, nhưng mà nước trong hàn đàm này rất lạnh. Giờ phút này, hắn đã sớm trở nên luống cuống, không thể kiên trì trong nước được bao lâu nữa, nhanh chóng nổi lên mặt nước, há mồm thở dốc. Ca! Yến Đông Lâu gào thét, rồi lặn xuống nước một lần nữa. Liên tục quay trở về ba lần, lần nào Yến Đông Lâu cũng phí công, vừa khẩn trương vừa đau lòng mà khóc giống lên. Sau đó, giữa hàn đàm đột nhiên nổi lên một chuỗi bọt nước, nước trong đầm cũng kịch liệt sôi trào. Ca, em đến cứu anh, anh phải cố chịu đựng nha. Yến Đông Lâu mừng rỡ, đang muốn bơi tới giữa hàn đàm, nhưng chuỗi bọt nước đó lại bắt đầu di chuyển về phía bờ với tốc độ cực nhanh, sau đó liền ngừng lại. Chỉ chốc lát. Một trận tiếng nước chảy, róc rách cùng với tiếng cười khúc khích lại vang lên. Yến Tây Lâu từ mép đầm đứng dậy, hai tay hắn đang gắt gao nắm một con tuyết hoa hoa nửa trong suốt, dài khoảng 3 thước, thân nó cực kỳ to lớn. Ngực bị yến tây lâu bóp chặt, lắc đầu vẫy đuôi, gắng sức vùng vẫy, trong miệng phát ra tiếng kêu, hoa hoa, cực kỳ thảm thiết, giống hệt như tiếng trẻ con khóc. Nhưng dù cho tuyết hoa hoa có vùng vẫy thế nào cũng vô dụng, dù thế nào cũng không thể trốn thoát khỏi bàn tay của Yến Tây. Đôi bàn tay này có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người, ngay cả tiêu phàm cũng phải cực kỳ thận trọng mà đối đãi. huống chi tuyết hoa hoa này trung quy chỉ là một con kỳ nhung biến dị, toàn thân yến tây lâu ướt đẫm bước từ hàn đàm lên bước từng bước một đến tảng đá nơi tiêu phàm đang đứng tiêu phàm cùng với tân lâm nhảy từ trên tảng đá xuống yến tây lâu vươn tay đem tuyết hoa hoa đưa cho tiêu phàm không hề nói lời nào yến đại ca cảm tạ tiêu phàm cũng không vội và đón lấy con tuyết hoa hoa đang sống chết giấy rùa kia mà bình tĩnh nhìn yến tây lâu một cái cúi người dùng giọng điệu rất thành khẩn nói yến đông lâu vừa mừng vừa sợ cố gắng bơi vào bờ khắp người vươn vãi rất nhiều giọt nước vô cùng vội vàng ba bước gom thành hai chạy đến nắm chặt cánh tay của ca ca dường như hắn sợ chỉ cần hắn buông lỏng một chút thì yến tây lâu sẽ lập tức biến mất không thấy đâu ca anh không sao rồi thật tốt thật tốt phút chốc yến đông lâu mừng đến chảy nước mắt thật ra thì hắn cũng biết dựa theo tất cả những hành động của yến tây lâu vừa rồi mà nói tình hình quả thực không thể xem là tốt lắm được từ đầu tới cuối Yến Tây Lâu cũng chưa từng nói câu nào, nhưng Yến Đông Lâu không muốn suy nghĩ đến những thứ đó, hắn tình nguyện tin là ca ca hắn đã tốt lắm rồi, tinh thần đã khôi phục lại như thường. Đông Lâu, nếu như chuyện của tôi tiến hành được thuận lợi thì tôi sẽ quay trở về. Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp để chữa khỏi bệnh cho ca ca của anh. Tiêu Phạm trịnh trọng nói. Dạ, Yến Đông Lâu liều mạng gật đầu, nước mắt liên tục chảy xuống. Ma điếu, hướng lão vẫn luôn lặng người theo dõi tất cả những việc xảy ra, đột nhiên kêu to lên, giọng nói bởi vì kích động mà trở nên khàn khàn, cực kỳ khó nghe. Ha ha, ha ha, ma điếu xuất thế. Một lúc sau, hướng lão đầu đứng khua tay múa chân trên tảng đá, hình dáng tựa như người bị điên dại. Không ngờ trước khi hướng lão ta xuống mồ còn có thể nhìn thấy ma điếu tái thế. soạt một tiếng, hướng lão đầu đột nhiên ném cây cần câu màu đen vào trong hàn đàm, cũng không biết cây cần câu này được làm từ chất liệu gì, im lặng không tiếng động mà chìm xuống đáy hồ. Đáng giá, có thể chứng kiến mà điếu thay thế, cuộc đời của ta sống quả thực rất đáng giá. Chương 60, tử vi phi tinh trận. Ma điếu xuất thế. Thật ra chuyện này vẫn chưa gây được tiếng vang quá lớn. Yến Tây lâu chạy ra khỏi trại, sau đó lại cùng với Yến Đông lâu, hai anh em toàn thân ướt nhẹp trở về nhà. Rất nhiều người dân ở Tây trại đều thấy nhưng bọn họ chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc thôi. Mặc kệ trước kia Yến Tây Lâu là loại người gì, thì thời gian 10 năm cũng đủ để cho thôn dân ở Tây trại này quên đi quá khứ. Hôm nay, Yến Tây Lâu trong mắt tất cả thôn dân ở Tây trại này chỉ là người điên. Mặc dù trước đó, Yến Tây Lâu chưa bao giờ chạy loạn, là một người văn điên, nhưng không có nghĩa là thỉnh thoảng hắn chạy ra ngoài sẽ dẫn đến một trận sóng to gió lớn. Người điên mà chạy loạn khắp nơi là chuyện bình thường đây không phải là Yến Đông Lâu tìm ca ca hắn trở về sao. Đoán chừng trên đường đi bị rơi xuống nước, có lẽ Yến Đông Lâu đã cứu hắn lên. Nhưng chuyện này không thể giấu Đặng Thông Thiên được, bởi vì trên thực tế, Đặng Thông Thiên chính là người đứng đầu Tây Trại, cần phải cho hắn biết chuyện này. Ngộ nhỡ sau này tình huống của Yến Tây Lâu phát sinh dị biến thì Đặng Thông Thiên cũng có chuẩn bị tâm lý trước. Đặng Thông Thiên vừa nghe Tiêu Phàm nói thì hai mắt hắn trợn rất to, hoàn toàn không dám tin đó là sự thật. Chờ, chờ một chút, Tiêu tiên sinh, ngài nói Tây Lâu luyện Ngũ Lôi trưởng. Chuyện này sao có thể? Tôi cũng hắn làm bạn bè nhiều năm như vậy. Đặng Thông Thiên bối rối, giơ tay lên, hô hô liên tục, miệng lẩm bẩm. Đặng Thông Thiên đương nhiên biết Ngũ Lôi trưởng, hắn tu luyện Hồng Sa trưởng, chính là một nhánh ngoại môn của Ngũ Lôi trưởng, hắn cũng từng nghe cha hắn nhắc tới Ngũ Lôi trưởng có uy lực cực mạnh. Mấy năm nay, dương khí quá thịnh, khiến hắn cảm thấy đủ loại khó chịu. Đặng Thông Thiên từng nghĩ, nếu như có thể tìm được phương pháp tu luyện Ngũ Lôi trưởng để điều hòa thì biết đâu có thể chữa lành tâm bệnh của mình. Công phu ngoại gia kém xa tu vi nội gia, đó cũng chính là điểm thiếu sót chí mạng của Hồng Sa trưởng. Đặng Thông Thiên hoàn toàn không ngờ một cao thủ tinh thông Ngũ Lôi trưởng luôn sinh sống bên cạnh mình. Nhiều năm trước, bọn họ vẫn luôn cùng nhau vào núi hái thuốc, nhưng Đặng Thông Thiên lại không hề phát giác ra yến Tây Lâu mang tuyệt kỹ đầy mình. Đột nhiên biết rõ sự thật, muốn hắn lập tức tiếp nhận hơn nữa tiêu hóa hoàn toàn tình huống này quả thực là rất khó khăn về phần yến tây lâu là ma điếu tái thế ngược lại đối với đặng thông thiên mà nói không hề quan trọng hắn lại không hề thích câu cá ở trong mắt đặng thông thiên cái gì điếu thần hay là ma điếu đều là do hướng lão đầu đặt điều nói nhảm thổi phồng sự thật căn bản không có thật dù thế nào thì chỉ là câu cá mà thôi đặng thông thiên cũng không sợ mà đem chuyện này tuyên dương với bên ngoài ngược lại cũng không có bao nhiêu người đến cửa thỉnh giáo ma điếu cho dù có người đến nhà nhìn thấy bộ dáng đờ đẫn này của yến tây lâu thì đều bị hù dọa đến bỏ chạy nhưng ngũ lôi trưởng lại không giống như thế nói cách khác tuy yến tây lâu là một người điên nhưng trên thực tế lại là một cao thủ hàng đầu người điên cũng không sao cả mà cao thủ hàng đầu cũng không quan trọng nhưng nếu như hai người này kết hợp lại thì chính là một cái phiền toái lớn hiện tại yến tây lâu vẫn là người văn điên ngộ nhỡ ngày nào đó biến thành võ điên vậy thì chẳng phải rất nguy hiểm sao toàn bộ tây trại không có ai là đối thủ của hắn nếu như tôi không nhìn lầm thì võ công mà yến đại ca tu luyện đúng là ngũ lôi trường hơn nữa còn là truyền thừa chính tông tiêu phàm vô cùng trịnh trọng nói đặng thông thiên không hề nghi ngờ lời của tiêu phàm hắn biết rõ tiêu phàm chính là một vị cao thủ tuyệt thế nghe tiêu phàm nói như vậy thì hắn chắc chắn là tiêu phàm đã giao thủ với yến tây lâu vậy thì càng không cần hoài nghi về phần quá trình giao thủ tiêu phàm không chủ động nhắc đến thì đặng thông thiên cũng không dám hỏi tới vậy vì sao cậu ấy lại biến thành bộ dáng này tôi đã bắt mạch cho anh ấy chắc là chúng độc có thể là một loại độc trướng vô cùng lợi hại e rằng không chỉ một loại nhưng vì nội lực của yến đại ca thâm hậu đem độc trướng này áp chế trong người mười năm nay anh ấy vẫn luôn chống chọi với độc trướng yến đông lâu nghe đến đó thì nhịn không được mà cất tiếng hỏi tiêu tiên sinh vậy đại ca của tôi có thể cứu được không tiêu phàm trầm ngâm một lúc rồi nói đối với các loại độc trướng tôi cũng không biết nhiều lắm nếu như có đủ thời gian tôi có thể giúp đỡ anh ấy đem độc trướng trong cơ thể đẩy ra từ từ đông lâu à tôi đã nói rồi tôi đang có chuyện rất quan trọng phải làm nếu như tất cả thuận lợi thì tôi sẽ quay về đây chữa bệnh cho yến đại ca trước đó anh hãy chăm sóc cho ca ca của anh thật tốt, tôi sẽ biếu anh một khoản tiền để anh có điều kiện để chăm sóc anh ấy tốt hơn. Không, không, không cần đâu, Tiêu tiên sinh à, ngài đã đối xử rất tốt với gia đình của tôi, tôi không thể lấy tiền của ngài được. Yến Đông lâu cuống quýt xua tay, luôn miệng nói. Tiêu Phàm mỉm cười nói, "Đông lâu à, anh không nên khách sáo như vậy, tôi cũng hy vọng ca ca của anh có thể khỏi bệnh, đem tuyệt học Ngũ Lôi trưởng này truyền lại cho đời sau." có lẽ tương lai, tôi còn có việc phải nhờ đến mọi người. Lúc Yến Đông Lâu vẫn còn do dự thì Đặng Thông Thiên đã thay mặt hắn quyết định. Đông Lâu à, không cần nói nữa, cứ làm theo ý của Tiêu Tiên sinh đi. Nam tử Hán Đại Trượng Phu có cửu báo cửu, có ân đền ân. Sau này nếu Tiêu Tiên sinh có việc nhờ thì cậu dốc sức giúp ngài ấy là được. Đặng Thông Thiên lên tiếng, Yến Đông Lâu không dám nói thêm gì nữa. Sau khi ăn xong cơm trưa, đích thân đưa Tiễn Tiêu Phàm và Tân Lâm đến sân bay Sơn Thành. Trước khi đi, Tân Lâm để lại cho Yến Đông Lâu 10 vạn tiền mặt. Với chuẩn mực sinh hoạt ở Tây Trại thì số tiền này cũng đủ cho một nhà ba người của Yến Đông Lâu chi tiêu trong một đoạn thời gian rất dài. Tuyết Hoa Hoa là do Yến Tây Lâu bắt sống, đương nhiên phải trả thù lao thỏa đáng rồi. Sáng sớm hôm sau, hai người tiêu phàm đã đến sân bay Sơn Thành, lên chuyến phi cơ sớm nhất, trở về thủ đô. Lúc xế chiều, Tiêu Phàm cùng với Tân Lâm đã xuất hiện lần nữa ở trong tứ hợp viện của Ngô Thạc Sương. Tứ hợp viện vẫn yên tĩnh như cũ, đứa bé Ngô Khanh vẫn nằm sấp dưới cây cổ thụ trong sân, tập trung tinh thần nghiên cứu cửu cung phi tinh đồ của cậu bé. Chỉ qua một đoạn thời gian ngắn ngủi mà sắc mặt của Ngô Khanh đã tốt hơn trước rất nhiều, thân thể nhỏ bé dường như cũng rác chắc hơn vài phần. Dược hiệu của thất phương đan do thất diệu cung luyện chế vô cùng rõ rệt, một viên thất vương đan có thể kéo dài tính mạng thêm một năm đương nhiên không chỉ nói chơi ngô thạc sương đang mỉm cười ngồi bên cạnh cậu bé chậm rãi thưởng thức trà thỉnh thoảng chỉ điểm cho con trai một câu có thể nhìn ra được tâm tình của ngô thạc sương đang rất vui vẻ chỉ cần tình trạng của con trai lão càng ngày càng tốt hơn thì ngô thạc sương cũng không còn gì phải lo lắng thêm nữa ngô lão lão vẫn khỏe chứ tiêu phàm không hề gây ra tiếng động nào đi tứ hợp viện yên tĩnh trên người quần áo vải màu xanh nhạt, giày vải màu đen lại được khôi phục như cũ. Nhất hành tiên sinh, tân cô nương. Ngô Thạc Sương ôm quyền, khách khí chào hỏi, trên gương mặt mỉm cười, lúc nào cũng không hề có vẻ kích động, dường như tiêu phàm cùng với tân lâm đến thăm đã nằm trong dự liệu của lão. Tử vi đấu sổ vốn tinh thâm huyền diệu, biến hóa phong phú, thôi diễn vận số ứng nghiệm như thần. Chờ đến khi tiêu phàm đi đến trước mặt thì cặp lông mày của Ngô Thạc Sương hơi nhướng lên, kinh ngạc nói nhất hành tiên sinh đã xảy ra chuyện gì sao nguyên khí của tiêu phàm vẫn chưa hồi phục đủ người bình thường không nhìn ra nhưng ngô thạc sương vừa nhìn là biết liền mặc dù cho tới bây giờ lão vẫn chưa từng điều tra xuất thân của tiêu phàm nhưng người này còn trẻ tuổi mà thân đã mang tuyệt kỹ là một chuyện không thể nghi ngờ bỗng nhiên nguyên khí lại bị tổn thương cũng không biết là đã gặp tai nạn gì chắc chắc đó không phải là chuyện nhỏ mặt mày của ngô thạc sương chợt trở nên ngưng trọng Tiêu Phàm mỉm cười nói: Chỉ xảy ra chút chuyện nhỏ, khiến thiên địa nguyên khí cắn trả, không cần lo lắng, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày sẽ khôi phục thôi." Ngô Thạc Sương gật đầu, vươn tay mời khách ngồi, hai bắp chân nho nhỏ chạy nhanh vào nhà, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói: Xem ra tình huống của Ngô Khanh cũng không tệ lắm." Ngô Thạc Sương lập tức đứng dậy cúi đầu, trầm giọng nói: Thất Vương đan là linh dược hiếm có trên thế gian, cảm tạ nhất hành tiên sinh đã rộng lòng tặng cả đời Ngô mỗ rất ít khi chịu ân huệ của người nếu nhất hành tiên sinh có chuyện cần tôi đi làm thì xin cứ việc phân phó bất kể tôi có thể làm được hay không tôi cũng sẽ liều mạng đi làm tiêu phàm nhất tay ôm quyền đáp lễ cũng không khách khí nói Ngô lão hôm nay tôi tới cửa quả thực có chuyện muốn nhờ mời nhất hành tiên sinh ngồi Ngô Thạc xương chậm rãi ngồi xuống vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ nói từ lúc lão nhận lấy thất phương đan mà tiêu phàm biếu thì ngô thạc xương đã chuẩn bị báo đáp mặc dù bằng hữu giang hồ hào khí ngất trời hai bên giúp đỡ nhau cũng không cần có lý do đặc biệt gì nhưng thất phương đan thực sự không phải là vật tầm thường chỉ mới gặp mặt một lần đã nhận một cái ân huệ lớn như vậy cho dù thế nào thì lão cũng không thể yên lòng được chắc chắn tiêu phàm cũng không phải loại người tốt đến mức làm ân không cần cầu báo ngô khanh cầm một đĩa để chút hạt thông táo đỏ các loại trái cây ra dọn dẹp cái bàn nhỏ rồi để lên, động tác nhanh nhẹn, khiêm nhường lễ độ. Tiêu Phàm mỉm cười sờ sờ đầu nhỏ của cậu bé. Cậu quả thật rất yêu thích Ngô Khanh. Ngô Khanh mở cái miệng nhỏ nhỏ, cười cười với Tiêu Phàm, sau đó lập tức trở về bộ dáng quy củ đứng sau lưng cha. Biểu hiện có chừng mực, chập trung nhìn về phía Tiêu Phàm. "Ngô lão, tôi muốn mời lão vào một ngày nào đó trong tháng, bày một tòa tử vi phi tinh trận." sau đó tiêu phàm chậm rãi nói ra thời gian cụ thể, đó là hai tháng sau. Tử vi phi tinh trận. Hai mắt ngô thạc xương khẽ híp lại, có chút ngạc nhiên. Tử vi phi tinh trận là trận pháp cao thâm nhất của bổn môn, trên ứng với tinh tú trên bầu trời, xoay quanh, có thể thay đổi thiên địa nguyên khí, có uy thế khó lường của quỷ thần. Không biết nhất hành tiên sinh muốn bày trận pháp này ở nơi nào. Mặc dù bày tử vi phi tinh trận không phải là trò đùa trẻ con, Ngô Thạc Sương cũng không trần chờ, lập tức hỏi. Chỉ cần tiêu phàm nói ra yêu cầu mà hắn có thể làm được thì cũng không khó bàn bạc, cứ làm theo là được. Ở nơi này, tiêu phàm bình tĩnh nói. Tôi hy vọng đến lúc đó, ngô lão có thể cố gắng điều động tinh tú, thay đổi thiên địa nguyên khí, cố gắng tạo nên thanh thế càng lớn càng tốt. Tôi muốn tạo thành một hiện tượng giả, làm xáo trộn thiên cơ. Đến lúc đó, tôi sẽ ở một nơi khác thi pháp. Ngô Thạc Sương tức khắc hiểu rõ nhất hành tiên sinh muốn cho người khác khó phân biệt thật giả sao? Đúng là như vậy. Ngô Thạc Sương lập tức đáp ứng. Được, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực. Ngô Lão, tôi nhất định phải nói trước, chuyện này vô cùng nguy hiểm. Có thể sẽ bị người khác công kích, Ngô Lão nhất định phải chuẩn bị. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Nhất hành tiên sinh, tử vi đấu sổ không phải là đổ bỏ đi đâu. Ngô Thạc Sương thản nhiên nói, trên mặt thoáng hiện lên một vẻ ngạo nghễ nói tới việc dùng tinh tú trận pháp đấu chiến, Ngô Thạc Sương quả thật cao hứng đến 10 phần. Danh hiệu tử vi tiên sư, há chỉ để gọi cho vui. Tiêu Phàm đứng dậy, cung kính cúi đầu với Ngô Thạc Sương. Ngô Thạc Sương cũng trịnh trọng đáp lễ với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, sau đó xoay người, cùng với Tân Lâm bước ra phía cửa. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 60.